chương 811, không tưởng được điều kiện. Cũng không biết là quỷ ảnh linh trí không cao, còn là vì hắn đã muốn động sát đến tiêu phàm tâm tư, kế tiếp chỉ là tại ảo trận tất cả tầng trong cấm chế chạy tới tháo chạy, vây quanh tiêu phàm đảo quanh, chính là không đi ảo trận trung tâm khu vực. Bên ngoài đã muốn đánh cho long trời lỡ đất. Đương đương, cổ trung minh hưởng thanh âm, đã muốn lại vang lên ba tiếng, tiêu phàm nghe được đi ra, âm ba công đánh uy lực một lần không bằng một lần, trừ chín chân nguyên pháp lực, đang lấy cực nhanh khủng bố tốc độ tiêu hao. Thổ Ma Ngẫu tuy không sợ sương mù vượn cùng bóng trắng ăn mòn, nhưng những này quỷ vật sinh sôi không ngừng, quả nhiên là Giota S không thắng Giota S, còn như vậy tiêu rông dài, thổ ma ngẫu trong cơ thể linh lực cũng có hao hết thời điểm. Cùng cơ quan khôi lỗi thú đồng dạng, thổ ma ngẫu cũng là dùng linh lực khu động đích, bất quá cơ quan khôi lỗi thú là sử dụng từng khỏa nguyên vẹn linh thạch, ma ngẫu nhưng lại đem linh thạch bên trong ẩn chứa linh lực hấp thu luyện hóa chứa đựng đến trong cơ thể. Tu sĩ cùng yêu thú tinh hồn chi lực, cũng có thể với tư cách ma ngẫu đem ra sử dụng động lực. Audio điện tử võ tấn bền Tương đối mà nói, ma ngẫu luyện hóa linh lực đến trong cơ thể so khôi lỗi thú trực tiếp sử dụng linh thạch muốn phức tạp nhiều lắm, cùng lần này tương đối ứng đích, chính là ma ngẫu đối với linh lực lợi dụng tỷ lệ, xuất lĩnh, so khôi lỗi thú muốn cao hơn nhiều, một lần chứa đựng đến trong cơ thể linh lực, cũng xa xa không chỉ một khỏa linh thạch ẩn chứa lượng. Theo ân tính lão giả nói, này là thổ ma ngẫu một lần luyện hóa thập khỏa trung giai thổ linh thạch, tương đương với hơn một ngàn miếng cấp thấp thổ linh thạch, có thể đủ trèo chống thổ ma ngẫu tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong nghỉ ngơi 3 tháng có thừa. Chỉ có điều cái này là dựa theo bình thường tình hình mà nói đích, dù sao đa số thời điểm, thổ ma ngẫu là đợi tại tiêu phàm trong chữ vật giới chỉ, không cần tiêu hao nửa điểm linh lực, chỉ có đối địch lúc mới phóng xuất hôm nay như vậy không ngừng nghỉ chút nào mà cùng vô tận quỷ vật chém gỡ yêu ta linh lực tiêu hao cũng đến trình độ khủng bố. Tiêu phàm lại hết sức bảo trì bình thản, một mực canh giữ ở trong huyến trận tâm cấm chế chỗ, nếu không di động mảy may, thỉnh thoảng dùng ngôn ngữ khiêu khích ss quỷ ảnh vài câu. Cái này đương làm khẩu, so đúng là cái kiên nhẫn, muốn là mình trước rối loạn đầu trận tuyến, bị quỷ ảnh đã nhận ra ý đồ, quay đầu bỏ chạy, không khỏi kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, cái kia thật có thể nguy hiểm. Ta biết rồi. Lại sau một lúc lâu công phu, đương làm chủ chín lại một lần nữa phát động âm ba công đánh về sau, trong huyễn trận tâm phụ cận truyền đến quỷ ảnh đầy tiếng hoan hô, tựa hồ thập phần vui vẻ. Lập tức không gian một hồi vần nước loại vặn vẹo, quỷ ảnh trắng noãn thân hình, tại tiêu phàm cách đó không xa di động hiện ra. Audio điện tử võ tấn bền. Người tại đây mới là cả ảo trận ở trung tâm, muốn phá giải cái này ảo trận, muốn từ nơi này vào tay quỷ ảnh lớn tiếng kêu lên. Tiêu phàm lập tức thập phần im lặng. Không ngờ như thế làm hồi lâu, cái này quỷ ảnh dĩ nhiên là tại nghiên cứu hoa đào ảo trận phá giải phương pháp, sớm biết như vậy như vậy, chính mình sao không trực tiếp nói cho nó biết, khiến nó tới phá giải không được sao. Làm gì đau khổ chờ thêm cái này hồi lâu thời gian. Nhưng là nói đi thì nói lại, cái này quỷ vật tại huyễn trong trận qua tự nhiên, nhanh như vậy tự làm rõ ràng chọn bộ ảo trận trọng tâm chỗ, thiên phú thần thông thật sao không thể khinh thường. Hắc hắc, tiểu bối, người thua, nhanh ngoan ngoãn đem bả thần hồn máu huyết kính dâng đi ra, để cho ta ăn tươi. Quỷ ảnh nhìn qua tiêu phàm, dương dương đắc y nói. Cái kia cũng chưa chắc. Tiêu phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, ngón tay vừa nhấc, một đạo hồ quang điện nhìn trời bắn ra. Xét đánh một tiếng, dấu ở ảo trận trong hư không như ý lôi quang tháp hiện thân ra, toàn thân lôi hồ lè lè, một chương lôi võng vào đầu bao phủ mà xuống. Quỷ ảnh chấn động, thân hình một hồi vặn vẹo, muốn thi triển không gian thần thông, rời đi lôi võng bao phủ phạm vi. Vô luận loại nào quỷ vật, đối với lôi điện chi lực trời sinh đều tương đối sợ hãi. Tung xem như sinh ra tại âm minh chi địa chí âm thần lôi, đối với đa số quỷ vật cũng cũng có khắc chế chi lực. Chỉ tiếc, hắn như là đã vào tiêu phàm tỉ mỉ bố trí trong cấm chế, lại ở đâu là khinh địch như vậy có thể đi phải đi ra ngoài đích tiêu phàm sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm, ngũ hành cấm chế chi lực cùng một chỗ, quỷ ảnh quanh người không khí, bỗng nhiên trở nên cứng rắn vô cùng, tựa như thật thể giống nhau. Đang tại thì Pháp muốn rời khỏi nơi đây quỷ ảnh, Pháp thuật bị ngạnh xanh xanh cắt ngang, lại hiện ra thân hình. Tiêu phàm luyện hóa tại hoa đào huyến trong trận ngũ hành cấm chế chi lực, dùng để đối phó đẳng cấp cao tu sĩ, có chút lực có không bắt bớ, chỉ có thể khắc chế như vậy nhất thời bán hội, về phần đối phó nguyên anh kỳ tu sĩ, cái kia cơ hồ không có nửa phần tác dụng. Quỷ ảnh dù sao cùng có thân thể tu sĩ bất đồng, chỉ là một đoàn âm khí ngưng kết thành hình. Tại phương diện khác có lẽ có một ít làm cho không người nào có thể tưởng tượng quỷ dị thần thông, nhưng luận đến pháp lực dày đặc, tự nhiên là xa xa không bằng chính thức tu sĩ, so sánh với yêu thú cũng kém đắc rất xa. Ngũ hành cấm chế chi lực đối với nó quỷ vật chi thân thể, đặc biệt có hiệu. Quỷ ảnh ra sức vùng vẫy vài cái, không chút sức mẻ, đang muốn nghĩ biện pháp khác đột phá ngũ hành cấm chế, đỉnh đầu xét đánh thanh âm nhẹ vang lên, quỷ ảnh chỉ cảm thấy một cổ hủy diệt loại khủng bố khí tức từ trên trời giáng xuống, gấp bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hồn phi phách tán. Chỉ thấy đỉnh đầu cách đó không xa lôi quang tháp, đã muốn hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, đáy tháp ngân quang lóng lánh, vô số ngân sắc hồ quang điện hướng về tại đây hội tụ mà đến, một cái chói mắt chói mắt lôi cầu, đang tại rất nhanh thành hình. Thiên lôi oanh đỉnh Quỷ ảnh mặc dù là bất diệt chi thân thể, nhưng bị như vậy cuồng bạo lôi điện chi lực trực tiếp đánh chúng, cho dù sẽ không bị diệt sát, ít nhất cũng sẽ linh trí mất hết, cảnh giới cuồng ngã, một lần nữa bị đánh trở lại vừa mới ngưng kết quỷ thân thể thời điểm, lại không biết phải đi qua bao nhiêu dài dòng buồn chán tuế nguyệt, mới có thể năng lực lần nữa tu luyện tới hôm nay cảnh giới. Đối với linh trí đã muốn mở ra quỷ vật mà nói, cái đó và bị diệt sát cơ hồ không có bất kỳ khác nhau. Mặc dù tại vô tận tuế nguyệt về sau, quỷ thân thể trọng lại sinh ra linh trí, nhưng này đã là mặt khác một sự việc rồi, cùng trước mắt quỷ vật không có nửa điểm liên quan. Đừng gờ yêu ta ết các ngươi đều phải chết. Mắt thấy thiên lôi muốn oanh kích mà hạ, quỷ ảnh nhịn không được hoảng sợ vạn phần mà hét dầm lên. Không gờ yêu ta ngươi, chúng ta làm theo rất phiền toái. Tiêu phàm không chút nào vì chỗ động, sụ mặt, lạnh lùng nói ra, lôi quang đáy tháp bộ lôi cầu, đã hoàn toàn thành hình, chấp động lên cực kỳ cuồng bạo khí tức, tùy thời cũng có thể đánh rơi xuống. Không không, lấy việc tốt thương lượng tốt thương lượng, chỉ cần không gờ yêu ta ta, cái gì cũng tốt thương lượng. Nếu không, ta trước gọi chúng dừng tay a. À. Cũng không đợi tiêu phàm làm gì trả lời thuyết phục, quỷ ảnh đã muốn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh, chấn đắc cả thế giới dưới lòng đất, ông ông tác hưởng. Nhắc tới cũng kỳ, quỷ ảnh một tiếng này tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh phát ra, những kia chính hướng bên này chen chúc mà đến xương mù vượn cùng bóng trắng, tựa hồ nhận được mệnh lệnh nào đó, cùng một chỗ dừng lại thân hình, ngơ ngác mà đứng ở đàng xa, không nhúc nhích. Bất quá ta cho người biết, đây chỉ là tạm thời, người nếu gỡ yêu ta ết ta, chúng tự cũng không lại được khống chế, không đem các người những này ngoại nhân gỡ yêu ta ết cái sạch sẽ là tuyệt sẽ không dừng tay đích. Ngay sau đó, quỷ ảnh lại luôn miệng nói. Tự hồ sợ tiêu phàm làm không rõ ràng lắm tình huống, thoáng một tí liền đem hắn diệt gỡ yêu ta ít chết. Cái này quỷ ảnh như thế quyết định thật nhanh, ngược lại sâu sắc vượt quá tiêu phàm ngoài ý liệu. Xem ra càng là linh trí thấp gia hỏa, những này bản năng phản ứng ngược lại càng thêm trực tiếp, cơ hồ đều không cần trải qua tự hỏi. Tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, lôi điện có lẽ hay là chút xuống mà xuống. Quỷ ảnh lại sợ tới mức hết dầm lên, bất quá rất nhanh quỷ ảnh tiểu biết mình bạch làm kinh sợ một hồi, chút xuống xuống lôi điện, hợp thành một cái ngân quang lóng lánh lồng giam, đem hắn một mực vây ở chính giữa, lôi quang đáy tháp bộ cái kia khỏa cực lớn lôi cầu, lại càng hào quang bắn ra bốn phía, giống như treo cao đa mơ cổ chi kiếm, thời thời khắc khắc uy hát yêu ta ép lấy hắn. Cái này quỷ vật không gian thần thông lại để cho tiêu phàm trong nội tâm thập phần cảnh giác, chỉ cần dựa vào một cái ngũ hành cấm chế chi lực, nhưng không an toàn. Nếu để cho hắn dò xét không chạy trốn, vậy thì không còn có cơ hội bắt được nó. Đến lúc đó hắn và trừ chín cho dù muốn chạy, chỉ sợ đều không có cơ hội. Thiên hồn uyên thâm đạt mấy ngàn trượng, tại đây nơi cực hàn, Ngày độn nhanh chóng đều đại chế ngự chế. Chớ đừng nói chi là, còn có đỉnh đầu cái kia cực lớn đầu gió, muốn thông qua liền tuyệt không phải chuyện dễ. Cái này quỷ ảnh nói không sai, dưới mắt tiêu phàm thật đúng là không dám vì tiện diệt sát hắn. Vậy ngươi nói một chút xem, chúng ta trong lúc đó có những thứ gì có thể thương lượng. Tiêu phàm trong óc, tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong miệng lại từ từ nói ra. Cái này đương làm khẩu, rõ ràng không thể trần chờ do dự, càng không thể lại để cho quỷ ảnh có quá nhiều thời gian đến suy nghĩ kỹ càng hắn tình cảnh của mình. Ta biết rõ, các ngươi là muốn những linh thảo kia linh quả, không có vấn đề, các ngươi cũng có thể lấy đi. Nếu không, ta lại để cho chúng tiểu nhân cho hai vị ngắt lấy tới. Quỷ ảnh lập tức nói, nhân cách hóa trên mặt, lộ ra nịnh nọt vẻ bất quá ta cũng có một điều kiện không đợi tiêu phàm mở miệng quỷ ảnh vừa vội gấp nói ra điều kiện điều kiện gì người phải dẫn ta lúc này rời đi thôi ta muốn ra ngoài bên cạnh đi quỷ ảnh lập tức nói ra ngữ khí chém đinh chặt sắt không có chút nào cứu vãn đường sống dù là tiêu phàm trước sau như một tự phụ cơ chí cũng không khỏi đắc giận xem líu lưỡi lại cũng không nghĩ ra quỷ ảnh rõ ràng hội đưa ra điều kiện như vậy đến. Đi bên ngoài, người tại sao phải đi bên ngoài? Lần này mở miệng nhưng lại trừ chín, không biết lúc nào, hắn đã đi tới trong huyễn trận trung tâm, tự đứng ở tiêu phàm bên người, mặt mũi tràn đầy vẻ tò mò mà hỏi thăm. Tiêu phàm bố trí xuống cái này ảo trận thời điểm, cũng đã đem trừ chín được miễn bên ngoài, ảo trận cấm chế đối với hắn và thổ ma ngẫu đều không có tác dụng. Trong huyễn trận hết thảy, Chử chín từ đầu đến cuối đều thấy thanh thanh sở sở. Cũng mất đi cái kia sao tin tưởng tiêu phàm, quỷ ảnh tại trong huyến trận nhiễu lai nhiễu khứ, chính là không bước vào tiêu phàm bố trí tốt cái bẫy, Chử chín cũng có thể bảo trì bình thản, đau khổ bên ngoài trèo trống, ngăn cản những kia xương mù vượn cùng bóng trắng từng đợt rồi lại từng đợt thế công. Vì tiêu phàm sáng tạo cơ hội, rốt cuộc đem cái này quỷ ảnh nhất cử vây khốn. Bởi vì ta muốn đi bên ngoài a -Hát, cái này thế giới dưới lòng đất, một mảnh tĩnh mịch, 60 năm qua, chỉ có những này không biết không thức ngu xuẩn vật, ngay cái cùng ta người nói chuyện đều không có, nghẹn đều nhịn chết rồi, người nói ta có nghĩ là muốn đi ra ngoài. Quỷ ảnh lập tức ồn ào bắt đầu đứng dậy, tâm tình còn hết sức kích động. Tiêu phàm cùng chữ chín không khỏi liếc nhau, hai mặt nhìn nhau, đều là một bộ không tưởng được bộ dạng. Muốn đi ra ngoài lời mà nói, chính ngươi đi ra ngoài thì tốt rồi. Tại đây thiên hồn uyên, còn có ai có thể ngăn trở ngươi không được bất quá trừ chín lập tức lại hỏi, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Cái này quỷ ảnh mờ mờ ảo ảo là thiên hồn uyên vương giả, trên người linh lực chấn động, không thua kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, đây đã là lệ thú cánh đồng hoang vô các loại sinh linh có khả năng đạt tới cảnh giới cao nhất. Nếu như không phải linh trí khá thấp, bị tiêu phàm lấy ảo trận ngũ hành cấm chế chi lực vây khốn, một trọi một giao phong, tiêu phàm tuyệt không phần thắng. Đi ra ngoài bên cạnh, đối với quỷ ảnh mà nói, nên vậy rất dễ dàng, chẳng lẽ nơi đây còn có cái gì đặc biệt cấm chế? chương 812, Giao dịch đạt thành. Tự chính mình có thể đi ra ngoài, còn với các ngươi nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Quỷ ảnh tức giận kêu lên. Chúng ta là âm khí ngưng kết mà thành quỷ vật chi thân thể, phải tại âm khí nồng đậm chi địa mới có thể năng lực sinh tồn. Giống như các người nhân loại tu sĩ, tại đây thiên hồn uyên thâm nơi thời gian hơi lâu một chút, liền chịu không được. Chúng ta ra thiên hồn uyên, cũng đồng dạng kiên trì không được bao lâu. Ánh mặt trời một chiếu, trong chốc lát tựu tan thành mây khói, trọn đời không được siêu sinh liễu tương đương. Tiêu Phàm nhíu mày nói ra, đã như vậy, vậy ngươi còn muốn đi ra ngoài? Cho dù chúng ta mang ngươi đi ra ngoài rồi, không phải là chỉ còn đường chết sao? Quỷ ảnh nói ra, chỉ cần đi ra ngoài bên cạnh, có các ngươi trợ giúp, ta có thể đoạt xá. Đây là các ngươi nhân loại tu sĩ nói cho ta biết đích Tiêu Phàm cùng trừ chín lập tức liền muốn đến thế giới dưới lòng đất cổ thây khô đều đều bừng tỉnh đại ngộ. Cái này quỷ ảnh vốn là cùng mà duyên ở chỗ sâu trong mặt khác quỷ vật đồng dạng cũng không có gì linh trí đáng nói là dựa theo chính mình cái kia một chút bản năng tại làm việc cũng không biết bao nhiêu năm trước trùng hợp cắn nuốt sạch hai gã từ bên ngoài đến người dự thi thần hồn máu huyết hấp thu bọn hắn một phần nhỏ thần thức lúc này mới dần dần mở ra thuộc tại linh trí của mình bất quá tương đối mà nói vẫn tương đối ngu dốt đích nếu là thật sự chính đẳng cấp cao nhân loại tu sĩ, đặc biệt tu luyện đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, cũng không có đơn giản như vậy bị tiêu phàm ảo trận vây khốn. trừ chín thở dài nói ra đoạt xá, ta khuyên người có lẽ hay là ngoan ngoãn ở chỗ này thiên hồn uyên tốt rồi. cho dù chúng ta mang ngươi đi ra ngoài, trợ giúp ngươi đoạt xá thành công, cuộc sống của ngươi cũng chưa chắc thấy so tại đây địa uyên ở chỗ sâu trong trôi qua thống khoái. bên ngoài thế giới không phải đơn giản như vậy dùng ngươi như vậy điểm linh trí xa không phải những kia chính thức nhân loại tu sĩ đối thủ tuy vậy ta còn là muốn đi ra ngoài quỷ ảnh thập phần cố chấp nói ngữ khí không thể nghi ngờ không có bất kỳ thương lượng đường sống tiêu phàm cùng chử chín liếc nhau cũng có chút bất đắc dĩ ngẫm lại kỳ thật cũng khó trách cái này quỷ ảnh chính thức linh trí lai nguyên ở hai gã nhân loại tu sĩ tự nhiên mà vậy đích tại nội tâm của nó ở chỗ sâu trong sớm đã đem chính mình trở thành thế giới loài người một phần tử. Cái này sâu trong lòng đất, âm hàn tĩnh mịch, cả ngày làm bạn đích, đều là một ít có một chút bản năng âm quỷ lệ phách, lại nói đó có thế giới loài người nhiều như vậy màu nhiều vẻ. Đổi lại bất cứ người nào, cũng sẽ không nguyện ý cả đời đứng ở thiên hồn nguyên ở bên trong, nhất định nghĩ hết trăm phương ngàn kế muốn đi ra ngoài. Dù cho biết rõ bên ngoài thế giới hung hiểm vạn đoan, vậy cũng đành phải vậy. Tiêu Phàm trầm ngâm hơi khoảnh từ từ nói ra các hạ như là đã có chúng ta nhân loại tu sĩ linh trí xin hỏi xưng hô như thế nào bóng trắng ta gọi bóng trắng tiêu phàm lời còn chưa dứt quỷ ảnh liền vội cắt mà kêu lên có chút đắc ý tựa hồ cảm giác mình cái tên này thức dậy phi thường chuyện tốt uy vũ khi phách được rồi nguyên lai like là bạch đạo hiếu tiêu phàm nhẹ gật đầu nói ra không dám không dám hai vị đạo hiếu xưng hô như thế nào Quỷ ảnh vậy mà tại điện trong lưới hướng về tiêu phàm cùng chữ chín ôm quyền chắp tay, giống như mô hình khuôn đúc giống như dạng mà hỏi thăm. Chút bất chi bất giác, hắn quanh người ngũ hành cấm chế chi lực đã muốn biến mất không thấy gì nữa. Quỷ ảnh nhưng cũng không giống động, phản phất tập trung tinh thần muốn cùng tiêu phàm chữ chín lượng người giao bằng hữu. Thật giống như một người tại đây, Điệu uyên, ở chỗ sâu trong bị, giam giữ, nhiều năm, hôm nay thật vất vả đến hai cái có thể câu thông trao đổi đồng loại, trong lòng su y g sứ y g tự không cần nói. Tiêu phàm cùng chữ chín cố nín cười ý, đều tự ôm quyền chắp tay, đem tên của mình nói. Chữ cửu vẫn nói, bạch đạo hiếu, năm đó ngươi chẳng phải có cơ hội đoạt xá sao. Đối với cái kia cổ thây khô, chữ chín thủy chung không thể tiêu tan. Tuy nhiên trước mắt cái này quỷ ảnh nhìn về phía trên linh trí cái gì thấp, có chút ngu rốt bộ dạng, nhưng làm sao biết không phải giả vờ. Nếu thật là giả heo ăn thịt hổ, hắn cửu công tử tung hoành nhân gian hơn 100 năm, hôm nay sẽ phải tại lật thuyền trong mương liễu tương đương. Quỷ ảnh học nhân loại bộ giảng, thật dài thở dài, nói ra, không dối gạt trừ đạo hữu nói, năm đó ta căn bản cũng không biết cái gì gọi là đoạt xã. Cái này quỷ ảnh có quan hệ thế giới loài người hết thảy nhận thức, đều lai nguyên ở nhiều năm trước cái kia hai gã nhân loại tu sĩ thần thức. Tiêu phàm cười cười, hỏi, nhiều năm như vậy, sẽ không có tu sĩ khác đi đến nơi này ngọn nguồn thế giới sao? Không có, quỷ ảnh rất khẳng định nói. Trừ cửu vấn nói, bạch đạo hiếu, dưới ánh mặt trời, người có thể sinh tồn bao lâu? Quỷ ảnh có chút cảnh giác mà nhìn trừ chín liếc, lập tức đáp, ước chừng hai ba khắc chung A. Trừ chín nghĩ nghĩ, nói ra, hai ba khắc chung tuy nhiên rất ngắn tạp, nhưng là cũng đủ bạch đạo hiếu đoạt xá một con yêu thú liễu tương đương. Vô luận như thế nào, quỷ ảnh đúng vậy tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới đại năng người, toàn thân do âm khí ngưng kết mà thành đơn thuần linh thân thể chi lực, xa không phải cùng giai tu sĩ tinh hồn có thể so sánh. Muốn đoạt bỏ cùng giai yêu thú, có lẽ có chút khó khăn, nhưng nếu như đem đoạt xá đối tượng định vì khá thấp giai yêu thú, hẳn là dễ dàng sự tình. Yêu thú, ta tại sao phải đoạt xá yêu thú, ta muốn đi ra ngoài. Quỷ ảnh lập tức lại ồn ào bắt đầu đứng dậy, ngữ khí đặc biệt ủy khuất. Trừ chín cái này mới hồi phục tinh thần lại, cái này quỷ ảnh cái gọi là đi ra ngoài, không phải ra đến Thiên Hồn Nguyên bên ngoài, mà là trực tiếp đi ra Lệ Thú cánh Đồng Hoang Vu. Hắn hoàn toàn là nhân loại tu sĩ tư duy. Các ngươi cũng cũng biết đích, Lệ Thú cánh Đồng Hoang Vu có đại trận phong ấn chi lực áp chế, ta hiện tại cũng đã đến cảnh giới cao nhất rồi, chỉ cần tiếp tục đợi tại Lệ Thú cánh Đồng Hoang Vu, cái này đồng lứa tử đều khó có khả năng càng tiến một bước. Ta phải lúc này rời đi thôi, rời đi Lệ Thú cánh Đồng Hoang Vu. Hơn nữa, ta là người, tại sao phải đi làm một con yêu thú? ta liền cho hỏi hai vị một câu, rốt cuộc có đáp ứng hay không điều kiện của ta. Quỷ ảnh ngữ khí, dần dần trở nên không nhịn được. Tiêu phàm nhíu mày nói ra, bạch đạo hiếu, cho dù chúng ta nguyện ý đáp ứng điều kiện của ngươi, nhưng lại có biện pháp nào, cho ngươi có thể bình yên rời đi lệ thú cánh đồng hoang vu đâu này. Ngươi phải có một thân thể mới được. Bằng không thì, đến dưới ánh mặt trời mặt, một thời ba khắc, ngươi tựu tan thành mây khói, chọn đời không được siêu sinh liễu tương đương các ngươi không phải có một chiếc cụ ma ngẫu sao. Mượn thoáng một tí hắn thân thể có thể. Quỷ ảnh tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ đối sách, không chút do dự nói ra. Không có khả năng. Tiêu phàm không cần suy nghĩ, lập tức đại giao động đầu của nó. Thổ ma ngẫu nhưng là của hắn một cánh tay đắc lực, sao có thể có thể như vậy bỏ qua. Cần biết ma ngẫu này đây tu sĩ tinh hồn đến khống chế đích, này là thổ ma ngẫu trong cơ thể, đã từng luyện hóa qua một gã kim đan sơ kỳ tu sĩ hai hồn năm phách. Hôm nay đem cường đại như vậy một cái âm quỷ dung nhập đến thổ ma ngẫu trong cơ thể, chỉ sợ lập tức sẽ đảo khách thành chủ, bị cái này âm quỷ đem thổ ma ngẫu quyền khống chế đoạt mất. Tiêu phàm như thế nào lại trơ mắt nhìn xem một gã kim đan hậu kỳ đỉnh phong giúp đỡ cách mình mà đi. Yên tâm đi, ta chính là mượn thân thể của nó dùng thoáng một tí, ta cam đoan với ngươi, không biết đảo khách thành chủ. Ta nhưng không có hứng thú, về sau cả đời làm một cụ ma ngẫu, ta muốn làm một cái chính thức người." Quỷ ảnh lập tức nói ra, ngữ khí thập phần khẳng định. Tiêu Phàm có lẽ hay là lắc đầu liên tục. Hắn mới sẽ không tin tưởng một cái quỷ vật cái gì cam đoan. Hơn nữa cho dù hắn nguyện ý bỏ qua thổ ma ngẫu cường đại như vậy giúp đỡ, cũng khó có thể thời thời khắc khắc đem một gã không bị chính mình khống chế kim đan hậu kỳ đỉnh phong ma ngẫu giữ ở bên người. Như vậy thật sự quá nguy hiểm ai biết cái này quỷ ảnh lúc nào sẽ đánh chủ ý của mình. Cái này cũng không chịu cái kia cũng không chịu, vậy các ngươi rốt cuộc muốn muốn thế nào? Dù sao ta hôm nay nếu ra không được, tự tuyệt đối sẽ không tha các ngươi đi ra ngoài. Dù cho là đồng quy vô tận đều không có sao. Quỷ ảnh triệt để nôn nóng bắt đầu đứng dậy, tức giận phẫn mà gào lên, thanh âm bén nhọn vô cùng. Tiêu phàm cùng chử chín lại liếc nhau một cái, mỉm cười, nói ra, ngoại trừ thổ ma ngẫu bên ngoài, Ta còn có những biện pháp khác mang người đi ra ngoài. A là biện pháp gì? Ngươi nói mau, ngươi nói mau. Quỷ ảnh ngữ khí, vội vàng vô cùng. Tiêu Phàm thủ đoạn một phen, đen nhánh tụ hồn bát di động hiện ra. Đây là cái gì? Quỷ ảnh một phát giác được tụ hồn bát cực kỳ nồng đậm âm minh khí, lập tức tụ lắp bắp kinh hãi, trên mặt lộ ra thập phần khẩn trương thần sắc. Cái này tụ hồn bát không lâu vừa mới hấp thu đại lượng địa huyên âm quỷ phát ra khí tức lại để cho quỷ ảnh trong đầu rất không thoải mái. Đây là tụ hồn bát, có thể cho âm quỷ chi thân thể ở bên trong ẩn thân, vô luận ẩn thân bao lâu, chỉ cần có âm minh khí tẩm bổ, đều không có vấn đề. Tiêu phàm ngược lại chi tiết cho nó làm nói rõ. Tụ hồn bát vốn là có lấy vài dạng công năng, trong đó giống nhau là hấp thu luyện hóa âm minh quỷ vật, tẩm bổ bản thân, hấp thu âm minh quỷ vật càng nhiều, bản thân uy năng càng mạnh. Mặt khác đồng dạng công năng thì là tẩm bổ tinh hồn, nương làm nhưng cái này tẩm bổ tinh hồn, phải tinh thông tụ hồn bát đem ra sử dụng phương pháp. Nếu không, quỷ thân thể vừa tiến vào bát trong, lập tức cũng sẽ bị bảo vật tự hành luyện hóa. Có loại này bảo vật, ta như thế nào cảm thấy, thứ này rất nguy hiểm. Người không biết gạt ta a Quỷ ảnh trên mặt vẻ cảnh giác, không chút nào giảm. Ha ha, bạch đạo hữu không cần khẩn trương, đạo hữu tự ngươi nói qua, nếu như chúng ta đem ngươi diệt sát rồi, mình cũng sẽ rất phiền toái cho nên, chúng ta là rất thành tâm thành ý muốn cùng đạo hữu hợp tác. Như vậy đi, ta có thể đem tụ hồn bát đem ra sử dụng phương pháp nói cho người biết, chính người điều tra thật giả, như thế nào. Nói xong, tiêu phàm giơ tay lên, đen nhánh tụ hồn bát quay tít một vòng, tự không đếm xỉa lôi quang tháp ngân hình cung lòe lòe vòng bảo hộ, bỗng nhiên đến quỷ ảnh phụ cận. Quỷ ảnh lập tức lui về sau hai bước, bán tín bán nghi mà nhìn thẳng tụ hồn bát, thần sắc như trước thập phần khẩn trương. Tiêu Phàm cũng không để ý tới hội hắn khẩn trương, lập tức đem tụ hồn bát tẩm bổ tinh hồn đem ra sử dụng phương pháp nói ra. Dùng quỷ ảnh tại âm minh chi đạo thượng thiên phú thần thông, tự nhiên lập tức có thể phân biệt cái này khẩu quyết là thật hay giả. Quỷ ảnh tập trung tinh thần mà nghe, sau đó theo nếp làm, bất quá sau một lát, bỗng nhiên phát ra một tiếng hoan hô, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo bạch quang, bắn vào đến tụ hồn bát trong đi. Không tệ không tệ, trong lúc này thật sự rất thoải mái tiêu đạo hiếu, người quả nhiên không có gạt người. Khơi khoảnh, theo tụ hồn bát trong truyền gia quỷ ảnh kinh hỉ nảy ra thanh âm. Tiêu phàm khẽ cười một tiếng, nói ra, đã như vậy, chúng ta cái này coi như là đạt thành giao dịch a. Chờ đến bên ngoài, tìm cơ hội thích hợp, đạo hiếu tùy thời cũng có thể tự hành rời đi. Về phần có thể hay không tìm được tốt thân thể đoạt xã, vậy thì muốn xem đạo hữu bản thân vận khí, cái này ta cũng không dám cam đoan. Tiêu phàm là người khiêm tốn, tính toán trong một bất lợi trong hoàn cảnh, cũng không nguyện thuận miệng đáp ứng quỷ ảnh, giúp nó đoạt xá. Nam tử Hán đại Trượng phu, một lời đã nói ra, bốn con ngựa có rượt cũng không kịp. Đã đáp ứng rồi, muốn giúp nhân gia làm được, nhưng chuyện như vậy, Tiêu Phàm thật sự không muốn ra tay giúp đỡ. Không có vấn đề, chỉ cần có thể đi ra ngoài, đoạt xá ta tự mình tới. Quỷ ảnh vui mừng vô hạn, không chút do so dự lập tức đáp. Tiêu Phàm cùng chửi chín liếc nhau, đều dài hơn trường thở phào một cái. Lại cũng không nghĩ ra, việc này dĩ nhiên là như thế giải quyết đích. Chương 813, Cửu âm uế khí. Tiêu Phàm tay khẽ vẫy, đem tụ hồn bát thu trở về, phóng ở lòng bàn tay, cẩn thận dò xét. trừ chín có chút lo lắng mà hỏi thăm, huynh đệ, không biết xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? À. Đem như vậy một cái tinh thông không gian thần thông, tương đương với kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới hơn nữa thôn về qua hai gã tu sĩ thần hồn máu huyết lệ quỷ tùy thân mang theo, TH yêu ta ép thân mà giấu, thật sự không có thể là ý kiến hay. Tiêu phàm lắc đầu, nói ra có nên không, ta chỉ truyền thụ hắn một cái tẩm bổ tinh hồn pháp môn, không có chọn bộ pháp quyết, hắn đem ra sử dụng không được tụ hồn bát. Nói sao, ta cũng không phải hào không phòng bị đích. Tiêu phàm cái gọi là phòng bị, chính là đem tụ hồn bát một mình cất chứa, cũng không phải cất chứa tại bình thường chữ vật vòng tay bên trong, mà là cất chứa tại đỉnh Càn Khôn trong mở tiểu trong không gian. Đỉnh Càn Khôn chính là vô cực môn trấn giáo trí bảo, tung tính toán tụ hồn bát lại nghịch thiên, cái kia quỷ ảnh lại rất cao minh, không có tiêu phàm tự mình mở ra bảo đỉnh, hắn cũng rất khó vô thanh vô tức liền chạy ra khỏi đến. Quỷ ảnh hiểu được cái kia nhất điểm không gian thần thông gia lông, tự nhiên sẽ bị đỉnh Càn Khôn khắc chế đến xiết sao đích. Thấy tiêu phàm nói được chắc chắn, trừ chín liền yên tâm gật gật đầu chuyện kế tiếp cũng rất thuận lợi. Tiêu phàm triệt hồi ảo trận, thế giới dưới lòng đất vô cùng vô tận quỷ vật đại quân, sớm đã bóng dáng không thấy, cũng không biết quỷ ảnh cho chúng nó hạ loại nào chỉ lệnh, dù sao trước mắt một mảnh thanh tịnh, lại nhìn không tới một cái chướng mắt ra hỏa. Lập tức tiêu phàm cùng trừ chín phần đầu hành động, đem bạch cam linh quả, băng hải đường cùng mặt khác vài loại linh thảo linh dược đều thu thập đắc sạch sẽ, hai người chia đồng ăn đủ, đều tự chia cắt xong. Phàm là linh dược viên ở phía trong có linh thảo, tiêu phàm đều đều tặng cho chữ chín. Chữ chín cứ việc làm người thở mạnh, cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao chân quý nhất hai chủng linh dược, băng hải đường muốn dùng đến luyện chế đoạn trường thảo giải dược, là hai người bọn họ cùng một chỗ dùng đích, mà bạch cam linh quả, tiêu phàm lại không chút do so dự tặng cho hắn, lại để cho chữ chín tự giác chiếm cái đại tiện nghi. Tại phân phối cổ thây khô tùy thân mang theo vật lúc, chữ chín cũng rất hào phóng, lại để cho tiêu phàm trước tuyển quỷ ảnh tuy nhiên cắn nuốt thần hồn của bọn hắn máu huyết, nhưng dung hợp gần kề chỉ là bọn hắn một phần nhỏ trí nhớ, hơn nữa không trọn vẹn không được đầy đủ, tựa hồ hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết cái này hai gã tu sĩ trên người mang theo chữ vật vòng tay. Đã nhiều năm như vậy, chữ vật vòng tay đều là nguyên si không động. Nhìn ra được, cái này hai gã tu sĩ khi còn sống thân ra xa xỉ, một người trong đó thậm chí mang theo cái chữ vật vòng tay, một người khác, tuy nhiên chỉ có một chữ vật vòng tay, lại còn có một linh thú hoàn. Có thể được kim đàn hậu kỳ tu sĩ tùy thân mang theo vật, chắc chắn sẽ không quá kém đích. Tiêu phàm trước đem phía đông cái kia cổ thây khô cái chữ vật vòng tay lấy xuống dưới, một hơi đem bên trong mấy cái gì đó đều lấy ra, huyền trên không chung, lúc này mới cùng chữ chín cùng một chỗ, đồng dạng dạng điều tra đi qua. Người này tu sĩ quả nhiên là cái ma tu, chữ vật vòng tay ở phía trong cất giấu pháp bảo pháp khí đại đa số đều mang theo thập phần nồng đậm ma khí, hình dạng cũng tương đối cổ quái, tiêu phàm cùng chữ chín thấy lông mày thẳng nhăn. Hai người bọn họ tu luyện chủ công pháp, đều là quang minh chính đại chính đạo truyền thừa, cùng ma đạo công pháp, có thể nói là xung khắc như nước với lửa. Những này pháp bảo, không chỉ nói bọn hắn hoàn toàn không thể đem ra sử dụng, nhưng nếu muốn phát huy pháp bảo toàn bộ uy lực, lại trên cơ bản không đại khả có thể. Tung tính toán tại ma tu trong mắt, những này pháp bảo uy lực cực lớn, là hiếm có bảo vật, đối với tiêu phàm trừ chín mà nói, lại thập phần gân gà. Được rồi, trước thu lại, đến lúc đó tìm thương hội đấu giá rơi A, cũng là một số xa xỉ linh thạch nhì. Trừ chín rất nhanh thì có quyết đoán, vừa cười vừa nói. Đối với những kia một mực nằm mộng cũng muốn tốt đến một hai kiện đại uy lực pháp bảo pháp khí ma tu mà nói, chỉ sợ vì thế táng ra bại sản cũng sẽ không tiếc. Ngoại trừ pháp bảo pháp khí, dĩ nhiên là là một ít đan dược, cùng luyện đan luyện khí tài liệu. Người này nếu là ma tu, đan dược cùng tài liệu luyện khí, cũng là dùng ma đạo thuộc tính chiếm đa số, ngoại trừ một ít thông dụng tài liệu luyện khí, những vật khác, đối với tiêu phàm cùng trừ chín tác dụng cũng không quá quan tâm đại, bất quá đồng dạng có thể dùng để đổi thành linh thạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể theo lệ thú cánh đồng hoang vu còn sống đi ra ngoài, hơn nữa còn có thể thoát khỏi cát lão quái cùng ân lão quái khống chế mới được. Nếu không, hết thảy cũng chỉ là làm mướn không công mà thôi, những vật này, cuối cùng nhất đều bị cát lão quái ân lão quái bỏ vào trong túi. Đan dược cùng tài liệu mà bên ngoài, còn có một chút bùa. Tiêu phàm thần sắc trên mặt vừa động. Trong đó có hơn 10 miếng bùa, dĩ nhiên là dùng thiên phù diệp luyện chế mà thành. Tiêu phàm linh dược viên ở phía trong, trồng lấy suốt ba cây vạn năm ngọc núi trúc, thiên phù diệp nhiều đến hắn có thể dùng đến vì tiện luyện viết văn trình độ. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt, tại tu sĩ khác trong mắt, chính thức năm đã ngoài ngàn năm thiên phù diệp, tuyệt đối giá trị xa xỉ. Người nọ là kim đan hậu kỳ tu sĩ, chữ vật vòng tay ở phía trong các thức bùa có trên trăm miếng nhiều, dùng thiên phù diệp chế tác bùa, cũng chỉ có hơn 10 miếng, chính là chứng cứ rõ ràng. Cũng bởi vậy có thể thấy được cái này hơn 10 miếng bùa chân quý. Dùng tiêu phàm dưới mắt chế phù thủy chuẩn, tự nhiên có thể nhìn ra được, cái này hơn trăm miếng bùa, uy lực đều rất không nhỏ đối với hắn và trừ chín mà nói, những này bùa đối địch uy lực, khả năng còn tại đằng kia chút ít pháp bảo pháp khí phía trên. Dù sao bùa là không cần ma lực đem ra sử dụng đích, bùa uy lực lớn nhỏ, quyết định bởi tại lúc trước luyện chế trình độ cao thấp. Xem hết bùa, theo sát phía sau là một cái màu đen trường cổ bình ngọc, cùng tụ hồn bát đồng dạng, bình ngọc mặt ngoài phát ra đen nhánh sáng bóng, mang theo thập phần trầm trọng khuynh hướng cảm xúc, cái kia màu đen sáng bóng phảng phất là vật còn sống giống nhau, có thể hút đi người hồn phách. Bình ngọc nắp bình thường, lóng lánh lấy màu đen ký hiệu, tung xem như cái này rất nhiều năm qua đi, cái này ký hiệu như trước linh khí 10 phần. Tiêu phàm cẩn thận từng ly từng tí mà vạch trần hàn bùa, mở ra nắp bình, một cổ cực kỳ khó nghe mùi hôi khí thức, bỗng nhiên tung bay ra, dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phía tràn ngập ra đi, dùng tiêu phàm cùng chữ chín tu vi, vừa nghe phía dưới, cũng bị hun đến đầu váng mắt hoa, cơ hồ tại chỗ té ngã trên đất. Tiêu phàm dưới sự kinh hãi, vội vàng đem nắp bình đút trở về, hạo nhiên chính khí vận chuyển một chu thiên, mới miễn cưỡng đem vẻ này tanh tửi che đậy bên ngoài, ý nghĩ thoáng thanh tỉnh vài phần. Đây là cửu âm uế khí. Chữ chín cũng gấp bề bộn vận công ngăn cản, trong miệng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cửu huynh, cái gì gọi là cửu âm uế khí? Tiêu phàm cố nén ngực phiền ác, nhíu mày hỏi. Cửu âm uế khí, chính là thu thập thế gian âm độc nhất dơ bẩn nhất chín trùng trồng uế vật, từ đó dẫn ra luyện ra uế khí, nhất tự ý dơ bẩn người khác bảo vật pháp thể. Hơn nữa rất đa bảo vật một khi bị loại này cửu âm uế khí ô nhiễm về sau, linh tính đại thất, vĩnh viễn cũng khó khăn dùng phục hồi như cũ. Nếu như pháp thể bị ô, thậm chí cần tốn hao mấy chục năm khổ công mới có thể năng lực trọng mới tu luyện trở về. Chính đạo tu sĩ cùng ma đạo tu sĩ lúc đối địch, đối với loại này cửu âm uế khí thập phần căm hận, nhưng lại trong lòng run sợ, sợ mình không nghĩ qua là tự nhiễm lên trừ chín lập tức cho tiêu phàm giải thích nói dùng cửu âm huế khí tinh luyện ra cửu âm huế tinh tuy nhiên còn cản không nổi ly hỏa nhưng cũng là ma đạo dựa vào đại sát khí một trong tại đại hỗn chiến trên chiến trường kíp nổ một khỏa cửu âm huế tinh đối với chính đạo tu sĩ lực sát thương có thể nghĩ như vậy một bình lớn cửu âm huế khí nếu như do ma đạo luyện khí tông sư ra tay lời mà nói có thể đủ luyện chế ra một khỏa cửu âm huế tinh đến đương nhiên như vậy luyện khí tông sư rất khó tìm cả nhạc Tây Quốc, giống như ngoại trừ Hắc Ma dạy giáo chủ Hắc Ma Vương bên ngoài, những người khác cũng không có cách nào tinh luyện cửu âm uế tinh. Tiêu Phàm cười nói, ít nhất chúng ta sẽ không đi tìm Hắc Ma Vương luyện cái gì cửu âm uế tinh. Trừ Chín ha ha cười một tiếng, nói ra, đúng vậy. Đem màu đen bình ngọc cẩn thận từng ly từng tí mà thả lại chữ vật vòng tay về sau, còn lại đúng là mấy cái hộp ngọc cùng hai mảnh thẻ che liễu tương đương. Tiêu Phàm cùng Trử Chín không đi động mấy cái hộp ngọc, trước cầm lên hai mảnh thẻ tre, dùng thần thức chi lực một điều tra, quả nhiên là người này ma tu công pháp truyền thừa, cùng một ít chế phù, luyện khí cùng luyện đan tâm đắc nhận thức, đảo là có chút tham khảo giá trị. Cuối cùng đến phiên mấy cái hộp ngọc, mở ra về sau, quả nhiên không xuất ra tiêu phàm trừ chín sở liệu, dĩ nhiên là mấy thứ nhị đẳng bia vật, dùng linh thảo linh dược chiếm đa số, cũng có khác nhau yêu thú tài liệu. Trong đó một khỏa cửu cấp yêu thú nội đan, Tại nhị đảng bia vật mục lục bên trong, đứng đầu trong danh sách. Bởi vậy có thể thấy được, người này mà tu tại năm đó người dự thi bên trong coi như là khó lường cao thủ, tiến vào thiên hồn uyên trước kia, trên thực tế đã muốn thu thập đến đủ nhiều bia vật, chỉ cần có thể lại gom góp mấy thứ nhị đảng bia vật hoặc là hơn 10 dạng tam đảng bia vật, hoàn toàn có thể mở ra truyền tống về lệnh bài. Nhưng như cũ xâm nhập thiên hồn uyên đến mạo hiểm, xem ra không là vì đối với tu vi của mình đặc biệt tự tin, chính là thiên hồn nguyên lòng đất mấy cái gì đó đối với hắn trọng yếu phi thường, lại để cho hắn không thể không mạo hiểm thử một lần. Chứng kiến những này bia vật, chữ chín vừa cười vừa nói, nếu vị kia cũng cùng hắn, thân ra xa xỉ lời mà nói, hai ta đều không cần phải nữa thu thập mặt khác bia vật rồi, cơ bản có thể gom góp cái tám chín phần mười. Tiêu phàm gật gật đầu, nói ra, chúng ta vốn cũng không có thời gian nữa thu thập mặt khác bia vật. Hỏa vân động bên kia, khẳng định so tại đây còn hung hiểm, không biết thuận lợi như vậy đích. Tìm được xích luyện hoa về sau, còn muốn luyện chế giải dược, thời gian một chút cũng không dư giả. Có thể tại trên người bọn họ gom góp bia vật, đó là không thể tốt hơn. Chữ chín cười nói, nói đúng, có lẽ đến hỏa vân động ở phía trong, chúng ta còn có thể nhặt được như vậy có sẵn tiện nghi. Qua nhiều năm như vậy, vẫn lạc tại lệ thú cánh đồng hoang vu đẳng cấp cao kim đan tu sĩ đếm không hết, càng là chỗ hung hiểm, tu sĩ di hài càng nhiều, càng có thể nhặt được có sẵn tiện nghi. Chỉ có điều không nghĩ qua là, những này kiếm tiện nghi người cũng vô cùng có khả năng biến thành di hài. Kiểm tra hết người thứ nhất chữ vật vòng tay ở phía trong mấy cái gì đó, tiêu phàm cầm lên cái khác chữ vật vòng tay, thần niệm đi đến bên trong quét qua, trên mặt lộ ra một tia cổ quái, lập tức đem chữ vật vòng tay đưa cho chữ chín, chữ chín tiếp nhận đi, thần niệm quét qua, lại cười lên ha hả, nói ra, thật không nghĩ tới, vị này có lẽ hay là vị đại rộng rãi lão nhiều như vậy linh thạch lại nguyên lai like cái này cái chữ vật vòng tay ở phía trong là suốt một chữ vật vòng tay linh thạch tuy nhiên trong đó đại bộ phận là cấp thấp linh thạch nhưng trung giai linh thạch cũng có mấy ngàn khỏa nhiều thậm chí còn có một khỏa cực kỳ hiếm thấy đẳng cấp cao linh thạch lóng lánh lấy màu vàng đất sáng bóng chính là một khỏa thổ linh thạch trừ chín thân gia hào phóng ngay hắn đều cảm thấy người này là vị phú hào xem ra đây đúng là một số cực kỳ tài phú kinh người rồi, đổi thành cấp thấp linh thạch, không sai biệt lắm có gần trăm vạn chi cự. Tại kim đan tu sĩ bên trong, tuyệt đối có thể nói kẻ có tiền. Mặt khác một cổ thây khô, cũng là ma đạo tu sĩ, chữ vật vòng tay bên trong mấy cái gì đó, cùng lúc trước người nọ chữ vật vòng tay đại khái giống nhau, đều là một ít ma đạo pháp bảo pháp khí công pháp bùa các loại. Bất quá người này thân ra, rõ ràng không bằng trước bên cạnh người nọ phong phú, chữ vật vòng tay ở bên trong, chỉ có chính là mấy trăm quả trung giai linh thạch cùng hơn thập vạn cấp thấp linh thạch. Chính thức lại để cho tiêu phàm để ý chính là, người này linh thú hoàn bên trong cất chứa lấy một quả thú noán, nhìn về phía trên trơn bóng vô cùng, chỉ có trứng ngỗng lớn nhỏ, vỏ trứng hiện lên đen nhánh nhan sắc, nhất thời bán hội, cũng phân biệt không rõ ràng lắm, đây rốt cuộc là loại nào yêu thú thú noán, nhưng có thể khẳng định chính là, không phải bia vật mục lục phía trên phải tìm cái kia chút ít thú noán. Bất quá cả linh thú hoàn trong, cứ như vậy lẻ loi chơi trọi một quả thú noán, không. Nữa những vật khác, có thể thấy được cái này thú noán có phần được người này coi trọng. Siêu tầm xong, hai người liền không chút khách khí mà phân chia tang vật. Tại trừ chín kiên trì phía dưới, tiêu phàm ưu tiên lựa chọn cái kia bình cửu âm uế khí cùng cái kia khỏa không biết tên thú noán, những vật khác, hai người theo như nhu cầu, chia đồng ăn đủ, được chia sạch sẽ. Trong khoảng khắc, tiêu phàm liền eo quấn mấy chục vạn linh thạch chính là tu chân giới một gã rộng rãi lão liếu tương đương. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, hắn sau khi ra ngoài, ân lão quái có đồng ý hay không lại để cho hắn tiếp tục làm một gã rộng rãi lão. Lão gia hỏa kia, thấy thế nào đều không giống như là phúc hậu loại người, tiêu phàm đối với hắn cho tới bây giờ cũng không ôm bất luận cái gì may mắn tâm lý. Bất quá dưới mắt còn muốn đi hỏa vân động, phải chăng có thể đã được như nguyện tìm được thành thục xích luyện hoa, còn không nhất định. Hiện tại tiểu cân nhắc sau khi ra ngoài tình cảnh vấn đề, không khỏi nghĩ đến quá, đã lâu, liếu tương đương. Có quỷ ảnh nghiệp trợ, đi ra ngoài so hạ đến thiên hồn đáy vực bộ muốn đơn giản hơn nhiều, quỷ ảnh thi triển không gian thần thông, mang theo hai người không tốn sức chút nào sẽ mặc qua rồi đầu gió. Không bao lâu, hai đạo nhân ảnh phi suốt thiên trời bẩn hồn uyên, trên không chung một chút xoay quanh, liền hướng tây bay đi. chương 814, yêu nữ NS yêu ta ép hồn. Đang lúc tiêu phàm cùng trừ chín tại thiên hồn uyên thâm nơi cùng quỷ ảnh đàm điều kiện thời điểm, lệ thú cánh đồng hoang vu địa phương khác, đã ở đồng thời trình diễn lấy từng màn đặc sắc khác nhau tình cảnh. Một mảnh xanh ngắt ướt át trong rừng cây, Ngọc Uyển Nhi đang cùng một gã khuôn mặt thanh tú, nhìn về phía trên chỉ có hai mươi mấy tuổi không đến ba mươi tuổi nam tử trẻ tuổi xa xa tương đối. Ngọc Uyển Nhi lẻ loi một mình, tên kia cầm trong tay lang nha bổng xấu xí đại hán cùng với đầu kia cửu cấp thương vượt, đều cũng không theo bên người về phần đầu kia thất cấp mật trồn thú, xem chừng lúc trước chính là vì lấy huyền mật, chuyên môn tìm đến đích. Huyền mật đã lấy, khó khăn lắm mới thất cấp mật trồn thú liền không giúp đỡ được cái gì liễu tương đương. Mặc dù nói, thất cấp yêu thú cũng tương đương với kim đan sơ kỳ tu sĩ tiêu chuẩn, nhưng mật trồn thú cũng không có có cái gì đặc biệt thiên phú, xa không phải hắc lân như vậy thất cấp linh sủng có thể chịu được bằng được đích. Mang theo trên người, tại lệ thú cánh đồng hoang vu trên cơ bản xem như cái vướng víu nói không chừng sớm được Ngọc Uyển Nhi gợi yêu ta thú lấy đan liễu tương đương. Hồ yêu ca nữ tướng mạo xinh đẹp dị thường, nhưng lại điển hình rắn rết mỹ nhân, tâm ngoan thủ lạt đắc vô cùng. Bất quá giờ phút này Ngọc Uyển Nhi, lại mặt mũi tràn đầy nhõng nhẽo cười, trong hai mắt, nước gợn lưu truyền, toàn thân đều tản mát ra một cổ nói không nên lời hấp dẫn ý, nhìn về phía thanh niên nam tử trong ánh mắt, tràn đầy hưng phấn cùng ý mừng rỡ. Nhưng ngược lại đích, thì là thanh niên nam tử như lâm đại địch, khẩn trương đến cực điểm thần sắc, tuy nhiên bề ngoài tận lực chấn định, trong mắt thần sắc cũng hiểu được không sai mà để lộ ra nội tâm của hắn tâm thần bất định thậm chí là sợ hãi ý, trơn bóng trên trán có chút suốt mồ hôi hột. Kỳ thật người này thanh niên nam tử, chỉ là nhìn về phía trên tuổi trẻ, tu vi sớm đã đến kim đan hậu kỳ cảnh giới, tuy nhiên chưa đạt đến tại kim đan hậu kỳ đỉnh phong, nhưng nhìn ra được. Bước vào kim đan hậu kỳ cảnh giới thời gian cũng không ngắn rồi, xa không phải những kia vừa mới tiến giai hậu kỳ kim đan tu sĩ có thể so sánh đích. Lại không nghĩ đối mặt Ngọc Uyển Nhi thời điểm, như thế khẩn trương bất an. Ngọc tiên tử, cái này yêu thú, nhưng là tại hạ diệt sát đích. Rằng co hơi khoảnh, thanh niên nam tử nuốt từng ngụm nước, thấp giọng nói ra, hết sức rõ ràng lo lắng chưa đầy. Lại chỉ thấy trong hai người gian, còn nằm một đầu giống như hưu nai không phải hưu nai giống như mã phi mã yêu thú, chiều cao ba bốn trượng dưới khuôn mặt một bãi máu tiếng động đều không có sớm đã thành một cụ thi thể lạnh băng bất quá theo lưu lại khí tức đến xem rõ ràng là một đầu cửu cấp yêu thú tại bia vật mục lục trong danh sách bát cấp yêu thú nội đan cùng tài liệu đều không thế nào đáng giá đa số liệt ra tại ba cấp bia vật mục lục phía trên số rất ít liệt vào nhị cấp bia vật đích cũng là cực kỳ hiếm thấy yêu thú về phần thất cấp yêu thú kết nối với bia vật mục lục danh sách tư cách đều không có Người dự thi cũng sẽ không lãng phí thời gian chuyên đi săn G.Iota S thất cấp yêu thú, chỉ có trên đường ngẫu nhiên đụng phải mới sẽ ra tay diệt sát. Thật sự lệ thú cánh đồng hoang vô các loại yêu thú nhiều lắm. Mọi người thời gian cấp bách, G.Iota S không thắng G.Iota S. Nhưng cửu cấp yêu thú lại hoàn toàn bất đồng. Vô luận là loại nào cửu cấp yêu thú, nội đan cùng tài liệu đều trên bảng nổi danh. Bình thường đều ở nhị cấp bia vật mục lục trên danh sách bài danh hàng đầu có thể vào tay đến ba đầu cửu cấp yêu thú nội đan cùng tài liệu. Cũng đủ để mở ra truyền tống lệnh bài liễu tương đương. Cái này cũng khó trách thanh niên nam tử mặc dù đối với Ngọc Uyển Nhi kiêng kỵ dị thường, thực sự không muốn bỏ qua yêu thú nội đan, như vậy rời đi. Vẫn còn kiên trì khiêng. Ngọc Uyển Nhi cười tùm tìm nói, tiểu tình huống, ta chưa nói cái này yêu thú không phải ngươi gợi yêu ta ít đích. Chúng ta tỉ đệ lưỡng nhiều năm không thấy, ở chỗ này đụng phải. Coi như là duyên phận, ta liền cho muốn cùng ngươi tự ôn chuyện, ngươi khẩn trương cái gì. Nghe giọng điệu này, bọn hắn lẫn nhau trong lúc đó còn rất quen thuộc, thậm chí dùng tỷ đệ tương xứng. Thanh niên nam tử trên mặt lập tức lộ ra xấu hổ dị thường thần sắc, lúng túng nói nói, ngọc tiên tử, đây đều là bao nhiêu năm trước chuyện xưa rồi, khi đó tại hạ tuổi trẻ không hiểu chuyện, đắc tội ngươi, thỉnh cầu ngươi đại nhân đại lược, ngàn vạn không nên cùng ta không chấp nhặt Ta ở chỗ này cho ngươi thêm bồi tội liếu tương đương nói xong, hai tay ôm quyền, thật sâu làm vái chào, nhưng trong lòng thì âm thầm kêu khổ cuốn quyết. Nếu như tại bên ngoài hắn đụng phải Ngọc Uyển Nhi, đó là nửa câu lời nói cũng sẽ không nhiều lời, lập tức quay đầu bỏ chạy, có thể chạy được bao xa tính toán rất xa, tuyệt không chỉ hoãn một lát. Lại cứ lệch tại cái này lệ thú cánh đồng hoang vô cùng Ngọc Uyển Nhi trước mặt đụng phải. Cái này lệ thú cánh đồng hoang vu nói lớn không lớn, nói tiểu thật đúng là không nhỏ, phạm vi dài rộng tất cả có mấy vạn ở phía trong, hai thập một người tu sĩ tiến đến, nào có dễ dàng như vậy tựu đụng phải hay sao? Nơi này cũng không phải tại truyền tống trận phụ cận, càng không khả năng có người chuyên môn ở chỗ này mai phục chuẩn bị cản đường cướp bóc. Ai ngờ thật đúng là lại để cho hắn ở chỗ này gặp được ngọc uyển nhi, vận khí thật sự có chút phai phác. Tương đối mà nói, tại lúc này đây người dự thi bên trong thanh niên nam tử tu vi khá thấp, tuy nhiên cũng là kim đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng người dự thi ở phía trong đa số đều là kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, chỉ kém nửa bước có thể bước vào nguyên anh kỳ. Cho nên thanh niên nam tử một mực cẩn thận từng ly từng tí, tránh đi những kia sốt dẻo nhất khu vực, chuyên đi thiên môn, chính là sợ cùng những người dự thi khác chạm chán. Không gì hơn cái này thứ nhất, thu hoạch của hắn tự nhiên thì có hạn, hơn một tháng đi qua đụng phải vài đầu bát cấp yêu thú cùng vài cọng tương đối bình thường linh thảo, đều là ba cấp bia vật, chiếu cái tốc độ này xuống dưới, hắn vô luận như thế nào đều rất khó trong 3 tháng gom góp mở ra truyền tống lệnh bài bia vật. Cái này mới cắn răng, bắt đầu hướng đứng đầu khu vực chạy, muốn thử thời vận, dù sao thời gian đã qua nhất thời nữa khác, nếu không mạo hiểm phiền toái tựu đại liếu hy vọng chính mình vận khí tốt một điểm, không nên ở chỗ này đụng phải những kia đặc biệt cường đại yêu thú cùng những thứ khác sự thi tu sĩ. Ai ngờ vừa mới ở chỗ này diệt sát một đầu cửu cấp yêu thú, còn chưa kịp cao hứng, Ngọc Uyển Nhi liền quỷ mị giống nhau bỗng nhiên xông ra nếu như không là vì thanh niên nam tử thời thời khắc khắc bảo chỉ độ cao đề phòng, chỉ sợ sớm đã gặp đạo nhi. Đối với cái này tâm ngoan thủ lạt, ngọc tỷ tỷ thanh niên nam tử có thể thực từ trong tưởng tượng sợ hãi. Hi hi, tiểu tình huống, ngươi nói cái gì đó. Ngươi chừng nào thì đắc tội qua ta, ngươi khi đó, đúng vậy mấy tiểu tử kia bên trong nhất nhu thuận, miệng nhất ngọt một cái. Tỷ tỷ rất thích ngươi, muốn ngươi bồi tội gì. Ngọc Huyền Nhi càng thêm cười đến xinh đẹp, mặt mũi tràn đầy xuân quang sáng lạn, ngữ khí ngọt ngào nhu nhu đích, làm cho người ta nghe xong trong nội tâm lập tức rung động, chút bất tri bất giác tính cảnh giác liền buông lỏng vài phần. Giống nhau nam nhân, lại có thể nào theo nàng cái này như hoa lúm đồng tiền bên trong, ngửi được cái gì cảm giác nguy cơ. Đáng tiếc tình huống tính thanh niên nam tử đối với Ngọc Uyển Nhi hiểu rõ thật sự đủ xâm nhập, Ngọc Uyển Nhi mặt mũi tràn đầy xinh đẹp, trong mắt hắn so rắn rết còn muốn đáng sợ. Ngọc tỷ tỷ Thời gian đã qua hơn một tháng, tiểu đệ ta còn lấy tới đáng thương ba quả bát cấp yêu đan cùng vài gốc linh thảo, đều chẳng qua là chút ít ba cấp bia vật. Nếu là không có này đầu cửu cấp yêu thú nội đan. Lần này tiểu đệ nhất định là ra không được rồi, xác định vững chắc hội vây hãm chết tại đây lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong. Xin ngài đại nhân đại lược, sơ cao đánh khẽ, phóng tiểu đệ một con ngựa. Tiểu đệ nếu may mắn có thể còn sống đi ra ngoài, nhất định còn có giải báo tình huống tính thanh niên nam tử hai tay tại bào trong tay áo cầm thật chặt khác nhau đại uy lực pháp bảo trong miệng lại nói đắc đáng thương vô cùng hoàn toàn chính là tại hướng ngọc uyển nhi đau khổ cầu khẩn tiểu tình huống người đã nói như vậy rồi cái kia tỷ tỷ cũng với người đem lời nói rõ ràng ngọc uyển nhi điều chỉnh sắc mặt nghiêm nghị nói ra ngài nói ngài nói tình huống tính thanh niên nam tử một điệt thanh âm nói thấy ngọc uyển nhi như vậy nghiêm túc bộ dạng ngược lại trong nội tâm âm thầm thở phào một cái. Tỷ tỷ ta tinh thông thú ngữ, người đây cũng là biết đến. Ngươi cho rằng cái này cửu cấp âm hưu nai thú là mình chạy đến nơi đây đến sao? Vậy ngươi tự sai rồi, là tỷ tỷ ta mất chín như nhị hổ chi lực mới dụ dỗ đến nơi đây đích. Đang chuẩn bị động thủ, ai ngờ đã bị ngươi đụng phải. Ngươi nói, cái này yêu thú rốt cuộc xem như ngươi gợi yêu ta có lẽ hay là tính toán công lao của ta. Cái này tình huống tính thanh niên nam tử trong nội tâm âm thầm chửi bới, trên mặt lại lộ ra khó xử thần sắc. Người hiểu được thú ngữ không giả, như thế nào vừa mới động thủ gợi yêu ta ết thú thời điểm, không thấy người theo bên cạnh hiệp trợ. Chờ ta thật vất vả đem cái này âm hưu nai thú diệt sát rơi, lại thành ngươi con mồi rồi. Quả thực chính là lẽ nào lại như vậy? Hi hi, tiểu tình huống, người cũng không muốn quá lo lắng, chính là một đầu âm hưu nai thú, cứ việc đã muốn tiến dai đến cửu cấp yêu thú, tỷ tỷ ta cũng vậy cũng không thế nào để vào mắt, chỉ cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, cái này âm hưu nai thú tựu toàn bộ quy ngươi. Như thế nào? Bỗng nhiên trong lúc đó, Ngọc Uyển Nhi lại khôi phục nhõng nhẽo cười như hoa diễm lệ bộ dáng. Hảo hảo, Ngọc tỷ tỷ có điều kiện gì chỉ để ý nói, chỉ cần ta có thể làm được đến. Ta nhất định đáp ứng đích. Tình huống tính thanh niên nam tử vội vàng nói, cứ việc trong lòng của hắn đối với Ngọc Uyển Nhi thời thời khắc khắc bảo trì thập phần đề phòng, nhưng mà đã quên một sự kiện, muốn không bị Ngọc Uyển Nhi dụ dỗ thuật ảnh hưởng, biện pháp duy nhất chính là bất hòa, không cùng nàng đối mặt, lại càng không cùng nàng nói chuyện dây dưa, xa xa vừa nhìn thấy thân ảnh của nàng liền quay đầu bỏ trốn mất dạng. Hôm nay ở chỗ này cùng Ngọc Uyển Nhi mặt đối mặt cái này hồi lâu, cho dù trong lòng của hắn cảnh giác ý lại đậm đặc, cũng đã ở chút bất chi bất giác bị dụ dỗ thuật xâm nhập tâm thần. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi kế tiếp cùng tỷ tỷ ta đi xem đi hỏa long động là được rồi. Ngọc Huyền Nhi cười mỉm nói, ngữ khí thoải mái vô cùng, giống như là đi bằng hữu ra phó một cái tiệc rượu. Hỏa Long Động Vừa mới còn đánh theo trong đáy lòng dâng lên một tia hy vọng tình huống tính thanh niên nam tử, lập tức tự giống như một hồ lô nước lạnh vào đầu dội đem xuống, từ đầu đến chân đều lạnh như băng đích, giận xem líu lưỡi, ngây ra như phỗng. Đúng vậy a à, người cũng biết, tỷ tỷ ta vây ở dưới mắt cảnh giới này rất nhiều năm, nếu không tiến dai lời mà nói cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Cái kia cửu cấp hỏa vân thường luồng nội đan, có trợ giúp đột phá bình cảnh kỳ hiệu, lúc này đây, ta là tình thế bắt buộc. Ngươi đã đối với tỷ tỷ tốt như vậy, hãy theo tỷ tỷ ta đi xem đi hỏa long động như thế nào. Yên tâm, ta chỉ muốn hỏa vân thường luồng nội đan, tài liệu khác, bất kể là hỏa long lân phiến, thường luồng chảo có lẽ hay là thú gân, tất cả đều quy ngươi, ta đồng dạng không cần phải. Thế nào, tỷ tỷ điều kiện này đủ yêu Việt A? Ngọc Huyền Nhi nói được nghiêm trang tựa hồ cửu cấp hỏa vân thường luồng đã bị bọn hắn diệt sát, tựu đợi đến chia của liễu tương đương. Tình huống tính thanh niên nam tử vốn là mồ hôi lạnh trên trán gợn sóng mà hạ, thần sắc trên mặt không ngừng biến ảo, dần dần trở nên kiên định vô cùng, nhẹ nhàng một dậm chân, kêu lên, ngọc tiên tử, cái này âm hưu nai thú ta tử bỏ, đều cho ngươi, cáo tử. Nói xong, hai tay liền ôm quyền, dưới chân độn quang cùng một chỗ, thân thể đã muốn giống như mùi tên, về phía sau bay đi vị này tu vi tuy nhiên không tính rất cao, ý nghĩ nhưng vẫn thanh tỉnh, vì một đầu cửu cấp âm hưu nai thú nội đan, tuyệt không đáng đáp thượng tánh mạng. Đi, đã đến nơi này, là ngươi muốn đi có thể đi được sao? Mắt thấy tình huống tính thanh niên nam tử nói đi là đi, Ngọc Uyển Nhi mỉm cười, khóe miệng hiện lên một tia cực kỳ khinh miệt dáng tươi cười, ống tay áo run lên, vốn là bởi vì tranh đấu mà trở nên một mảnh đống bừa bộn rừng cây, tình hình phải biến đổi, lập tức lại trở nên xanh um tươi tốt, linh khí giạt rào. Đang tại cấp tốc lui về phía sau tình huống tính thanh niên nam tử, chỉ cảm thấy trước mắt tình hình bỗng nhiên đại biến, không khỏi quá sợ hãi, kêu lên, không tốt, là ảo trận. Trong nội tâm lập tức rất là hối hận, sớm thì nên biết, Ngọc Uyển Nhi tinh thông ảo trận, khẳng định ở chỗ này động cái gì tay chân. Chỉ là hiện tại mới phát giác, quả thật có chút đã quá muộn. Ngọc Uyển Nhi mỉm cười, chậm rãi đi vào huyễn trong trận. Ngọc tiên tử, bỏ qua cho ta đi. Chỉ chốc lát, huyễn trong trận truyền đến tình huống tính thanh niên nam tử dê y gì loại cầu xin tha thứ thanh âm, chỉ là thanh âm này nghe đi lên, lại tựa hồ như cũng không có quá nhiều thống khổ ý, ngược lại có chút do so dự, tựa hồ cũng không phải thật sự tại cầu xin tha thứ. Cũng không biết bao nhiêu thời điểm đi qua trong rừng cây tình hình lần nữa biến đổi, lại khôi phục đống bừa bộn nguyên trạng, chỉ có điều đầu kia cửu cấp âm hưu nai thú thi thể đã muốn không thấy, Ngọc Uyển Nhi khóe miệng mỉm cười, chậm rãi đi ra. Tình huống tính thanh niên nam tử theo sát phía sau, tựa hồ cũng không có bị cái gì thương tổn, chỉ là ánh mắt trở nên có chút đục ngầu, xa không bằng lúc trước như vậy sáng ngời. Nhìn về phía Ngọc Uyển Nhi ánh mắt, cũng không có không lâu tâm thần bất định không an hòa khẩn trương sợ hãi, mà là một mảnh đờ đẫn, nhìn không ra nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bất quá theo hắn theo sát Ngọc Uyển Nhi sau lưng, nhắm mắt theo đuôi bộ dạng đến xem, tám phần đã muốn gặp đạo nhi bị Ngọc Uyển Nhi khống chế được chú ý chí. chương 815, Hỏa Thiềm Thư Lệ thú cánh đồng hoang vô Tây Bắc, một mảng lớn băng trên hồ, một đạo thân ảnh đang tại cưỡi gió phi hành, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp. Độn quang bên trong là một gã hơn 40 tuổi trung niên Mỹ Phụ, búi tóc cao ngất, một thân cung trang, có thể muốn gặp, ngày bình thường nhất định cực kỳ đoan trang. Bất quá giờ phút này, lại có chút chật vật, búi tóc tán loạn, quần áo không chỉnh tề, thần sắc thập phần hoảng loạn, một bên cực tốc phi đột, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn quanh, tựa hồ có đồ vật gì đó đang tại đuổi theo nàng. Băng trên hồ không một chỗ khác, vốn là còn không có một bóng người, bỗng nhiên bóng người lập lè, hiện ra đạo độn quang. Cái này đạo độn quang, một đen một trắng, đối lập cực kỳ tươi sáng rõ nét, đột nhanh chóng vậy mà so trung niên Mỹ phụ nhanh hơn hơn mấy phân, một cái chấp động, tự vượt qua hơn 10 trượng khoảng cách. Trong khoảng khắc, liền đem lẫn nhau khoảng cách kéo gần lại rất nhiều cung trang mỹ phụ trên mặt hiện lên một vòng tuyệt vọng thần sắc, cắn răng một cái, sắc mặt bỗng nhiên đỏ lên, dưới chân độn quang lại lại nhanh hơn ba phần. Đây đã là nàng đủ khả năng đạt tới tốc độ cực hạn, không tiếc hao tổn rất lớn chân nguyên, một lúc sau, tất nhiên sẽ tu vi tổn hao nhiều. Trong lúc này, thực sự đành phải vậy. Theo sát phía sau hắc bạch hai nhà độn quang, bao vây lấy một nam một nữ hai gã tu sĩ, nam một thân hắc y, tướng mạo cực kỳ xấu xí, nữ áo trắng thắng tuyết, lớn lên mạo như thiên tiên, đúng vậy ngay nguyên anh kỳ lão quái đều kiêng kỵ ba phần hắc ma dậy hắc bạch song sát, công nhận lần này mạnh nhất người dự thi. Ba người truy một trốn, trong chốc lát tự phi độn ra mấy trăm dặm. Đột nhiên, hoắc suy, một tiếng, băng hồ mặt băng mãnh liệt vỡ vụn, một đầu chiều cao mấy trượng cá lớn, mở ra miệng lớn dính máu, lộ ra miệng đầy răng nanh, hướng về tầng trời thấp cung trang Mỹ phụ một ngụm cắn tới. Xuất sinh, cung trang Mỹ phụ một tiếng hét to, trong tay Hàn Quang lóe lên, một đạo sáng như tuyết ánh đao bổ ra, lập tức đem cái này đầu cá lớn trẻ thành hai mảnh, máu tươi văng khắp nơi, tàn thân thể rơi nước đọng ở bên trong, hồ nước lập tức bị nhuộm thành đỏ hồng một mảnh. Nếu đặt tại bình thường, cái này trong nước cấp thấp yêu thú tự nhiên không để tại cung trang mỹ phụ trong mắt, theo trên người linh lực chấn động đến xem, cái này cung trang mỹ phụ cũng là kim đan hậu kỳ đại thành cảnh giới, chính là ngư quái, bất quá là cấp 5 yêu thú mà thôi, không chịu nổi một kích nhưng cứ như vậy thoảng qua một trì hoãn, phía sau một đen một trắng đạo độn quang, lại kéo gần lại không ít khoảng cách. Đau đầu nhất chính là, băng hồ loại này ngư quái thường thường là cả đàn cả lũ xuất hiện đích, linh trí cực kỳ thấp, hung hãn không sợ chết. Quả nhiên, không đợi cung trang mỹ phụ thay đổi phi độn phương hướng, phía dưới băng hồ mặt băng lần lượt vỡ tan, một đầu lại một đầu quái ngư, theo băng trong hồ nhảy nhảy ra, há mồm hướng cung trang mỹ phụ cắn tới. Cứ việc chỉ là cấp 5 yêu thú, nhưng miệng lưỡi bén nhọn, cung trang Mỹ phụ lại cũng không dám vì ý hắn cắn lên một ngục, không thể không liên tiếp tế lên pháp bảo, đem những này người trước ngã xuống, người sau tiến lên hoàn toàn không để ý chết sống quái ngư từng cái đánh chết. Tuy nhiên mỗi lần cũng chỉ là trì hoãn một chút thời gian, thêm vào đến cùng một chỗ, tự cũng đủ hắc bạch song sát đuổi theo tới. Cung trang Mỹ phụ khẩn trương, đột nhiên trên mặt tàn khốc vừa hiện, bỗng nhiên ở phía trong hét lớn một tiếng, một kiện lãng hoa hình dáng pháp bảo bắn ra, trên không trung quay tít một vòng cuồng bạo khí đại thịnh trong nháy lẳng hoa pháp bảo toàn thân vầng sáng chói mắt sau một khắc ầm ầm nổ vang pháp bảo lăng không bạo tạc nổ tung một cổ kinh khủng đến cực điểm uy năng lập tức liền hướng bốn phương tám hướng mang tất cả mà đi cái này cùng trang mỹ phụ dưới tình thế cấp bách vậy mà không chút do so dự tự bảo một kiện pháp bảo tất cả nhảy lên quái như tại pháp bảo tự bảo uy năng bao trùm phía dưới không hề chống cự chi lực ảo ảo bạo thể mà vong máu tươi băng trên hồ cung trang Mỹ phụ toàn thân lam lóng lánh, hộ thể màn hào quang bỗng nhiên uy lực tăng vọt, đem cung trang Mỹ phụ một mực bảo vệ trong đó, không bị pháp bảo tự bảo uy lực thương tổn, ngược lại mượn nhờ cái này một lớp tự bảo uy năng, mãnh liệt nhanh hơn vài phần độn nhanh chóng, lại đem khoảng cách thoáng cái kéo ra liếu tương đương. Độn quang bên trong hắc bạch song sát đều tự hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên hướng chính giữa một gom góp, đạo độn quang hợp hai làm một, sát đó cũng là hào quang đại thịnh, hắc bạch vầng sáng luân chuyển lóng lánh, độn nhanh chóng lập tức đề cao năm sáu thành nhiều, đối mặt pháp bảo tự bạo uy năng không tránh không né, trực tiếp từ đó kích bắn xuyên qua, vậy mà đối với pháp bảo tự bạo uy năng như không có gì. Đúng khôn ngoan lược nhẹ nhàng thở ra cung trang Mỹ phụ thấy thế, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, trong nội tâm không ngừng kêu khổ. Chỉ là dưới mắt độn nhanh chóng đã là nàng có khả năng đạt tới cực hạt, không còn có biện pháp nhanh hơn mảy may, chỉ có thể mắt thấy hắc bạch song sát đem khoảng cách càng kéo càng gần, không khỏi thở dài một tiếng, như vậy đè lại đồn quang, không hề bỏ chạy, gương mặt băng hàn như nước, gắt gao nhìn thẳng mau chóng đuổi mà đến màu trắng đen đồn quang. Vèo, một tiếng, màu trắng đen đồn quang tại hơn 10 trượng bên ngoài một phân thành hai, hiện ra hắc bạch song sát thân hình, lẫn nhau cách xa nhau mấy trượng, thành kỳ xu thế, đem cung trang Mỹ phụ vây quanh ở chính giữa. Trương phu nhân, chúng ta hắc ma dạy cùng các người địa hỏa môn, cũng không có gì mâu thuẫn xung đột, vì Hà Phu Nhân vừa thấy được vợ chồng chúng ta lưỡng, ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái, bỏ chạy đắc nhanh như vậy đâu này. Áo trắng mỹ mạo nữ tử khanh khách một tiếng, lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ nói, nghe không xuất ra chút nào thô bạo ý. Cung trang Mỹ phụ trương phu nhân tựa hồ cũng là cực liệt tính tình, nghe vậy cười lạnh một tiếng, nói ra, bạch đạo hiếu, nơi này là tại lệ thú cánh đồng hoang vu, không cần phải như vậy giả mù sa mưa liễu tương đương các ngươi hai vợ chồng có chủ ý gì, chẳng lẽ ta không biết sao? Cái này cung trang Mỹ phụ nói cũng đúng thật sự lời nói. Nàng là đại biểu thiên thai tông ninh tông chủ tham gia thi đấu đích, chính là địa hỏa môn đại trưởng lão, địa hỏa môn vẫn luôn là phụ thuộc vào thiên thai tông trung đẳng tông môn, cái này trương phu nhân ngày bình thường tại thiên thai tông phạm vi thế lực trong, cũng là xương tôn xương tổ đại nhân vật, môn hạ đệ tử mấy trăm. Ngoại trừ thiên thai tông mấy vị nguyên anh kỳ lão quái, nàng ai mà tử đô không bán. Thiên thai tông gần với hắc ma dậy, tại nhạc Tây Quốc chín đại ma tông bài danh thứ hai, ngày bình thường nếu là ở gian ngoài, trương phu nhân nhìn thấy hắc bạch song sát, tuy không dám tùy tiện đắc tội, lại cũng sẽ không tưởng như bây giờ sợ hãi sợ hãi. Hắc bạch song sát cứ việc được công nhận nhạc Tây Quốc nguyên anh tu sĩ phía dưới người mạnh nhất, cũng không sẽ không duyên vô cớ hướng thiên thai tông dưới sự bảo vệ địa hỏa môn ra tay, nhưng nơi này là lệ thú cánh đồng hoang vu tất cả quy tắc đều thay đổi hết thảy giota chóc đều là không cần lý do đích trương phu nhân là vì trước kia thiếu ninh tông chủ một phần thật lớn nhân tình ninh tông chủ lại đáp ứng từ nay về sau đối với bọn họ địa hỏa môn vài phần kính trọng nàng mới cuối cùng nhất hứa hẹn đại biểu ninh tông chủ dự thi vốn cho là dựa vào chính mình kim đan hậu kỳ đại thành tu vi hơn nữa một thân hiếm có hỏa thuộc tính thần thông tại lệ thú cánh đồng hoang vu bên trong không nói tài nghệ trấn áp quần hùng, tối thiểu tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Nhiều lần đánh cuộc, cũng không có ba bốn thành tu sĩ còn sống sao. Chỉ cần có thể còn sống trở lại bên ngoài, Ninh Tông chủ chính miệng hứa hẹn, đem không tiếc bất cứ giá nào, trợ nàng ngưng kết nguyên anh. Nếu thật là thành công, nàng liền đem trở thành mấy trăm năm qua, nhạc Tây Quốc người thứ nhất xuất thân tự trung tiểu tông môn nguyên anh tu sĩ. Đến lúc đó, địa hỏa môn liền đem xưng là chín đại ma tông phía dưới môn thứ nhất phái nhưng là ai cũng không nghĩ tới hắc ma dạy hắc bạch song sát cũng sẽ tham gia đánh cuộc tại trên quảng trường nhìn thấy hắc bạch song sát một khắc này trương phu nhân thật sự hối hận sớm biết như vậy hai người này cũng muốn đi vào lệ thú cánh đồng hoang vu tự ngươi nói cái gì cũng không biết đáp ứng ninh tông chủ bởi vì trương phu nhân rất rõ ràng cả lệ thú cánh đồng hoang vu chính thức có thể hấp dẫn hắc bạch song sát đích chỉ có một dạng gì đó, hỏa vân thuồng luồng. Mặc dù nói lệ thú cánh đồng hoang vu mặt khác yêu thú nội đan, linh thảo linh dược đều rất chân quý, nhưng đều không đáng đắc hắc bạch song sát bốc lên như vậy phong hiểm. Chỉ cần bọn hắn muốn, hắc ma dậy nhất định sẽ ưu tiên hướng bọn hắn cung ứng những tài liệu này. Dù sao làm cho bọn họ sớm ngày tiến giai nguyên anh kỳ, là hắc ma dậy sắp tới trình yếu nhất mục tiêu. Một khi hắc bạch song sát tiến giai thành công, hắc ma dậy đem trước nay chưa có có được năm tên nguyên anh kỳ tu sĩ, lập tức sẽ áp đảo kể cả thiên thai tông ở bên trong mặt khác tám đại tông môn, trở thành nhạc Tây Quốc siêu cấp cường tông. Nhưng hỏa vân thường luồng nội đan loại này có thể đột phá bình cảnh kỳ vật, qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng người mang ra qua lệ thú cánh đồng hoang vu. Không phải không người tìm được qua, mà là không người mang đi ra qua. Đã từng tìm được hỏa vân thường luồng nội đan cái vị kia đại năng tu sĩ, trước tiên đem nội đan nuốt vào trong bụng, tại chỗ luyện hóa. Về phần truyền tống lệnh bài, cũng có thể dùng hỏa vân thuồng luồng tài liệu khác mở ra khải. Muốn tìm được hỏa vân thuồng luồng nội đan, trừ mình ra tự mình đi hỏa long động gờ yêu ta thuồng luồng lấy đan, không có cách khác. Trương phu nhân nếu là người biết chuyện, cái kia nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, trương phu nhân là mình binh giải, hãy để cho vợ chồng chúng ta lưỡng động thủ giúp người giải thoát đâu này. Áo trắng mỹ nữ tiếp tục cười mỉm nói. Trương phu nhân biến sắc, cả giận nói, hai vị không cần phải ép người quá đáng. Các ngươi không phải là muốn ta hỏa thiềm thử sao, ta có thể cho ngươi mượn đám bọn họ dùng một lát. Hắc bạch song sát sở dĩ đối với trương phu nhân theo đuổi không bỏ, chính là vì bổn mạng của nàng linh sủng hỏa thiềm thư. Cái này hỏa thiềm thư tất nhiên hỏa tinh thai ngén mà thành, đối với hết thảy hỏa thuộc tính sinh linh đều có được trời sinh cảm ứng năng lực. Hỏa long trong động rắc rối phức tạp, các loại mở rộng chi nhánh con đường quá nhiều, không có một đầu như vậy linh thú dẫn đường, hơn một tháng thời gian, không chỉ nói gợi yêu ta ết thuồng luồng lấy đan, có thể hay không thuận lợi tìm được hỏa vân thuồng luồng ẩn thân động quật, đều là nói sự tình. Hỏa thiềm thư nếu là trương phu nhân bổn mạng linh sủng, đương nhiên sẽ không dễ dàng mượn cấp, huống chi trong nội tâm nàng tựa như gương sáng đích, đợi khi tìm được hỏa vân thuồng luồng sao huyệt về sau, hắc bạch song sát hơn phân nửa hội dùng hỏa thiềm thư vì mồi nhử, dẫn xuất hỏa vân thuồng luồng đến. Một khi bổn mạng linh sủng bị diệt, Trương phu nhân không nói lập tức sẽ cùng theo chết, tối thiểu cũng sẽ tu vi tổn hao nhiều, phải chăng còn có thể sống được đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, đã có thể không nhất định liếu tương đương. Hiện tại bị hắc bạch song sát đuổi theo, Trương phu nhân thấy không đường có thể trốn, không thể không cắn răng một cái, đáp ứng đem bổn mạng linh sủng tương mượn. Bất kể như thế nào, trước mạng sống nói sau, linh sủng sống hay chết, muốn xem vận khí. Ai ngờ hắc bạch song sát hoàn toàn từ đầu, luôn luôn tự không chỉ là muốn mượn hỏa thiềm thư, mới mở miệng muốn lấy nàng tánh mạng, sao không gọi trương phu nhân kinh sợ cùng xuất hiện. Áo trắng mỹ nữ tự nhiên cười nói, còn đợi muốn nói gì, bên kia hắc y xấu xí nam tử hừ lạnh một tiếng, giơ tay lên, một mặt màu đen kỳ phiên di động hiện ra, đón gió phấp phới, một đoàn mặc lục sắc đám mây, hướng về trương phu nhân từ từ bao phủ mà xuống. Người này dĩ nhiên là cái tính nôn nóng, nửa phần giả tá cũng không, nói đánh là đánh. Hắc Ma Kỳ, Trương phu nhân sắc mặt đại biến, kinh kêu ra tiếng, trên mặt vẻ kinh hoàng càng đậm. Lại không nghĩ tới, Hắc Bạch song sát vậy mà đem Hắc Ma dậy chấn giáo chi bảo đều mang vào Lệ thú cánh đồng hoang vu rồi, sẽ không sợ Hắc Bạch song sát một khi thất thủ, ngay chấn giáo chi bảo đều bị chiếm đóng tại cánh đồng hoang vu bên trong sao? Chỉ có điều dưới mắt, Trương phu nhân tự không rảnh đi tự hỏi Hắc Ma dậy sự tình, trước đắc cố lấy chính mình như thế nào trốn chạy để khỏi chết đào mệnh lập tức một tiếng hét to, một cái tạo hình kỳ lạ màu đỏ bình ngọc bắn ra, cũng là đón gió tăng vọt, trong khoảnh khắc hóa thành vài thước lớn nhỏ cự vật, miệng bình đi phía trước một nghinh, phun ra một cổ nóng bỏng sóng lửa, đón mặc lục sắc đám mây, cuồn cuộn mà nghinh đón tiếp lấy, đồng thời vỗ bên hung linh thú hoàn, một đầu toàn thân bị liệt diễm bao vây lấy hơn một xích đại linh thú, cũng một nhảy ra. Cái này linh thú toàn thân hỏa hồng, trên lưng tầng một tầng vướng mắc hạt đúng vậy trương phu nhân bổn mạng linh sủng hỏa thiềm thư từ nơi này hỏa thiềm thư trên người linh lực chấn động đến xem vậy mà cũng có tương đương với bát cấp yêu thú tu vi theo linh thú hoàn ở phía trong nhảy lên đi ra hỏa thiềm thư liền cô mà một tiếng miệng rộng mở ra không chút khách khí mà hướng phía hắc y nam tử phun ra một đại đoàn liệt diễm đối mặt hung danh lan xa hắc bạch song sát trương phu nhân không dám chút nào lưu thủ vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu số đem địa hỏa môn trí bảo cùng bổn mạng linh sủng đồng loạt thanh toán đi ra lấy một địch hai, mắt thấy không may mắn, trương phu nhân cũng nổi lên dốc sức liều mạng chi tâm, tung tính toán đánh không lại, cũng muốn chán ghét các người thoáng một tí. Đến cuối cùng thật sự không được, cùng với hỏa thiềm thừa cùng một chỗ vẫn lạc, muốn muốn gợi yêu ta ít người đoạt bảo, nhưng không dễ dàng như vậy. Bạch y nữ tử khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, dưới chân độn quang cùng một chỗ, bỗng nhiên liền nhiều ra tới một hư ảnh, trong nháy mắt, hai cái hư ảnh biến thành bốn, bốn biến thành tám cái chỉ thấy giữa không trung trồng chất, khắp nơi đều là bạch sắc nhân ảnh, nhóng nhẽo cười thanh âm cũng là không ngớt không dứt đem hắc y nam tử hòa trương phu nhân đều cái bọc trong đó. Trận này ác chiến, cũng không tiếp tục thời gian quá dài. Ước chừng tiểu sau nửa canh giờ, trên mặt hồ, một đoàn đã muốn phóng lớn đến hơn 10 trượng lớn nhỏ mây đen bỗng nhiên vừa thu lại, hắc y xấu xí nam tử cầm trong tay màu đen kỳ phiên, chạm trên không chung, mặt không biểu tình trương phu nhân cùng đầu kia hỏa thiềm thử, cũng đã không thấy tung tích. Bạch y nữ tử một tay cầm một cái linh thú hoàn, thủ đoạn nắm bắt một khỏa ánh vàng rực rỡ đậu nành đại đan hoàn, không ngừng đánh giá, cười mỉm nói, không có có bổn mạng của ngươi kim đan, sẽ rất khó đem ra sử dụng bổn mạng của ngươi linh sùng, đã cho ta thật sự không biết sao. Chẳng lẽ cái này khỏa đậu nành đại ánh vàng rực rỡ đan hoàn, dĩ nhiên là trương phu nhân bổn mạng kim đan. Bình thường tu sĩ đối với yêu thú mới sẽ làm ra gờ yêu ta ít yêu lấy đan sự tình, cái này vợ chồng hai cái, đối với đồng loại tu sĩ cũng đồng dạng làm ra như vậy huyết tinh hung ác. Hắc bạch song sát tâm ngoan thủ lạt, quả nhiên danh bất hư truyền. Do xét cái kia khỏa kim đan một lát, bạch y nữ tử miệng hơi mở, vậy mà đem kim đan nuốt vào hồng diếm diễm trong miệng anh đào, sùng sục một tiếng, nuốt xuống, lập tức mặt mũi tràn đầy thoải mái mà thật dài thở vào một cái, tựa hồ cực kỳ thích ý. Lập tức đem linh thú hoàn tới eo lưng gian một treo, ánh mắt tại Hắc Y nam tử xấu xí đến cực điểm trên gương mặt quét qua, lạnh nhạt nói ra, đi thôi, đi Hỏa Long động. Nói xong, màu trắng độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng tây bắc phương hướng bay đi. Hắc Y nam tử không rên một tiếng, theo sát phía sau. Độn sáng lóng lánh, mấy cái lắc lư về sau, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi nơi này ngoại trừ mặt băng thượng một mảng lớn vết máu cùng thất linh bát toái quái ngư huyết nhục tạp trùng, tự không bao giờ. Nữa còn lại cái gì? Ai cũng chưa từng nghĩ đến, từng tại gian ngoài cảnh tượng nhất thời địa hỏa môn trương phu nhân, cứ như vậy vô thanh vô tức mà vẫn lạc tại băng trên hồ, hài cốt không còn. Audio điện tử võ tấn bền chương 816, miệng núi lửa Một tòa màu đen núi cao, rất đột một đều đứng sửng ở ngàn dặm cánh đồng hoang vu phía trên. Một cổ màu đen khói đặc, không ngừng theo đỉnh núi phun phát ra tới, thỉnh thoảng xen lẫn một ít hỏa hồng sắc dung nham, tự đỉnh núi chút xuống mà hạ, ở nửa đường thượng dần dần làm lạnh, biến thành thiết màu đen. Tiêu phàm cùng chữ chín đè lại độn quang, xa xa nhìn thấy. Cái này là hỏa long động, là tòa ngồi núi lửa hoạt động. Tiêu phàm hai hàng lông mày cao lại, có chút kinh ngạc nói ra nguyên lai tưởng rằng cái gọi là hỏa long động là ở sơn gian một cái động lớn huyệt, ai biết dựa theo địa đồ chỗ bày ra, một đường cuồng chạy tới, lại ở chỗ này thấy được một tòa núi lửa hoạt động. Cùng trên địa cầu chứng kiến đến núi lửa hoạt động bất đồng, chỗ ngồi này núi lửa hoạt động chung quanh hơn nghìn dặm trong, đều là một mảnh màu dì xét sắc cánh đồng hoang vu, bao trùm lấy tầng một giày đặc tra sơ, không có một ngọn cỏ. Thẳng đến ở ngoài ngàn dặm, mới bắt đầu xuất hiện thành từng mảnh hoàng lục sắc. Tại một mảng lớn nguyên thủy trong rừng rậm, bỗng nhiên xuất hiện như vậy một mảnh đất cằn sỏi đá, cảm giác cực kỳ quái dị. Cứ việc cách xa như vậy, hai người còn có linh quang hộ thể, cũng cảm giác được chung quanh độ ấm cao đến không hợp thói thường, nóng bỏng khó nhịn. Trừ chín lại ha ha cười một tiếng, nói ra cái này là được rồi, hỏa vân thường luồng là trời sinh hỏa thuộc tính yêu thú, không phải loại này khốc nhiệt chi địa, hắn cũng ngốc không đi xuống. Huynh đệ, người khoan hãy nói, cái này hỏa diệm sơn giống như có lẽ đã thành lệ thú cánh đồng hoang vu ở trung tâm, càng đi bên này, đẳng cấp cao yêu thú càng nhiều. Trên đường đi, bọn hắn đã muốn thuận tay diệt thiếu mất không ít không biết sống chết chủ động tới tìm phiền toái yêu thú liễu tương đương. Không ít đều là 7-8 cấp đẳng cấp cao yêu thú, thậm chí còn có một đầu cửu cấp yêu thú cũng đụng vào đao của bọn hắn trên miệng, bị hai người không chút khách khí mà diệt gợi yêu ta ết chết. Tiêu phàm cứ việc cũng không phải thị sát khát máu tính cách, nhưng yêu thú chủ động khiêu khích. Tiêu chân nhân nhưng cũng không cổ hủ đến cùng với yêu thú giảng nhân nghĩa đạo đức trình độ. Có thể là bởi vì phong ấn lực lượng chuyển di nguyên nhân A. Tiêu phàm nghĩ nghĩ, đáp. Cái này đại trận phong ấn chi lực, tựa hồ đang không ngừng mà chạy bên trong, một bộ phận địa phương phong ấn lực lượng đặc biệt cường đại. Khác vài chỗ phong ấn lực lượng tác chính là yếu kém, những kia cường đại yêu thú, liền ào ào hướng phong ấn lực lượng yếu kém địa phương di động dù sao tại phong ấn lực lượng yếu kém địa phương, yêu thú lại càng dễ tiến dai. Dưới mắt, bọn hắn tự rõ ràng mà cảm giác được, núi lửa phụ cận đại trận phong ấn lực lượng yếu kém nhất. Thật muốn là như vậy lời nói, chúng ta tiến hỏa long động, còn phải cẩn thận chút ít. Phong ấn lực lượng chỗ yếu nhất, yêu thú cũng nhất sinh hoạt. Chữ chín cũng đang sắc nói ra. Hỏa long trong động cất giấu hỏa thuộc tính yêu thú, có thể thực không ít, không chỉ có riêng chỉ có hỏa vân thuồng luồng ngoại trừ hỏa vân thường luồng bên ngoài, trong lúc này mặt khác cửu cấp hỏa thuộc tính yêu thú, khẳng định cũng không tại số ít. Tại ngũ hành chi thuộc thượng, hỏa thuộc tính yêu thú lực công kích cường đại, đủ để bế mỹ kim thuộc tính yêu thú. Đi thôi, tiêu phàm gật gật đầu, nói ra. Đoạn trường thảo giải dược, cũng chỉ thiếu kém cuối cùng đồng dạng linh dược xích luyện tìm. Như là đã đến nơi này, có tiến không thối, nếu không... Cho dù còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, hắn và trừ chín tánh mạng, cũng như trước nhất tại ân lão quái cát lão quái trong tay. Hai người độn quang cùng một chỗ, trực tiếp hướng về phía trước cao ngất núi lửa hoạt động bay đi. Càng đi tiến đến, bốn phía độ ấm liền càng cao, bất quá đối với đã đem, tinh viêm quyết, thành công đột phá đến tầng thứ hai tiêu phàm mà nói, một chút như vậy độ ấm, trên cơ bản cái gì cũng không tính toán. Âm âm, một hồi nổ mạnh. Hai người vừa mới phi chống đỡ núi lửa hoạt động phụ cận hơn 10 dặm trong núi lửa bỗng nhiên mãnh liệt bộc phát, cuồn cuộn khói đặc cùng nóng bỏng dung nham. Trọn vẹn phun ra đi mấy trăm trượng độ cao, dùng tốc độ cực nhanh hướng bốn phía tản mở đi ra. Tiêu phàm cùng chử chín vội vàng hướng hộ thể màn hào quang bên trong tăng lớn pháp lực rót vào. Màn hào quang lập tức hào quang đại thịnh, đem tịch cuốn tới khói đặc cùng cha sơ đều ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá khói đặc bên trong, còn kèm theo một đại đoàn một đại đoàn nóng bỏng nham thạch nóng chảy, tiêu phàm run lên ống tay áo, Âm Dương bát quái kính bắn ra, đón gió tăng vọt, hóa thành vài thước lớn nhỏ, phóng xạ ra âm dương hai chủng hào quang, đem nóng bỏng nham thạch nóng chảy đoàn đánh cho nát bấy, hóa thành một chút hỏa tinh, tứ tán vẩy ra. Dùng hai hắn tạo nghệ, chính là một điểm dung nham, tự nhiên không để tại mắt chung. Nếu không nghe lời, còn dám tới sông Hỏa Long động, quả thực chính là hay nói giỡn liếu tương đương. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lóng lánh, Thiên Nhãn thần thông vận chuyển lại, lập tức tự thông qua cuồn cuộn khói đặc, đem miệng núi lửa hết thảy, đều thu hết vào mắt. Cái này miệng núi lửa cực lớn, cũng vượt xa hắn đã từng trên địa cầu bái kiến lớn nhất miệng núi lửa, đường kính chừng một hai trăm dặm. Miệng núi lửa ở giữa, như cùng một cái cực lớn hỏa lò, hỏa hồng dung nham ở bên trong không ngừng quay cuồng, trói mắt sáng trói. Miệng núi lửa sâu, cũng xa xa vượt qua dự liệu của hắn, không sai biệt lắm có một hai ngàn trường. Để cho nhất tiêu phàm mở rộng tầm mắt chính là, núi lửa mỗi một lần phun trào, miệng núi lửa bốn phía đều chạy ra một ít toàn thân hỏa hồng yêu thú, mở ra miệng rộng, hướng lên trời không gào thét kêu to, đại khẩu cắn nuốt tại thường nhân mà nói tuyệt đối chí mạng xương mù dày đặc khói độc cùng nóng bỏng dung nham nham thạch nóng chảy, tựa hồ đem trở thành đại bổ vật. Những này yêu thú cũng là đủ loại, loại nhỏ tiểu nhân chỉ có chuột đồng lớn nhỏ, kiện tráng vô cùng, đại so với sư tử con cọp còn lớn hơn, chiều cao vượt qua hai trượng, dung đùi đắc ý, dương nhanh múa vuốt, Uy mãnh dị thường. Nghiệng núi lửa bốn phía vách núi trên vách đá dựng đứng, rậm rạp chằng chịt trải rộng lấy vô số huyệt động. Không thể nghi ngờ, nơi này chính là Hỏa Long động. Cái gọi là Hỏa Long động, chỉ là một nói về, cũng không phải chỉ là một loại cụ thể núi lửa sơn động. Với tư cách núi lửa cường đại nhất yêu thú, Hỏa Vân thuồng luồng khẳng định tàng hình tại đây núi lửa ở chỗ sâu trong nào đó cái trong huyệt động. Muốn từ nơi này rậm rạp chằng chịt trong huyệt động tìm được hỏa vân thuồng luồng chỗ ẩn thân, nhưng thật không dễ dàng. Tốt khi bọn hắn cũng không phải nhất định phải tìm được hỏa vân thuồng luồng, mục tiêu của bọn hắn là thành thục xích luyện hoa. Chỉ cần có thể tìm được xích luyện hoa, tiêu phàm cùng trừ chín đã sớm thương lượng tốt, quay đầu bước đi, tuyệt không đánh hỏa vân thuồng luồng chủ ý. Thật sự cường đại như vậy yêu thú, không là bọn hắn đơn giản có thể đi bính. Tại thiên hồn uyên, nếu như không là vì quỷ ảnh bỗng nhiên có linh trí, muốn cùng bọn họ làm giao dịch gì, chỉ sợ tự chưa hẳn có thể bình yên theo lòng đất lưu ly thế giới lui ra ngoài. Nhất là trừ chín, bị ngàn vạn xương mù vượn cùng âm quỷ liên tục không ngừng mà vây công, chỉ cần nghĩ tới cái kia tình hình, liền ra đầu run lên. Tiêu phàm chỉ cần lại chế một điểm chế trụ cái kia quỷ ảnh, hắn tự thật sự muốn đả thương và bổn nguyên liễu tương đương. Trừ chín nói được minh bạch, hắn tu luyện công pháp, trời sinh tựu so mặt khác công pháp lại càng dễ đột phá bình cảnh, đối với người khác mà nói, hoàn toàn muốn dựa vào vận khí mới có thể đột phá nguyên anh kỳ bình cảnh, tại hắn tự xa không có như vậy gian nan. Chỉ cần hoàn cảnh yên ổn, có đại lượng đan dược phối hợp, đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh, đặt chân nguyên anh kỳ cảnh giới, chỉ ít có 3-4 thành nắm chắc. Lớn như vậy tỷ lệ, mặc dù còn so ra kém hỏa vân thường luồng nội đan như vậy kỳ hiệu, thực sự kém không xa, trừ chín hoàn toàn không cần phải vì hỏa vân thường luồng nội đan đi bốc lên vẫn lạc phong hiểm hắn hiện tại việc cấp bách là hiệp trợ tiêu phàm luyện chế ra đoạn trường thảo giải dược, giải độc về sau, còn sống đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu, sau đó nghĩ biện pháp thoát ly cát lão quái khống chế, tìm một người nơi thích hợp, mau chóng đột phá đến Nguyên Anh Kỳ, lại phản hồi Nam Châu Đại Lục, đoạt lại cái kia nguyên vốn thuộc về hắn hết thảy. Tiêu phàm đương nhiên không có chữ chín như vậy mây trôi nước chảy, đối với hỏa vân thường luồng nội đan vẫn tương đối khát vọng đích. Trong cơ thể hắn đã có nửa khỏa lôi bằng nội đan, được ích lợi không nhỏ. Hỏa vân thuồng luồng tuy không thể cùng ngân dược lôi bằng như vậy thiên địa thánh linh đánh đồng, hắn nội đan nhưng cũng là khó được thứ tốt. Bất quá so sánh với xích luyện hoa mà nói, cái nào nặng cái nào nhẹ, hắn vẫn có thể đủ được chia tinh tường đích. Núi lửa phun trào, trọn vẹn rằng có hơn một canh giờ, quay cuồng sôi trào miệng núi lửa khôn ngoan lược bình tĩnh vài phần, cuồn cuộn khói đặc khói đen, cũng trở nên mỏng manh rất nhiều, không chung lần nữa hiện ra tiêu phàm cùng chữ chín thân hình đến không có triệt để thấy rõ sờ miệng núi lửa tình hình, hai người bọn họ thật cũng không có mạo mạo thất thất mà đáp xuống dưới. Suốt cục, hai người nhấn một cái độn quang, hướng miệng núi lửa chậm rãi đáp xuống dưới, hộ thể màn hào quang toàn bộ triển khai, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Vừa mới vừa tiếp cận miệng núi lửa màu đen vách núi vách đá, một hồi oa oa khiển trách thanh âm nổi lên, chỉ thấy huyền trên đỉnh núi trong sơn động, bay ra hàng trăm. Màu đỏ sậm quái điểu, thân thể ước chừng 5-6 xích lớn nhỏ, hai cánh mở ra, khoảng chừng hai trượng đã ngoài, toàn thân hỏa lóng lánh, không có chút nào lông chim, thật giống như hoàn toàn là liệt diễm biến thành tinh linh giống nhau. Hướng về hai người hung dữ mà đánh tới. Những này quái điều rốt cuộc là huyết nhục chi thân thể có lẽ hay là trong lửa tinh linh, thật sự cũng rất khó phân biệt. Hai người không dám chậm trễ, tiêu phàm xong giơ tay lên, 10 ngón gian ngân hình cung lè lè, vô số đạo tinh xảo hồ quang điện bắn ra, chuẩn xác vô cùng mà đánh chúng phi tại trước nhất đầu hơn 10 chim lửa trên người. Tiếng sét đánh ở bên trong, cái này hơn 10 chim lửa ào ào bạo liệt mà mở, hóa thành vô số ngọn lửa, ào ào hướng mặt đất rơi xuống phía dưới. Cùng lúc đó, trừ chín cũng không có nhàn rỗi, một thanh phi kiếm bắn ra, ở giữa không trung xẹt qua một đạo hoa Mỹ cầu vồng, không chút khách khí mà đem hơn 10 chim lửa chém thành hai đoạn. Những này chim lửa nhìn về phía trên hùng hổ, Kỳ thật trên người linh lực chấn động bất quá tương đương với luyện khí kỳ tu sĩ mà thôi. Hai người tự nhiên ai cũng sẽ không xuất toàn lực là huyết nhục chi thân thể. Chém gỡ yêu ta ít nhóm đầu tiên chim lửa về sau, trừ chín kêu lên. Tiêu phàm gật đầu đồng ý nói ra, không tệ xác thực là huyết nhục chi thân thể. Bất quá sống hỏa viêm chi địa hỏa thuộc tính linh lực đã cùng huyết nhục của bọn nó tan ra làm một thể. Có lẽ cùng bậc càng cao yêu thú hỏa thuộc tính linh lực lại càng tinh thuần. Huyết nhục chi thân thể chuyển hóa lại càng triệt đề Nhưng có một chút là khẳng định đích Những này hỏa thuộc tính yêu thú linh trí Chút nào cũng không so mặt khác yêu thú linh trí rất cao Rõ ràng nhìn thấy đồng bạn bị tiêu phàm chửi chín đơn giản chém gỡ yêu ta ết Đến tiếp sau quái điều lại không quan tâm Chỉ là hoa hoa mà kêu Người trước ngã xuống Người sau tiến lên mà đi phía trước vọt mạnh mà đến Hai mắt đỏ rừng rực đích Tràn đầy thị huyết cùng tham lam ý Xem ra những này chim lửa chẳng những ưa thích thôn vệ hỏa thuộc tính linh lực, cũng ưa thích thôn vệ mặt khác động vật huyết nhục. Tiêu phàm ngón tay bắn ra, thổ ma ngẫu hóa thành một cổ cuồng phong bay cuộn ra, lập tức hóa thành sáu xích cao thổ cự nhân, vung vẩy màu vàng đất một đôi búa lớn, xoáy lên một cổ cuồng phong, trong khoảnh khắc liền đem vô số chim lửa tịch cuốn vào, xoắn thành từng đoàn từng đoàn ngọn lửa thịt nát. Phía dưới lộ còn có rất lâu, tiêu phàm nhưng không muốn tại đây chút ít cấp thấp yêu thú trên người lãng phí quá nhiều pháp lực. Thổ ma ngẫu trên đường đã muốn một lần nữa luyện hóa qua vài khỏa trung giai thổ linh thạch, hôm nay linh lực tràn đầy, đối phó những này cấp thấp yêu thú, đúng vậy tốt giúp đỡ. Chỉ chốc lát, mấy trăm chim lửa liền bị chém gợi yêu ta ết hầu như không còn. chương 817, Hỏa Long Động Tại hạ đến miệng núi lửa cuối cùng trước kia, thổ ma ngẫu đại khai sát giới, tổng cộng tiêu diệt 6 sóng cấp thấp hỏa thuộc tính yêu thú, cái này mới rốt cuộc đem còn lại mấy cái bên kia dục dịch yêu thú chấn trụ không dám tới nữa chịu chết. Dù sao quanh năm tại miệng núi lửa qua lại những này yêu thú, cùng bậc đều rất thấp, cao nhất cũng không quá đáng là tương đương với luyện khí kỳ đỉnh phong ba cấp yêu thú, ngay một đầu tương đương với chút cơ kỳ tiêu chuẩn tứ cấp đã ngoài yêu thú đều chưa từng nhìn thấy. Những này cấp thấp yêu thú cùng thiên hồn nguyên cấp thấp quỷ vật bất đồng, bao nhiêu có chút linh trí, không giống đại đa số cấp thấp quỷ vật đồng dạng, chỉ có đáng thương một chút bản năng. Tiêu phàm cùng Chử chín tự đứng ở miệng núi lửa cách đó không xa, hơn 10 trượng bên ngoài, chính là nóng bỏng quay cuồng dung nham, hỏa hồng hỏa hồng đích. Dù là Chử chín có kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng hiểu được từng đợt miệng đắng lưỡi khô, khốc nhiệt khó nhịn, lần nữa hướng hộ thể màn hào quang bên trong rót vào càng nhiều là pháp lực, đem vẻ này khốc nhiệt ngăn cách bên ngoài. Tương đối mà nói, tiêu phàm so với hắn muốn giỏi hơn nhiều, màn hào quang có lẽ hay là giống như tầm thường thời điểm lóng lánh lấy màu ngà sữa nhu hòa sáng bóng, cũng không thế nào cố hết sức bộ dạng. Huynh đệ, người tu luyện có hỏa thuộc tính công pháp sao? Trừ chín nhịn không được hỏi. Tiêu phàm tu vi rõ ràng so với hắn còn thấp hơn một cái cảnh giới, cho dù lại nghịch thiên, cũng nhiều nhất chỉ là cùng hắn tại sàn sàn nhau trong lúc đó. Trừ chín nhưng không tin một cái kim đan trung kỳ tu sĩ pháp lực so chính hắn một giả anh cảnh giới tu sĩ còn muốn hùng hậu. Tiêu phàm có chút vuốt cằm, nói ra tiểu đệ xác thực tu luyện hỏa thuộc tính công pháp do ly hỏa yêu linh tự mình truyền thừa tinh viêm quyết cho dù không phải thế gian vô song hỏa thuộc tính công pháp tối thiểu cũng là đệ nhất đẳng đích do viêm linh chi lưới kiếm đối địch lúc uy lực có thể suy đoán được đi ra hỏa vân thường luồng có nên không sinh trưởng tại đây dung nham bên trong a tiêu phàm lập tức còn nói thêm Chữ chín lắc đầu liên tục nói ra chỉ cần hắn có lẽ hay là huyết nhục chi thân thể tựu không đại khả có thể nếu như là chính thức cách hỏa tinh linh, cái kia tựu cũng không có nội đan cùng máu huyết vừa nói liễu tương đương. Cho dù hắn có thể ở dung nham bên trong ra vào tự nhiên, hấp thu hỏa linh lực, nhưng quanh năm ở tại dung nham bên trong khả năng, ta cho là nên rất nhỏ. Có quan hệ lệ thú cánh đồng hoang vô tư liệu, địa phương khác đều tương đối tường tận, ngoại trừ thiên hồn uyên cùng hỏa long động. Cái này hai nơi địa phương, chính thức tiến vào điều tra qua lại còn sống ra tới tu sĩ, Thật sự là ít chi lại thiếu, giống như cho tới bây giờ, Vô Luận Hỏa Long Động có lẽ hay là Thiên Hồn Uyên từng có minh xác thành công ghi chép đích, tất cả chỉ có một người. Nhiều năm trước kia, vị kia đã từng thành công tiến vào Qua Hỏa Long Động, cũng diệt sát một đầu Hỏa Vân Thường Luồng đại năng tu sĩ. Về sau thành công tiến dài đến Nguyên Anh kỳ, chính là hôm nay cả Nhạc Tây quốc thậm chí cả Nhạc Tây chi địa đều đại danh đỉnh đỉnh Nhạc Tây Ma đạo đệ nhất tu sĩ, Hắc Ma giáo giáo chủ Hắc Ma Vương bất quá hắc ma vương cũng không đưa hắn tại hỏa long động nhiều loại kinh nghiệm kỹ càng ghi chép lại ít nhất cũng không công khai cho nên mặt khác tham gia đánh cuộc người vừa nhắc tới thiên hồn uyên bao nhiêu còn có một lập lờ nước đôi địa đồ có thể dùng nhưng nâng lên hỏa long động lại là tuyệt đối hai mắt một vòng hắc có hai người khẳng định biết rõ hỏa long trong động địa hình trừ chín bỗng nhiên nói ra tiêu phàm nhẹ gật đầu hắn biết rõ trừ chín nói rất đúng cái đó hai người hắc bạch song sát nếu là hắc ma vương thân truyền đệ tử, lần này tham gia đánh cuộc. 10 phần 7 8 chính là hướng về phía hỏa vân thuồng luồng đi đích. hắc ma vương tất nhiên sẽ đưa hắn năm đó ra vào hỏa long động, gỡ yêu ta ít thuồng luồng lấy đan kỹ càng kinh nghiệm cáo chi hắc bạch song sát. Mục tiêu của chúng ta cũng không phải hỏa vân thuồng luồng. Hơi khoảnh, tiêu phàm lạnh nhạt nói ra. Không chỉ nói hắc bạch song sát Việt sẽ không cùng bọn họ chia sẻ địa đồ cho dù nguyện ý cùng bọn họ chia sẻ, tiêu phàm còn chưa hẳn hội tiếp nhận bọn hắn một phen, hảo ý, nhì. Trừ chín có chút tự đất đai bị mất cười một tiếng, nói ra, nói đúng, ta vẫn có chút chấp nhất liễu tương đương. Đã đến hỏa long động, lại có ai không hội nhớ thương hỏa vân thuồng luồng đâu này. Dù sao hỏa vân thuồng luồng toàn thân là bảo, mỗi dạng tài liệu đều quý hiếm dị thường, thậm chí còn so một ít tương đương với nguyên anh kỳ biến hóa yêu thú tài liệu còn muốn chân quý, tu sĩ đối mặt như vậy hấp dẫn cùng với phạm nhân đối mặt lớn tiền tài hấp dẫn là giống nhau. Cửu huynh, đi thôi. Tiêu phàm tại miệng núi lửa yên lặng đứng thẳng chỉ chốc lát, trong chớp mắt hướng một cái đen nhánh cửa động bay đi. Đây là tiếp cận nhất miệng núi lửa, cũng lớn nhất một cái cửa động liễu tương đương. Trừ chín không có phản đối tiêu phàm lựa chọn, theo sát phía sau. Tiến vào đến trong động. Vừa vừa tiến vào trong động, lập tức đã cảm thấy một cổ so tại bên ngoài càng thêm hơi thở nóng bỏng đập vào mặt. Trừ cửu nguyên vốn là đã thập phần dày đặc hộ thể màn hào quang, nhịn không được nao nao vặn vẹo, giống như có lẽ đã có chút ngăn cản không nổi cao như vậy ôn. Tiêu phàm bên ngoài thân hồng quang lóe lên, màu ngà sữa màn hào quang biến thành màu đỏ tươi, ra bên ngoài nhất quyền đem trừ chín cũng cái bọc ở bên trong, màu đỏ tươi màn hào quang thượng lóng lánh lấy màu ngân bạch ký hiệu, có vẻ cực kỳ thần bí vừa tiến vào tinh viêm quyết hình thành màn hào quang bên trong, trừ chín bữa ăn lúc cảm thấy một hồi mát lạnh ý nhập vào cơ thể mà sinh, vẻ này khó qua nhiệt độ cao rốt cục biến mất không thấy, lập tức nhẹ nhẹ thở vào một cái, thu chính mình hộ thể màn hào quang. Đã tiêu phàm tu luyện qua hỏa thuộc tính công pháp, trừ chín cũng sẽ không làm bộ làm tịch, không nên thể hiện. Tại hỏa long động, thật sự cũng không phải thể hiện thời điểm. Cái này hang cũng không phải song song về phía trước, mà là tà tà xuống phía dưới, độ dốc còn rất dốc, độn không xảy ra rất xa, một cổ mắt thường có thể thấy được sóng lửa, liền tịch cuốn tới, màu đỏ tươi vòng bảo hộ mặt ngoài màu ngân bạch ký hiệu liên tục lập lòe vài cái, liền là khôi phục như thường. Cái này bên trong sóng lửa ẩn chứa tinh thuần hỏa linh lực, lại bị tiêu phàm vòng bảo hộ hấp thu mất. Trừ chín thầm giật mình. Tiêu phàm tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, cũng không lại để cho hắn giật mình, tung xem như tinh khiết linh thể tu sĩ, ngoại trừ bổn mạng công pháp bên ngoài, đều kiêm tu vừa đến hai môn mặt khác bất đồng công pháp, cái này là vì phòng ngừa tu luyện công pháp quá mức chỉ một, rất dễ dàng bị tương khắc công pháp khắc chế. Bất quá bình thường kiêm tu công pháp, uy lực đều sẽ không quá lớn. Nhưng tượng tiêu phàm như vậy, đơn thuần dựa vào một cái hộ thể màn hào quang, có thể thoải mái hấp thu hỏa long động hỏa linh lực, nhưng thật sự không thể tầm thường so sánh. Bề ngoài giống như một ít bình thường kim đan trung kỳ tu sĩ, chuyên môn tu luyện hỏa thuộc tính công pháp đích, cũng chỉ có thể có như vậy uy năng. Nếu như trừ chín không có nhìn lầm lời mà nói, tiêu phàm tựa hồ là lôi linh thân thể. Dùng lôi linh thân thể đặc biệt dị linh căn, kiêm tu hỏa thuộc tính công pháp, rõ ràng có thể luyện đến trình độ như vậy, thiên phú độ cao, có thể nghĩ. Ngay sau đó, lại để cho trừ chín càng thêm giật mình sự tình lại đã xảy ra. Cái này hỏa long trong động mở rộng chi nhánh lộ khẩu nhiều, quả thực làm cho người giận sôi. Ít dùng đi thật xa, sẽ xuất hiện một cái mở rộng chi nhánh lộ khẩu, có đôi khi có lẽ hay là ngã ba đường, tựa hồ cả tòa núi đều bị đào rỗng rồi, bên trong giống như mạng nhện giống nhau, là rậm rạp chẳng chịt mê cung. Nhưng đối diện với mấy cái này mở rộng chi nhánh lộ khẩu, tiêu phàm làm mất đi không do dự, tựa hồ trong óc có một phó nguyên vẹn hỏa long động địa đồ. Chữ chín cứ việc trong nội tâm kinh ngạc, nhưng cũng không nghi vấn. Bằng hữu tương giao, quý tại hiểu nhau. Đã tin tiêu phàm, cái kia cũng đừng có hoài nghi năng lực của hắn. Nếu không cái này bằng hữu làm không lâu dài. Sự thật chứng minh, tiêu phàm cảm giác cũng không phạm sai lầm, không bao lâu, bọn hắn tự thấy được một ít chỉ có tại hỏa linh chi địa mới có thể sinh trưởng tinh khiết hỏa thuộc tính linh thảo linh quả. Tuy nhiên không là bọn hắn muốn tìm xích luyện hoa, nhưng lại làm kẻ khác tin tưởng tăng nhiều. Bất quá những này hỏa thuộc tính linh thảo linh quả một bên, không ngoài dự tính, đều có tương đối cường đại hỏa thuộc tính yêu thú thủ hộ, Tiêu Phàm đối đãi những linh thảo này linh quả cùng thủ hộ yêu thú thái độ, cũng lệnh trừ chín trong nội tâm kinh ngạc. Đối với có chút rõ ràng tương đối chân quý linh thảo linh quả, Tiêu Phàm nhìn như không thấy, chỉ cần thủ hộ yêu thú không chủ động tiến công, liền rất nhanh lách đi qua. Còn đối với khác một ít linh thảo linh quả, dù cho tại trừ chín xem ra cũng không thế nào chân quý đích, Tiêu Phàm lại gây chiến, đem thủ hộ yêu thú đuổi đi, đem linh thảo linh quả ngắt lấy tới tay. Nếu như yêu thú không thức thời, nhất định phải trọi cứng, tiêu phàm cũng không chút do dự thi triển lôi đình thủ đoạn, đem yêu thú diệt sát. Loại này có lựa chọn tính ngắt lấy hình thức, bình thường chỉ có một giải thích, tiêu phàm nhu cầu cấp bách những linh thảo kia linh quả. Đối với một cái khác chút ít chẳng thèm ngó tới linh thảo linh quả, phỏng chừng không phải là không có nhu cầu, chính là đã có hàng tồn. Trừ chín cái này suy đoán, trên cơ bản tiếp cận sự thật chân tướng. Tiêu phàm ngắt lấy linh thảo linh quả, nhiều khi đều là cả liên lụy căn bản dẫn diệp hái xuống, cây ghép đến linh dược viên ở phía trong đi. Ngay từ đầu nhìn thấy linh thảo linh quả, đều chưa nói tới thập phần quý hiếm, thủ hộ yêu thú cùng bậc cũng không rất cao, tối đa cũng chỉ là tương đương với chút cơ hậu kỳ lục cấp yêu thú, tại tiêu phàm trước mặt, trên cơ bản không hề kháng cự chi lực. Để cho đến mấy trăm trưởng ở chỗ sâu trong, trước mặt mà đến sóng lửa do đỏ tươi biến thành màu ngân bạch thời điểm, gặp được linh thảo linh quả rốt cuộc càng ngày càng hiếm thấy bắt đầu đứng dậy, thủ hộ yêu thú đẳng cấp cũng đều đến thất cấp đã ngoài. Xích luyện hoa. Đột nhiên, trừ chín mãnh liệt dừng lại bước chân, thấp giọng hô một tiếng. Cùng lúc đó, tiêu phàm cũng dừng lại thân hình. Ánh mắt hai người, đồng loạt phía bên trái phía trước nhìn lại. Tại một chỗ màu đỏ sậm hỏa nham phía trên, sinh trưởng lấy một cây đồng dạng màu đỏ sậm linh thảo. Linh thảo này ngoại hình thật là kỳ lạ, như cùng một sợi dây xích giống nhau, xoay quanh uốn lượn trên xuống, xa xa xem xét, thật giống như một đầu màu đỏ sậm hỏa liên hoàn hỏa liên hoàn đỉnh, sinh trưởng lấy một cái nho nhỏ nụ hoa. Tiêu phàm ánh mắt lập tức trở nên mờ đi vài phần, lắc đầu, nói ra đây là xích luyện thảo. Mới vừa vặn dài ra một cái nho nhỏ nụ hoa, ly thành thục còn sớm lắm. Hơn nữa, phẩm tương cũng không phải quá tốt, cho dù thành thục, cũng không thể xem như thượng đẳng phẩm. Làm cho là như thế, tại đây cây xích luyện thảo bên cạnh, cũng nằm sắp lấy hai đầu hình thể cực đại hỏa thuộc tính yêu thú, vừa thấy hai người tới gần, yêu thú lập tức đứng lên, là hai đầu ngoại hình cực giống sói nâu yêu thú, chỉ có điều toàn thân màu đỏ sậm, lộ ra cực kỳ tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực. Dĩ nhiên là hai đầu thất cấp yêu thú. Hai đầu hỏa lang trong mắt sạch bong bắn ra bốn phía, một mực nhìn thẳng tiêu phàm cùng chữ chín, đều tự duỗi ra một cái chân trước, nhẹ nhàng gãi lấy cứng rắn núi lửa nham thạch mặt, trong miệng phát ra trầm thấp gào rú thanh âm, một bộ tùy thời đều chuẩn bị mãnh liệt nhào tới trước bộ dạng. Tiêu phàm lắc đầu, dưới chân độn quang cùng một chỗ, phiêu nhiên hướng phải phía trước lướt qua đi, cũng không có ý định cùng hai đầu thất cấp hỏa yêu sao sao tay. Tuy nhiên muốn tiêu diệt gờ yêu ta ết nó đám bọn họ có nên không rất khó khăn, nhưng đây là đang cất giấu hỏa vân thuồng luồng hỏa long trong động, tiêu phàm không muốn vì một cây không cần linh thảo tùy tiện hao phí pháp lực. Ngay một cây chưa từng thành thục xích luyện hoa, đều có hai đầu thất cấp yêu thú trông coi, như vậy đã muốn thành thục hoặc là tiếp cận thành thục xích luyện hoa, thủ hộ yêu thú thực lực chỉ có càng mạnh. Đó mới đáng giá toàn lực ra tay. Thấy tiêu phàm cùng chử chín phòng thủ mà không chiến, hai đầu hỏa lang cũng chỉ là hung dữ mà nhìn bọn hắn chằm chằm, cũng không chủ động tiến công. Mặc dù chỉ là linh trí không mở yêu thú, cũng có thể cảm nhận được tiêu phàm cùng chử chín trên người vẻ này cực kỳ cường đại khí tức. chương 818, Hỏa Mãng Cũng không biết hạ đến mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong, hỏa long trong động độ ấm càng ngày càng cao, tung xem như tiêu phàm tinh viêm quyết, cũng đã không có thể hấp thu nhiều như vậy hỏa linh lực rồi, không thể không tăng lớn linh lực rót vào, bắt đầu đem sóng lửa ngăn cách bên ngoài. Làm cho là như thế, tương đối hắn hắn không có tu luyện quá tải hệ công pháp tu sĩ mà nói, hay là muốn thoải mái nhiều lắm liễu tương đương. Trừ phỏng chừng, nếu là mình một mình đến nơi đây, cơ hồ muốn mở ra hộ thể màn hào quang thập thành uy lực mới được, nếu không khó có thể ngăn cản cái này nóng bỏng sóng lửa. Một tòa rộng rãi dưới mặt đất hang, bỗng nhiên ra hiện tại hai người trước mắt. Chỗ ngồi này hang chừng hơn một ngàn trượng rộng lớn, hang một bên, có một cực lớn dung nham trì, bên trong hỏa hồng nham thạch nóng chảy không ngừng quay cuồng, phát ra trận trận bạo vang lên thanh âm. Tiêu phàm cùng chữ ánh mắt lại đồng thời sáng ngời. Ngay tại dung nham bên cạnh ao bên cạnh một khối trên mặt đá, sinh trưởng lấy một cây cao chừng hai thước xích luyện thảo, kiết cán cuối cùng, một đóa hỏa hồng hoa tươi đua nở, rõ ràng là một cây đã muốn tiếp cận thành thuộc xích luyện hoa. Theo linh hoa phát ra khí thức đến xem, chỉ ít có 500 năm hỏa hầu. Thế nào, cái này đóa xích luyện hoa, có thể dùng A. Trừ cưỡng chế cảm giác hưng phấn, thấp giọng hỏi. Chỉ cần hái đến cái này đóa xích luyện hoa, có thể luyện chế ra đoạn trường thảo giải dược. Một khi đoạn trường thảo chi độc bị giải trừ, trở lại bên ngoài, xưng cắt lão quái không chú ý thời điểm, chỉ có bảy thành nắm chắc thần không biết quỷ không hay mà theo các lão quái bên người bỏ trốn mất dạng, từ nay về sau, hải khoát thiên không. Tiêu phàm đồng dạng thấp giọng đáp, 500 năm dược tính, hơi kém một chút, miễn cứng có thể sử dụng A. Đến lúc đó ta lại cân nhắc một chút, gia tăng một mặt xanh đen thử xem, hiệu quả khẳng định không bằng ngàn năm dược tính đích. Bất kể thế nào nói, cái này đóa xích luyện hoa không thể buông tha. Có tổng so không có tốt đã muốn xâm nhập đến mấy trăm trượng động quật chi đây là đầu một hồi chứng kiến miễn cưỡng có thể dùng xích luyện hoa tiêu phàm cũng có chút nổi giận liếu tương đương xem ra cho dù tại hỏa long động loại địa phương này ngàn năm hỏa hầu xích luyện hoa cũng không phải tốt như vậy tìm kiếm đích tốt vậy thì động thủ đi chẳng lẽ kẻ bên này không có thủ hộ yêu thú trừ một câu nói còn chưa dứt lời chỉ nghe phần phật a à, một tiếng vang thật lớn dung nham chỉ toát ra một cái cự đại đầu chừng lớn gần trượng nhỏ nhưng lại một khỏa đen nhánh mãng thủ, hai con mắt giống như đèn lồng giống nhau, hồng lập lòe đích, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm cùng trừ, lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh, thân trên lên một tháo chạy, toàn bộ thân hình đều lộ ra dung nham trì. Chỉ. chỉ thấy cái này đầu quái mãng toàn thân đen nhánh, trên người trường lấy liên tiếp xích luyện đồ hình, riêng lấy ngoại hình mà nói, cùng mặt khác hỏa thuộc tính yêu thú đều khác nhau rất lớn, cũng là cho tới bây giờ, tiêu phàm cùng trừ bái kiến hình thể lớn nhất hỏa thuộc tính yêu thú, thân dài ít nhất tại 15 trượng đã ngoài, tại dung nham chỉ mặt ngoài bản thành một đoàn. Tựa như một tòa núi nhỏ cũng giống như, cực lớn mãng thủ cao cao nâng lên, hỏa hồng lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào, phát ra, hồ hồ, thanh âm. Tiêu phàm cùng trừ âm thầm hút miệng hơi lạnh. Cái này quái mãng, dĩ nhiên là cấp yêu thú, tuy nhiên như là khó khăn lắm tiến dài đến cấp giạc, nhưng trên người khí thức mạnh không chút nào cũng không yếu tại ngoại giới những kia tiến giai cấp nhiều năm yêu thú, thậm chí còn hơi có qua. Tự nhiên là bởi vì, cái này quái mãng là hỏa thuộc tính yêu thú, tại hỏa long trong động. Năng lực của nó có thể tìm được lớn nhất hạn độ phát huy, mà tiêu phàm cùng trừ tác chính là muốn hao phí không ít pháp lực để chống đỡ nơi này khốc nhiệt, thập thành công lực cơ hồ chỉ còn lại có bảy thành. Lần này tiêu so sánh phía dưới, cái này đầu cấp quái mãng tự có vẻ thực tế cường đại. Nhưng vô luận như thế nào, một đầu khó khăn lắm tiến dài đến cấp yêu thú, coi như là tại hỏa long trong động, cũng sẽ không khiến tiêu phàm cùng chữ biết khó mà lui. Huynh, ta đi hấp dẫn này đầu hỏa mãng chú ý, người giúp ta lược trận. Tiêu phàm trong khoảnh khắc thì có quyết đoán, ngón tay vừa nhấc, một cổ màu vàng cắt bụi tự xanh biếc trong chữ vật giới chỉ bắn ra, ở trên mặt đất nhất quyền, tự chui xuống dưới đất không thấy bóng dáng. Thổ ma ngẫu tinh thông thổ độn thuật, thừa dịp tiêu phàm cùng hỏa mãng rằng co thời điểm, vừa vặn ra tay. Chỉ có điều nơi đây vô cùng nóng bức, thổ ma ngẫu chỉ sợ tại dưới mặt đất kiên trì không được thời gian quá dài, tiêu phàm phải tận khả năng nhanh mà đem hỏa mãng chú ý hoàn toàn hấp dẫn đi qua một khi bị cái này hỏa mãng phát giác được ý đồ của hắn, không khỏi sắp thành lại bại. Tốt, trừ miệng đầy đáp, bên ngoài thân vòng bảo hộ bỗng nhiên trở nên dày đặc vô cùng. Hắn cũng biết, chính mình không am hiểu hỏa hệ pháp thuật, tại đây hỏa long động thực lực có lẽ còn không bằng thấp một cái cảnh giới tiêu phàm dưới mắt cũng không phải là thể hiện thời điểm tiêu phàm dưới chân độn quang cùng một chỗ trực tiếp mặt hướng hỏa mãng bay đi thủ đoạn một phen màu đỏ sậm đao mang lóe lên viêm linh chi lưới kiếm di động hiện ra ngay sau đó không đợi tiêu phàm rót vào pháp lực viêm linh chi lưới kiếm màu đỏ sậm lưới đao liền bắt đầu hướng đỏ tươi chuyển biến dần dần trở nên tươi đẹp sáng lên dĩ nhiên là viêm linh chi lưới kiếm tại tự động hấp thu hỏa long động ngọn lửa tinh hoa hô hỏa mãng chú ý, cơ hồ lập tức đã bị hấp dẫn tới, hai mắt trợn thật lớn, gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm tay viêm linh chi lưới kiếm, giữ tợn mãng thủ phía trên, vậy mà lộ ra nhân cách hóa tham lam ý. Thân là hỏa thuộc tính yêu thú, tự nhiên trước tiên tự cảm nhận được viêm linh chi lưới kiếm quý hiếm. Tiêu phàm hai tay nắm ở viêm linh chi lưới kiếm, ngọn gió chậm rãi trước chỉ, một cổ cường đại khí tức, nhập vào cơ thể ra, trực tiếp hơ lửa mãng áp bách mà đi hắn bây giờ không phải là muốn tiêu diệt gờ yêu ếch này đầu hỏa mãng, mà là hấp dẫn chú ý của nó lực, tự nhiên tạo thành thanh thế càng đại việt tốt. Hỏa mãng đảo mắt một phen, cực đại thân hình mãnh liệt bắn lên, đen nhánh cái đuôi tại dung nham mặt ngoài hung hăng quất đi xuống, rầm rầm, một hồi nổ mạnh, vô số dung nham vẩy ra mà dậy, tại giữa không trung hóa thành từng đạo tinh xảo hỏa xa, mở ra đỏ tươi miệng rộng, thẳng tắp về phía tiêu phàm kích xạ mà đến. Cái này hỏa mãng vậy mà tánh khí táo bạo, dẫn đầu hướng tiêu phàm phát khởi công kích tiêu phàm hừ lạnh một tiếng hai tay vung lên viêm linh chi lưỡi kiếm lập tức quang hoa đại phóng viêm viêm liệt diễm bốc hơi mà dậy một cổ mãnh liệt sóng lửa về phía trước tràn ra lập tức đem tất cả hỏa xà đều đều cuốn vào trong nháy mắt đã bị sóng lửa tan ra làm một thể bị viêm linh chi lưỡi kiếm hấp thu đắc sạch sẽ ly hỏa thần binh ngọn gió càng thêm ngọn lửa bắn ra bốn phía ngân sắc phù không ngừng lóng lánh hỏa mãng há miệng hô mà một tiếng phun ra một đoàn nóng bỏng vô cùng dung nham vào đầu hướng tiêu phàm đập tới đệ nhất đoàn dung nham chưa nện vào tiêu phàm trước mặt thứ hai đoàn dung nham lại đã muốn phun ra trong nháy mắt ba đoàn sáng long lanh dung nham hỏa tinh giống như bắn liên hồi giống nhau bắn ra những này dung nham hỏa tinh đã muốn không chỉ là địa hỏa chi tinh mà là trải qua hỏa mãng bản thân tế luyện uy năng mạnh tại phía xa bình thường dung nham công kích phía trên viêm linh chi lưới kiếm cố nhiên là ly hỏa thần binh muốn tại trong thời gian ngắn hấp thu những nảy dung nham hỏa tinh tinh hoa cũng lực có không bắt bớ tiêu phàm quát khẽ một tiếng hai tay cầm đao toàn lực phung lên một đạo thật dài đao mang phi chém ra trói mắt sáng trói suy 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 không hề ngoài ý muốn ba đoàn dung nham hỏa tinh đều bị đao mang vừa bổ hai nửa một chiêu này nhưng lại tham khảo yêu đao tông yêu đao đao pháp tốc độ nhanh hơn tia chớp uy lực kinh người nhưng ngay sau đó, lại để cho tiêu phàm rất im lặng tình hình đã xảy ra, ba đoàn dung nham hỏa tinh cứ việc bị đao mang vừa bổ hai nửa, thế tới không chút nào không giảm, hơn nữa trong nháy tự biến thành đoàn dung nham hỏa tinh, tiêu phàm toàn lực chém, cơ hồ hoàn toàn đã rơi vào không chung. Trong khoảnh khắc, cái này đoàn dung nham hỏa tinh liền bay vụt đến tiêu phàm trước mặt, dù là tiêu phàm đã đem tinh viêm quyết tu luyện đến tầng thứ hai, cũng hiểu được sóng nhiệt đập vào mặt, liệu đắc lông mi tóc đều phát ra, xì, si. xì, si khét lẹt thanh âm. Hỏa mãng trên mặt lộ ra đắc ý biểu lộ. Bóng người lóe lên, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, tiêu phàm vậy mà theo tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đoàn dung nham hỏa tinh liên tục không ngừng mà oanh kích tại tiêu phàm trước kia đứng thẳng chỗ, ầm ầm nổ mạnh chi. Chỗ đó trong khoảnh khắc tự hóa thành một cái biển lửa, nóng bỏng nhiệt độ cao chi. Thậm chí còn bay ra một cổ mùi, hiển nhiên sen lẫn hỏa mãng bản thân một ít nọc độc. Tiêu Phàm nếu như dựa vào bảo vật sắc bén đón đỡ một kích này lời nói, tung tính toán chống đỡ dung nham hỏa tinh nhiệt độ cao công kích cũng sẽ ở chút bất chi bất giác gặp đạo nhi, lại không thể tưởng được cái này hỏa mãng vậy mà cũng là độc xa. Đợi biển lửa dần dần tiêu tán về sau, nhưng không thấy Tiêu Phàm ảnh, hỏa mãng không khỏi sướng sờ, ánh mắt đắc ý cứng lại tại mãng thủ phía trên. Suy, mà một tiếng vang nhỏ, Tiêu Phàm từ nơi không xa lòng đất sông ra. Thổ độn thuật là yêu đao tông chủ tu công pháp một trong, tiêu phàm đã muốn luyện được tinh thục, có lẽ tiêu chuẩn còn cản không nổi Hattori giới xử trí Sarutobi y xương những người này, trong lúc nguy cấp dùng để tránh né công kích, nhưng lại thập phần có tác dụng. Hỏa mãng sững sờ về sau, càng thêm giận tím mặt, ngửa mặt lên trời gầm hét lên. Không đợi hỏa mãng bất quá mặt khác cử động, tiêu phàm đã muốn một nhảy dựng lên, đang ở giữa không chung, sơ lên cao viêm linh chi lưới kiếm, pháp lực điên cuồng rót vào hắn, Viêm Linh chi lưới kiếm lập tức tự trở nên hào quang chói mắt, ngân sắc phù phi tốc lập lòe. một cổ so sánh với hỏa long động còn muốn nóng bỏng nhiệt độ cao, cuồn cuộn ra. Viêm Linh chém. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, hỏa diễm đao nhanh chém ra, một đạo đẹp mắt hỏa hồng sắc đao mang, hướng về dung nham chi hỏa mãng phi chém mà đi, nhanh như thiểm điện. Hỏa mãng chấn động, thân sau này có rụt lại, trên mặt hiện lên một vòng sợ hãi ý, mãnh liệt một nhảy dựng lên, phù phù, một tiếng cực đại thân hình sẽ cực kỳ nhanh tiến vào dung nham trì không thấy bóng dáng cái này yêu thú linh trí đã mở thấy viêm linh chém không thể địch lại được bá thật dài đao mang hung hăng bổ vào dung nham trì thược lập tức chém ra một đạo thật dài khe hở cả dung nham trì dùng đao mang vì tâm xuống phía dưới lõm đi vào hai ba trượng sâu ngay đứng ngoài quan sát chử đều thoảng qua thất sắc một đao chém không tiêu phàm nhưng lại không mất nhìn qua trên mặt ngược lại lộ ra một tia ý mừng rỡ. Vô thanh vô tức đích, thổ ma ngẫu theo dung nham bên cạnh ao bên cạnh lòng đất chui ra, đã cùng xích luyện hoa gần trong gang tấc ở chỗ sâu trong một quạt hương bổ loại bàn tay lớn, liền hướng cái kia đóa xích luyện hoa chộp tới. Phối hợp hết sức ăn ý, phi thường đúng chỗ. Mắt thấy xích luyện hoa muốn tới tay. Liền vào lúc này, dị biến nảy sinh, hoắc suy, một tiếng, dung nham trì lại toát ra một cái đầu to lớn, dĩ nhiên là cái khác mãng thủ, mở ra miệng lớn dính máu, một ngụm liền đem xích luyện hoa nuốt xuống, trong chớp mắt chui vào trở về dung nham chi. Thổ ma ngỗ ôm đồm tại không trung tiêu phàm cùng trừ lập tức trợn mắt há hốc mồm. Lập tức dung nham chỉ phần Phật A rung động, đồng thời toát ra hai khỏa cực đại mãng thủ đến, đằng sau cái này đầu hỏa mãng so sánh với phía trước xuất hiện hỏa mãng, có vẻ thoáng hết sức nhỏ vài phần, trên người linh lực chấn động cũng chỉ tương đương với bát cấp yêu thú hai cái hỏa mãng quấn quanh cùng một chỗ, bốn hồng lập lòe con mắt, nhìn thẳng tiêu phàm, chi chi mà kêu, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, mãng thủ thượng lộ ra cực kỳ đắc ý nhân cách hóa biểu lộ. chương 819, Hỏa Vân Thuồng Luồng Hỗn đán, trừ nhịn không được nộ mắng lên, giơ tay lên, cái kia khẩu cũ nát cổ chung di động hiện ra, tự muốn gia nhập chiến đoàn. Mắt thấy còn kém một bước cuối cùng, lại sắp thành lại bại, mặc cho ai đều muốn giận tím mặt vừa lúc đó một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm cuồn cuộn mà đến chấn đắc tiêu phàm cùng chử màng nhí ông ông tác hưởng hai cái hỏa mãng vừa nghe liếc mắt nhìn nhau đồng thời hướng dung nham chỉ một chui vào bỗng nhiên liền không thấy bóng dáng đó là cái gì hỏa vân thuồng luồng tiêu phàm có chút giật mình nói hẳn là chử chỉ cảm thấy miệng đầy phát khô liếm liếm bờ môi thấp giọng nói ra từ nơi này hai cái hỏa mãng tình hình đến xem tựa hồ là nhận được rồi nào đó triệu hoán, đang tại vội vã đuổi đi qua lúc trước cái kia hỏa mãng, đã là cấp yêu thú. Ngoại trừ hỏa vân thường luồng, còn có cái gì yêu thú có như vậy huy phong? Tiêu phàm nghĩ nghĩ, nói ra, nghe giống như cách nơi này không xa lắm, chúng ta qua đi xem a. À. Chữ nhíu mày hỏi, người xác định muốn đi qua. Tiêu phàm đơn giản mà đáp, nếu như vừa rồi lấy được cái kia đóa xích luyện hoa, ta liền cho không qua liễu tương đương. trừ nở nụ cười, hào khí can vân nói tốt, đã như vậy, chúng ta tự đi cầm đồ tốt nhất. Đi, hai người một tiếng mời đến, dưới chân độn quang cùng một chỗ, hướng về long ngâm phát thanh ra phương hướng, kích bắn đi. Một cái quảng đạt vạn trượng dưới mặt đất hang chi, hỏa hồng dung nham trong ao, một đầu dài đạt hơn 10 trượng hỏa hồng sắc giao long, đang tại cuồn cuộn dung nham trong bay múa xê dịch. Cái này giao long toàn thân liệt diễm bốc hơi, từ đầu đến cuối, chỉ có sừng nhọn hiện lên lam tử sắc. Mặt khác mỗi nơi địa phương đều là hỏa hồng sắc, kể cả hai con mắt ở bên trong. Cũng như cùng hai khỏa thiêu đốt hồng bảo thạch. Làm cho người giật mình chính là, cái này giao long lưng. Thậm chí có một nơi, bày biện ra một loại quỷ dị mặc lục sắc, cứ việc chỉ có chén ăn cơm đại một ít khối, nhưng ở toàn thân hỏa hồng giao long trên người, như vậy một ít khối mặc lục nhan sắc, có vẻ đặc biệt chói mắt. Mặc cho giao long quanh người, sóng lửa ngập trời, cái này một ít khối mặc lục sắc lại thủy trung tiêu trừ không được, giống như một khối xấu xí vô cùng vết sẹo. Dính sát tại trên người của nó, muốn nhiều chướng mắt thì có nhiều chướng mắt. Tại giao long hai mắt căm tức chỗ, thậm chí có một vài thước đại hỏa hồng sắc thiềm thư, đang lẳng lặng nằm sấp trên mặt đất, dưới cổ bên cạnh làn ra một cổ một cổ đích, hướng về giao long phát ra trầm thấp kêu to thanh âm, cứ việc thân hình lớn nhỏ kém cực kỳ cách xa, cái này thiềm thư đối mặt hỏa long, lại cũng không lộ vẻ sợ hãi chút nào đúng vậy địa hỏa môn đại trưởng lão trương phu nhân cái kia bổn mạng linh sủng hỏa thiềm thư. Tại hỏa thiềm thư sau lưng cách đó không xa, hắc bạch song sát sóng vai mà đứng, hắc y xấu xí nam theo thường lệ mặt không biểu lộ, ánh mắt bình thản, áo trắng mỹ mạo nữ lại hé miệng cười khẽ. Tựa hồ đè nén không được tâm hưng phân ý. Sư huynh, sư phụ dạy phương pháp xử lý thực có tác dụng, hiện tại cái này hỏa vân thuồng luồng đã muốn hắc minh độc cho dù hắn thật sự là kim cương bất hoại chi thân thể cũng đủ hắn được đích hắc y xấu xí nam bên tai truyền đến áo trắng nữ truyền âm thanh âm khóe miệng một kéo khó được mà nở một nụ cười bình tĩnh không có sóng mắt cũng hiện lên một vòng lửa nóng vẻ dù sao chỉ cần nhận được rồi hỏa vân thuồng luồng nội đan tăng thêm mặt khác sớm đã chuẩn bị sẵn sàng thủ đoạn bọn hắn song song tiến giai nguyên anh kỳ cơ hồ chính là ván đã đóng thuyền sự tình tiến giai nguyên anh về sau Thân phận địa vị lập tức liền bỗng nhiên bất đồng, Thọ Nguyên cùng Kim Đan Kỳ so sánh với lại càng cách biệt một trời, các loại chỗ tốt rất hiếm có nhiều vô số kể, tung xem như Hắc Y Nam loại này trước sau như một mặt lạnh lạnh tâm người, cũng có chút kềm nén không được. Sư muội, hay là muốn cẩn thận chút, bởi như vậy, chúng ta cũng triệt để chọc giận cái này hỏa giao liễu tương đương. Hưng phấn ngoài, Hắc Y xấu xí nam không quên nhắc nhở vợ một câu. Cái kia thì thế nào? năm đó sư phụ một người cũng có thể nắm bắt một đầu hỏa giao chẳng lẽ chúng ta tự so sư phụ kém xa như vậy sao huống chi chúng ta còn có liệt hỏa khôi lỗi tương trợ cái này hỏa giao bất quá là vây hãm thú chi đấu mà thôi áo trắng nữ có chút không vui nói lời nói không thể nói như vậy năm đó sư phụ tới nơi này thời điểm đúng lúc là đại trận phong ấn chi lực tụ tập tại đây một khối tất cả hỏa diệm sơn yêu thú đều đã bị phong ấn cường đại áp chế sư phụ vừa vặn mang theo một kiện có thể chống lại phong ấn chi lực bảo vật, lần này tiêu so sánh phía dưới, mới may mắn diệt sát một đầu hỏa dao. Làm cho là như thế, sư phụ cũng nguyên khí đại thương, thiếu chút nữa không có thể đi ra lệ thú cánh đồng hoang vu đi. Chúng ta sao dám cùng sư phụ đánh đồng, chú ý để ý một ít, không phải chuyện xấu. Hắc y xấu xí nam ngữ khí bất chi bất giác lạnh xuống. Hảo hảo, ta biết rồi, nhất định sẽ chú ý để ý đích. Áo trắng nữ khanh khách một tiếng, lập tức đáp, sớm biết như vậy nhà mình trưởng phu đối với sư phụ kính như thần minh, không chỉ nói trong miệng, coi như là trong nội tâm cũng không dám đối với sư phụ hơi có bất kinh ý, tự nhiên cũng không lại ở chỗ này cùng hắn làm những kia vô vị miệng lưỡi chi tranh giành. Hai người các ngươi tiểu bối, cùng năm đó tiến vào tại đây chính là cái kia ma nhân, là đồng môn. Đang lúc hai người truyền âm nói chuyện với nhau thời điểm, hàng ông ông tác hưởng, thân ở dung nham trì hỏa vân thuồng luồng, bỗng nhiên mở ra miệng rộng, miệng phun tiếng người. Không tệ năm đó lại tới đây gờ yêu ta ết thuồng luồng lấy đan đích, chính là ta sư tôn hắc ma vương. Lần này, không đợi vợ mở miệng, hắc y xấu xí nam một cái lồng ngực, vượt lên trước đáp, ngữ khí chi, mang theo vô hạn kính ngưỡng chi tình. Đối với hỏa vân thuồng luồng mở miệng nói chuyện sự tình, cũng tịnh không thế nào kinh ngạc. Cái này hỏa vân thuồng luồng được xưng lệ thú cánh đồng hoang vu vạn thú chi vương, cứ việc bởi vì phong ấn đại trận áp chế, hỏa vân thuồng luồng không có khả năng đột phá cấp công cùng xiềng xích, hóa thành nhân hình, nhưng cùng mặt khác yêu thú so sánh với, có chút đặc dị chỗ, đó là hào không kỳ quái. Ngao, hỏa vân thuồng luồng mãnh liệt ngưỡng thiên giống to một tiếng, thanh âm chi tràn đầy phẫn nộ. Tốt, rất tốt, các người quả nhiên cùng cái kia ma nhân có quan hệ. Năm đó cái kia ma nhân, thừa dịp bổn tỏa bế quan lúc tu luyện, dùng âm mưu quỷ kế gợi yêu ta hại bạn lữ của ta, ta một mực đều mơ tưởng tìm hắn báo thù. Hôm nay hai người các ngươi lại đây muốn chết, bổn tỏa trước đem bọn ngươi rút gân lột ra, bầm thây vạn đoạn, nữa tìm cái kia ma nhân tính sổ. Hỏa vân thuồng luồng phẫn hận vô cùng nói. Tìm sư phụ ta báo thù. Áo trắng nữ khanh khách một tiếng, ngữ khí tràn đầy ý trào phúng. Các hạ cho rằng cái này phong ấn đại trận là cái gì? Trăm ngàn năm qua, cái này lệ thú cánh đồng hoang vu yêu thú, còn có một suất ra lấy được. Hơn nữa, các hạ đã muốn chúng ta hắc minh độc, đúng vậy nê bồ tát qua sông bản thân khó bảo toàn, cho là chúng ta là đến nơi đây đùa sao. Các hạ lập tức tự hành binh giải, giao ra nội đan, còn có thể thiếu được ra thịt nỗi khổ. Hỏa vân thuồng luồng đỏ bừng con mắt tại trên người nàng khẽ quét mà qua, đầu thuồng luồng trên mặt hiện lên một vòng nhân cách hóa khinh miệt biểu lộ, lại là ngưỡng thiên giống to một tiếng phần phật a một hồi bạo vang lên dung nham trì nham thạch nóng chảy quay cuồng hai khỏa cực đại mãng thủ chui ra ngay sau đó hai đầu hỏa mãng nhảy ra dung nham trì một trái một phải hộ vệ tại hỏa vân thuồng luồng bên người hướng hắc bạch song sát hộc ra lưỡi rắn phát ra hồ hồ uy hát yêu ta ép thanh âm cùng lúc đó một chuỗi trầm trọng tiếng bước chân xa xa truyền đến tựa hồ có một quái vật khổng lồ đang tại hướng bên này đi tới vốn là mặt mang mỉm cười áo trắng nữ sắc mặt khẽ biến thành hơi chìm sư phụ cũng không nói cái này hỏa vân thuồng luồng còn có thật nhiều giúp đỡ cái kia hai cái hỏa mãng theo khí tức thượng phán đoán một đầu cấp một đầu bát cấp tuy nhiên bình thường bát cấp yêu thú cấp yêu thú hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự không để tại bọn hắn vợ chồng trong mắt nhưng ở cái này hỏa long trong động hỏa thuộc tính yêu thú huy năng tăng nhiều cái này hai cái hỏa mãng tuyệt đối không thể nhỏ dò xét liếu tương đương Thực tế quan trọng hơn chính là, nhiều năm trước, Hắc Ma Vương đến Hỏa Long động thời điểm, đại trận phong ấn chi lực chính tập trung vào lần này, đối với nơi này yêu thú áp chế đắc phi thường lợi hại, một thân thần thông còn phát huy không xuất ra ngày thường năm thành đến. Hiện ở chỗ này đại trận phong ấn chi lực lại yếu kém nhất, cũng là yêu thú nhất sinh hoạt thời điểm. Đương nhiên, mấu chốt nhất có lẽ hay là Hỏa Vân Thuồng luồng thân mình, rốt cuộc có thể phát huy bao nhiêu uy năng. Bất quá, vừa rồi hỏa thiềm thử có thể vô thanh vô tức mà tiếp cận dung nham trì, đem hắc minh độc hạ đến hỏa vân thuồng luồng trên người, có thể thấy được cái này hỏa vân thuồng luồng cũng không có truyền thuyết đáng sợ như vậy. Rất nhanh, trầm trọng cực kỳ tiếng bước chân, đã đến phụ cận. Hai người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, một cái thân cao hơn 10 trượng cự nhân, bỗng nhiên ra hiện tại hang chi, chỉ thấy cái này cự nhân toàn thân màu đỏ thấm, trên người dài khắp màu tím đen nhọn hoắt, trong cơ thể lại hồng lóng lánh, dĩ nhiên là một cái hoàn toàn do nửa cứng lại nham thạch nóng chảy ngưng kết mà thành thạch cự nhân. Cự nhân dưới cao nhìn xuống, hai khỏa không có chút nào cảm tình con mắt, nhàn nhạt mà nhìn thẳng hắc bạch song sát. Nham thành, gờ yêu ta bọn họ. Hỏa vân thuồng luồng vừa thấy được thạch cự nhân hiện thân, lập tức quát to một tiếng. Thạch cự nhân không rên một tiếng, mở ra đi nhanh, liền hướng hắc bạch song sát đi đến, mỗi đi ra một bước, đại địa phảng phất đều muốn rung động xuống. Áo trắng nữ hai hàng lông mày cao lại, từ nơi này thạch cự nhân trên người, nàng vậy mà phát giác không đến linh lực chấn động, hoàn toàn vô pháp dự đoán lực chiến đấu của nó. Bên người bóng đen lóe lên, hắc y nam ngăn ở trước người của nàng. Kéo kẹt kéo kẹt, thanh âm, thạch cự nhân cực đại bàn tay nắm thành đôi quyền, dơ lên cao cao, hướng về hắc y nam mãnh liệt nện mà hạ, hai đấm chưa gần người, một cổ làm cho người hít thở không thông kình phong sen lẫn trận trận nóng bỏng khí lãng, đập vào mặt. Bất quá thạch cự nhân công kích nhìn về phía trên uy mãnh dị thường, nhưng là loại này đấu pháp lại không khỏi quá mức ngốc, nhầm ai cũng có thể thoải mái tránh đi. Hắc y nam lại cứ vắng phương pháp tránh ngược, trực tiếp chạm tại nguyên chỗ, không tránh không né, hai tay vừa nhấc, một thanh đen nhánh phá núi cự phủ di động hiện ra, ngọn gió thượng hắc khí lượn lờ, xem xét tựu là không giống tiểu khả ma khí. Hắc Y Nam hai tay nắm ở phá núi cự phủ, hét lớn một tiếng, mãnh liệt phung lên, trồng chất màu đen phủ búa ảnh tuôn ra hiện ra, hướng về không rơi xuống thiết quyền đón đánh đi lên, vậy mà áp dụng cứng đối cứng đấu pháp. Âm âm một tiếng vang thật lớn, thạch cự nhân cực lớn thiết quyền cùng với như núi phủ búa ảnh đụng đụng vào nhau, phát ra chói tai ma sát thanh âm, cái thất đại màu đen hòn đá, ào ào theo thạch cự nhân thiết quyền phía trên tách, rơi xuống phía dưới. Thạch cự nhân không thèm để ý chút nào, thiết quyền trực tiếp nện xuống, rất nhanh liền đột phá phủ bố ảnh chặn đường, bất quá trên nắm tay vết thương chồng chất, nắm tay quả đấm mặt ngoài tầng kia màu đen nham thạch cơ hồ bị phủ bố ảnh cắt sạch sẽ, lộ ra bên trong đỏ tươi nửa cứng lại nham thạch nóng chảy. Hắc Y Nam hai mắt hàn quang lóe lên, thân nhoáng một cái, lập tức liền không thấy thân ảnh. Ầm ầm một tiếng, thạch cự nhân hai đấm đập vào không trung, đỏ tươi nham thạch nóng chảy tứ tán vẩy ra. Chương 820, liệt hỏa khôi lỗi. Chém. Không đợi Thạch Cự Nhân lại có cái gì động tác, đã tại ngoài mấy trường hiện ra thân hình Hắc Y Nam tử không chút do so dự, vung trong tay màu đen phá núi cự phủ, mãnh lực bổ ra, một đạo cao vài trượng màu đen phong nhận, ầm ầm bổ vào Thạch Cự Nhân sống trên lưng, một hồi ầm ầm nổ mạnh, Thạch Cự Nhân từ đó nứt làm hai nửa, đỏ tươi dòng nham thạch trôi ra, như vậy héo đốn trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Tuy nhiên Hắc Y Nam tử đối với chính mình cực kỳ tự tin, nhưng cứ như vậy một bố đánh chết Thạch Cự Nhân vẫn có chút không dám tin, thoảng qua xứng sở ngơ ngác một chút. Bất quá lập tức trong mắt hung quang đại phóng, vung vẩy cự phủ, một búa búa bổ ra, lập tức đem đã muốn nứt làm hai mảnh thạch cự nhân cắt thành vô số khối, triệt để biến thành một bãi hồng bạch giao nhau nham thạch nóng chảy, chậm rãi trên mặt đất chảy xuôi. Kỳ quái chính là, hỏa vân thường luồng cùng cái kia hai cái hỏa mãng, chỉ là tại dung nham ao ở bên trong yên lặng nhìn qua bên này, ai đều không có ra tay cứu viện ý, hỏa vân thuồng luồng trên mặt thậm chí còn hiện lên một vòng vẻ châm chọc. Hắc y nam tử rốt cuộc ngừng công kích động tác, nhìn qua trên mặt đất cái kia một bãi đã muốn không được hình dạng nham thạch nóng chảy, lạnh lùng cười một tiếng. Liền vào lúc này, ầm ầm thanh âm tại sau lưng của hắn vang lên. Hắc y nam tử cả kinh quay đầu lại, chỉ thấy một đoàn hắc bạch giao nhau nham thạch nóng chảy, đang từ mặt đất sông ra, dần dần ngưng tụ thành hình, thình linh cùng vừa rồi cái kia thạch cự nhân đầu lâu có tám phần tương tự, nham thạch nóng chảy càng bốc lên càng nhiều, dần dần ngưng tụ thành một cái núp cự nhân, chậm rãi đứng dậy, cao tới 10 trường, đã muốn trở nên cùng vừa rồi thạch cự nhân giống như đúc. Hắc y nam tử vội vàng quay đầu nhìn lại, thạch cự nhân lúc trước hóa thành cái kia một bãi nham thạch nóng chảy, sớm đã thấm xuống dưới đất, không thấy bóng dáng. Hắc hắc, nham thành là dung nham chi linh biến thành. Chỉ cần tại đây hỏa long trong động, núi lửa không tắt. Dung nham không dứt, hắn tự là chân chính bất tử chi thân hỏa vân thường luồng cười lạnh nói chân đắc hang ầm ầm rung động hừ hừ bất tử chi thân loại này đại thần thông ta thường xuyên nghe nói lại chưa từng có chính thức được chứng kiến cho dù cái này ngu xuẩn vật là dung nham biến thành nhiều nhất là có thể chiếm chút ít đất lợi tiện nghi nói cái gì dung nham chi linh lại càng không cần phải nói cái gì bất tử chi thân rồi gờ yêu ta ít nhiều hắn mấy lần gờ yêu ta ít hắn tan thành mây khói ta xem hắn còn có phải là bất tử chi thân. Hắc Y nam tử hoàn toàn từ đầu luôn luôn không tin. Từ xưa đến nay, tu chân giới thì có bất tử chi thân các loại truyền thuyết, nhưng đại đa số cũng chỉ là tánh mạng càng cứng cỏi vài phần, chính thức bất tử chi thân cũng không phải thoi ma giới loại này hạ đẳng giới diện có thể sinh ra đời đích. Không chỉ nói kim đan kỳ các loại yêu vật, coi như là nguyên anh kỳ, ngộ linh kỳ cao nhân, cũng khó có thể tu thành chính thức bất tử chi thân. Cần biết tu tiên đại đạo, truy cầu đúng là trường sinh bất tử. Thử nghĩ tại thoi ma giới bực này hạ giới có thể tu thành bất tử chi thân, cái kia còn cần đau khổ truy cầu trường sinh đại đạo sao? Tung xem như nham thạch nóng chảy cự nhân thấp như vậy đợi yêu vật, cũng tuyệt không thể nào là chính thức bất tử chi thân. Ha ha, ngươi không tin vậy cũng cho phép ngươi. Nham thành, thượng. Hỏa Vân thuồng luồng thanh âm lạnh lẽo, lập tức lớn tiếng quát lệnh. Thạch cự nhân mở ra đi nhanh lại hướng hắc y nam tử đi tới tiện tay hướng không chung một chảo chính là một khối lớn màu đen nham thạch ngưng kết ra hướng về hắc y nam tử mãnh liệt nện đi qua khí thế kinh người nhìn ra được cái này thạch cự nhân cũng không có quá nhiều đối địch thủ đoạn hành động cũng không bằng hà mẫn nhanh thắng trong người cao lực lớn đối với hết thảy hào không sợ hãi trong thời gian ngắn vừa lại thật thà có bất tử chi thân bị hắn quấn lên rồi thực sự cũng đủ đau đầu hô trong tiếng hô thạch cự nhân đem một khối lại một tảng đá lớn liên tiếp không ngừng mà hướng hắc y nam tử đập tới hắc y nam tử mặt mũi tràn đầy sát khí vung vẩy phá núi cự phủ phủ búa ảnh nặng nề đem cự thạch đều đều bổ đắp nát bấy rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng lại là một búa bổ ra thạch cự nhân không tránh không né lên tiếng nứt làm hai mảnh lần này thạch cự nhân khôi phục thời gian nhanh hơn ngay tại chỗ lăn một vòng hai mảnh thân hình đều tự cứng lại thành một cái mới cự nhân, so lúc trước cự nhân thấp không sai biệt lắm một nửa, lại diện mạo đều đủ, tứ chi đều bị, vung vẩy cự quyền, gỡ Iota S đem đi lên, động tác so lúc trước 10 trượng cao cự nhân nhanh nhẹn rất nhiều. Hắc y nam tử tựa hồ gỡ Iota S được cao hứng, bãi xuống cự phủ, muốn lần nữa đem cái này hai gã nói, sư huynh, làm gì vậy cùng một đầu ngu xuẩn vật đưa khí. Cái này ngu xuẩn vật không biết không thức, ngươi cho dù thật sự đem hắn diệt sát rồi, lại có chỗ tốt gì. Không công hao phí pháp lực chân nguyên, cái này ngu xuẩn vật, tự lại để cho liệt hỏa khôi lỗi để đối phó tốt rồi. Nói xong, bạch y nữ tử ống tay áo run lên, tính ra đạo hồng mang theo nàng bào trong tay áo bắn ra, quang mang chấp thước trong lúc đó, hóa thành tất cả viên hầu hình dáng quái thú, thân cao hai trượng khoảng chừng gì đó, toàn thân liệt diễm bốc lên, song song đứng ở bạch y nữ tử trước người, ánh mắt ngốc trệ, không chút biểu tình. Đúng vậy bạch y nữ tử theo lời liệt hỏa khôi lỗi. Cái này mấy cổ cơ quan khôi lỗi thú, là hắc ma giấy nguyên anh kỳ trưởng lão, tốn hao tính ra năm thời gian, dùng ly hỏa tinh thạch làm chủ tài liệu, tỉ mỉ luyện chế mà thành, mỗi một chiếc cụ đều có kim đan trung kỳ tu vi. Một mình một đầu kim đan trung kỳ khôi lỗi thú, tự cũng không đủ gây sợ. Dù sao khôi lỗi thú thủ đoạn công kích thập phần chỉ một, tung tính toán có kim đan trung kỳ tu vi, so về chính thức kim đan trung kỳ tu sĩ đến, có lẽ hay là kém một bậc. Nhưng bảy tám đầu khôi lỗi thú liên thủ nhất trí, tình hình liền hoàn toàn bất đồng. Huống chi những này liệt hỏa khôi lỗi thú, cùng hỏa long động hỏa thuộc tính yêu thú có đồng dạng đặc tính, gặp hỏa tác chính là cường. Tại hỏa long động như vậy nóng bỏng trong hoàn cảnh, có thể đầy đủ phát huy khôi lỗi thú toàn bộ huy năng, một ít tại địa phương khác hoàn toàn không có biện pháp thi triển đại sát chiêu, gọi tại đây hỏa long trong động, nếu như cơ duyên xảo hợp lời mà nói cũng có khả năng phóng được đi ra, cùng thạch cự nhân đồng dạng, khôi lối thú cũng là không biết không sợ, do chúng để đối phó thạch cự nhân, đúng vậy tốt nhất người chọn lựa. Hắc y nam tử cứ việc tánh khí táo bạo, nhưng cũng không phải chính thức hiếu dũng vô mưu hạng người, vừa nghe thê tử nói có lý, liền hư lạnh một tiếng, thu hồi phá núi cự phủ, không hề hướng thạch cự nhân ra chiêu. Hai gã thạch cự nhân nhưng như cũ hướng về hắn sung phong liều chết tới. Hai đầu liệt hỏa khôi lỗi miệng rộng mở ra, đều tự phun ra một cổ ngọn lửa nóng bỏng, hướng về hai gã thạch cự nhân nghênh đón tiếp lấy. Thạch cự nhân hai đấm vung vẩy, ầm ầm trong tiếng, đem khôi lỗi thú phun tới ngọn lửa ngạnh xanh xanh nện tản Một đầu liệt hỏa khôi lỗi cầm trong tay một đầu màu đen thiết côn, bên kia liệt hỏa khôi lỗi tác chính là song đao trong tay, đồng loạt phóng tới tiến đến, cùng thạch cự nhân chiến thành một đoàn, trong khoảng thời gian ngắn, gỡ yêu ta ít được khó hòa giải. Sáu mặt khác đầu liệt hỏa khôi lỗi, tác chính là như trước lẳng lặng đứng ở bạch y nữ tử trước người, mặt hướng dung nham trì. Hỏa vân thuồng luồng mới được là chúng chủ yếu mục tiêu. Cái kia cửu cấp hỏa mãng hướng về phía hỏa vân thuồng luồng phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn, phát ra, hồ hồ, thanh âm, tựa hồ đang lấy thú ngữ cùng hỏa vân thuồng luồng nói chuyện với nhau. Hơi khoảnh, hỏa vân thuồng luồng có chút vuốt cầm, lại ngưỡng thiên nhất thanh âm thét dài, tiếng long ngâm, xuyên đeo kim liệt thạch, xa xa truyền ra. Cả ngọn núi lửa, tựa hồ cũng tại đáp lại hắn gào thét sung nham ao ở bên trong, ọt 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 thanh âm lớn làm, tất cả hỏa hồng sắc thần lằn hình dáng quái thú xông ra, ước chừng vài thước chiều cao, thân hình cực kỳ mơ hồ, thủ đoạn cầm lấy một hỏa hồng sắc cung, trên tay kia tác chính là nắm một chi dung nham ngưng kết mà thành hỏa tiễn, nhận thức tại màu đỏ cung trên dây, siêu siêu trong tiếng, vô số hỏa hồng mũi tên, như mưa rơi hướng về hắc bạch song sát vào tới. Mà đổi thành một đầu trong thông đạo, cũng vang lên lộn xộn tiếng bước chân cùng từng đợt cùng loại sói chu thanh âm hắc y nam tử trên mặt hiện lên một vòng vẻ dữ tợn, cả giận nói, người này lính tôm tướng của thật đúng là không ít, cứ theo đàn này, gờ yêu ta ít một đám lại đây một đám, vĩnh viễn đều gờ yêu ta ít không hết. Bạch y nữ tử lại cũng không lo lắng, ngược lại mây trôi nước chảy mà tự nhiên cười nói, nói ra, sư huynh, an tâm một chút chớ vội, cái này hỏa giao đã trúng chúng ta hắc minh độc, kiên trì không được bao lâu. Đánh đánh lâu dài, thật là đối hắn bất lợi, dùng không được bao lâu, hắc minh độc bắt đầu xuyên vào kinh mạch của nó cùng nội tạng, ngay cái này dung nham chỉ hắn đều mốc không nổi nữa, đến lúc đó chính là chúng ta lấy hắn tánh mạng thời điểm. Nói thì nói như thế, trên thực tế chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Cái này hỏa giao linh trí không thấp, người không gặp hắn chính đang không ngừng mà triệu hoán giúp đỡ sao. Ta xem chừng nó là muốn đem giúp đỡ đều triệu tập tới, đồng loạt ra tay, dùng thế lôi đình vạn quân đem chúng ta diệt sát rơi hắn cũng không muốn cùng chúng ta đánh đánh lâu dài, càng không muốn vọng động pháp lực chân nguyên, ra tốc hắc minh độc phát tác. Hắc y nam tử lại hai hàng lông mày nhân lại, có. Khác một phen so đo. Bạch y nữ tử cười cười, nói ra, sư huynh yên tâm đi, hắn cùng giúp đỡ, chúng ta cũng có giúp đỡ. Cái gì? Hắc y nam tử có chút khó hiểu mà nhìn thê tử liếc. Liền vào lúc này, có tiếng sói chu truyền đến cái kia cái lối đi ở phía trong, vang lên liên tiếp bạo vang lên, một cổ linh lực chấn động, theo trong thông đạo cổ lay động ra, tuy nhiên tại đây hỏa long trong động, thần niệm chi lực đại được áp chế, hắc y nam tử vẫn có thể đủ theo linh lực chấn động thượng phát giác tìm được, giao thủ song phương tạo nghệ đều đều không thấp. Một người trong đó tu vi, thậm chí không khi bọn hắn hai vợ chồng phía dưới. Mà giao thủ một phương khác, vậy mà cũng lộ ra một đầu cửu cấp yêu thú cường đại khí tức, mặt khác còn có ba bốn đầu bát cấp yêu thú khí tức. Mặc dù nói, Lệ thú cánh đồng hoang vu là yêu thú thế giới, đẳng cấp cao yêu thú nhiều vô số kể, nhưng cứ như vậy một cái ngọn núi bên trong, kể cả hỏa vân thường luồng ở bên trong, vậy mà đã muốn xuất hiện ba đầu cửu cấp yêu thú, cái này phần trăm thật sự cũng đủ kinh người. Trận này chém gỡ yêu ta ít cũng không tiếp tục thời gian quá dài, thỉnh thoảng theo trong thông đạo truyền đến một tiếng thê lương sói chu, rất nhanh, bát cấp yêu thú khí tức tự biến mất một đạo. Ngay sau đó, lại biến mất một đạo có thể thấy được tại đây trong thời gian thật ngắn, đã có hai đầu bát cấp yêu thú bị diệt sát rơi. Bỗng nhiên một tiếng phẫn nộ đến cực điểm chu lên, trong thông đạo truyền đến một hồi đinh tai nhức óc nổ mạnh thanh âm, một sóng lớn sóng lửa theo cửa thông đạo mãnh liệt ra, một đạo liệt diễm lượn lờ thân ảnh, theo trong thông đạo kích xả ra, phù phù, một tiếng, lọt vào dung nham ao ở bên trong, tại dung nham trong ao liên tục lộn mấy vòng, mới chật vật không chịu nổi mà đứng dậy. Hắc bạch song sát đã sớm thấy minh bạch, đây là một đầu hỏa hồng sắc cự lang, chiều cao ba bốn trượng, mở ra miệng lớn dính máu, thử ra đầy miệng răng nanh, hướng về phía thông đạo bên kia rú lên lồng lộn không ngừng, trên người khí tức chợt mạnh chợt yếu, vậy mà bị thương không nhẹ. Mà trong thông đạo mặt khác bát cấp yêu thú khí tức, đã muốn triệt để chôn vùi biến mất. Không hề nghi ngờ, cái này hỏa lang thú mặt khác đồng bạn, đều bị người diệt gợi yêu ta ết chết. Ngay sau đó, trong thông đạo đi ra hai người đến hắc bạch song sát hai mắt đồng thời co rút lại một chút, hiển nhiên từ nơi này trong thông đạo đi tới hai người, làm cho bọn họ có chút không tưởng được. Audio điện tử võ tấn bền chương 821, đánh lén cùng diệt sát Chứng kiến hắc bạch song sát, tiêu phàm cùng chữ chín ngược lại không có như thế nào giật mình. Dám đến hỏa long động đến đánh hỏa vân thường luồng chủ ý, người bình thường cũng không còn lá gan lớn như vậy. Là các ngươi, như thế nào, hai vị với hỏa vân thuồng luồng cố ý. Bạch y nữ tử tự nhiên cười nói, mang theo vài phần trêu trọng ý hỏi. Ở chỗ này nhìn thấy mặt khác bất luận cái gì người dự thi, áo trắng nữ tử cũng sẽ không cảm thấy quá giật mình, dù sao tu vi đến kim đan hậu kỳ, ai cũng có bước vào nguyên anh kỳ cách nghĩ, bất kể là vọng tưởng cũng tốt, hy vọng xa vời cũng tốt, có ý nghĩ như vậy không tính vì qua, tối thiểu cũng chuẩn bị trụ cột nhất điều kiện duy chỉ có nhìn thấy chỉ có kim đan trung kỳ tu vi tiêu phàm, bạch y nữ tử cảm giác rất khá cười. Lúc nào, ngay kim đan trung kỳ tu sĩ, cũng dám đến mưu đồ hỏa vân thuồng luồng nội đan rồi. Nếu như không có một vị kim đan hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới trừ chín đồng hành, liệu vừa rồi cái kia một đám hỏa lang, cũng đủ để đem cái này kim đan trung kỳ tiểu tử diệt sát đi à nha. Trừ chín ngửa mặt lên trời đánh cho cái ha ha, không mặn không nhạt nói, giống như cũng không còn ai quy định chúng ta không thể tới hỏa long động A. À. Tuy nhiên bọn hắn kỳ thực thường vì xích luyện hoa mà đến, tại hắc bạch song sát trước mặt, lại không thể nói như vậy rồi, không có yếu đi chính mình thanh thế. Nói sau đã đến nơi này, đối mặt trong truyền thuyết hỏa vân Thuồng luồng rồi, chữ chín cũng sẽ không đơn giản lui bước. Hắc y nam tử sắc mặt phát lạnh, bạch y nữ tử lại khanh khách một tiếng, đoạt tại trước, nói ra, hai vị đạo hữu đến rất tốt, mọi người liên thủ gờ yêu ít thuồng luồng, sau khi chuyện thành công, Chúng ta vợ chồng chỉ cần Hỏa Vân Thuồng Luồng nội đan, tài liệu khác có thể tùy ý hai vị đạo hữu đều tự trước chọn lựa đồng dạng, sau đó lại đến chia đều, như thế nào? Thoáng qua trong lúc đó, Bạch Y nữ tử liền suy nghĩ kỹ càng lợi và hại được mất. Dưới mắt vô luận như thế nào cũng không thể lại cây hai cái địch thủ, về phần sau khi chuyện thành công, Hỏa Vân Thuồng Luồng đã diệt, như thế nào phân phối chiến lợi phẩm? Còn có người khác xen vào đường sống sao? tu chân giới từ trước đến nay tựu là người mạnh là vua. Trừ chín cười nói, bạch đạo hữu lời này nói như thế nào? Chẳng lẽ không phải là ai trước gờ yêu ta chết hỏa vân thuồng luồng, nội đan tựu quy ai tất cả sao? Cái này cơ bản quy củ, ta còn là hiểu đích. Bạch y nữ tử nhưng cũng không tranh luận, lập tức đáp cái kia tốt, chính là chỗ này nói gì? Ai gờ yêu ta chết hỏa vân thuồng luồng, ai phải nội đan, về phần tài liệu khác, mọi người lại chia đều cô gái này hiển nhiên vô cùng có quyết đoán, làm việc hào nghiêm túc. bỗng nhiên hỏa vân thuong luồng ngẩng đầu lên sọ, một hồi đinh tai nhức óc, tiếng cười to vang lên. cùng lúc đó, hỏa vân thuong luồng khí tức trên thân cũng đi theo cái này nhảy điên cuồng cười thanh âm vù vù mà trên lên tháo chạy, toàn thân liệt diễm bốc hơi, mỗi một tấm long lân phía trên đều có một mơ hồ không rõ phủ văn như ẩn như hiện, có vẻ cực kỳ thần bí. trong khoảnh khắc hỏa vân thuồng luồng khí thức liền tháo chạy lên tới cửu cấp yêu thú đỉnh phong, so tiêu phàm bọn người lúc trước bái kiến bất luận cái gì một đầu cửu cấp yêu thú đều phải cường đại hơn nhiều, đã muốn đến gần vô hạn thập cấp yêu thú tiêu chuẩn. Nếu như không là vì đại trận phong ấn chi lực áp chế, tin tưởng này đầu hỏa vân thuồng luồng sớm đã tiến ra trở thành thập cấp biến hóa yêu thú, thân có cùng nhân loại nguyên anh tu sĩ tương đối lớn thần thông liễu tương đương. Đều đi chết đi. Hỏa vân thuồng luồng vài chục trưởng trường cực đại thân hình, tại cuồn cuộn dung nham ao ở bên trong một nhảy dựng lên ngửa mặt lên trời gào thét hắn dưới khuôn mặt dung nham trì cũng đi theo mãnh liệt quay cuồng bắt đầu đứng dậy hô hỏa vân thuồng luồng miệng rộng mở ra vô tận dung nham cuồn cuộn hướng về mọi người tịch cuốn tới dung nham ao ở bên trong hai cái hỏa mãng cùng đầu kia cửu cấp hỏa lang cũng không chút do dự đồng loạt thi triển thần thông sơ lên ngập trời sóng lửa trong khoảng khắc trong nham động Lựa hồ lũ bất ngờ bộc phát loại, phóng nhãn chứng kiến, đều đều là dung nham hải dương, mọi người trước mắt đỏ tươi một mảnh, ngoại trừ màu đỏ có lẽ hay là màu đỏ, lại nhìn không thấy những vật khác. Hắc y nam tử không tránh không né, thủ đoạn một phen. Một mặt màu đen kỳ phiên ra hiện trong tay hắn, hai tay nắm ở. Dùng sức dương lên, một đóa mặc lục sắc đám mây di động hiện ra. Lập tức đưa hắn cùng bạch y nữ tử che đậy hắn xuống. Cuồn cuộn mà đến dung nham sóng lửa, thoạt nhìn hùng hổ vô kiên bất tồi vừa gặp phải cái này tấm mặc lục sắc đám mây thật giống như gặp được khắc tinh giống nhau ào ào hướng hai bên tách ra một chút cũng không dính nhuộm mảnh nhìn thật kỹ này cổ mặc lục sắc đám mây nhan sắc cùng hỏa vân thuồng luồng trên lưng cái kia một khối mặc lục sắc vết sẹo cực kỳ tương tự theo hỏa vân thuồng luồng khí tức trên lên tăng lên hắn sống trên lưng mặc lục sắc vết sẹo cũng càng phát ra chói mắt vậy mà không có chút nào tan giã thậm chí thu nhỏ lại ý hỏa vân thuồng luồng trên mặt, thỉnh thoảng hiện lên một vòng nhân cách hóa thống khổ chi tình. Về phần cái kia mấy cổ liệt hỏa khôi lối cùng đầu kia hỏa thiềm thư, vốn là hỏa thuộc tính thân, đối với cái này cuồn cuộn mà đến dung nham sóng lửa, không sợ hãi chút nào. Bất quá ngoại trừ cái kia hai cố cùng thạch cự nhân đánh túi bụi liệt hỏa khôi lối bên ngoài, mặt khác sáu chiếc cụ khôi lỗi không có được chỉ lệnh, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó, tùy ý sóng lửa đem chính mình bao phủ, như trước vẫn không nhúc nhích hỏa thiềm thư tác chính là oa mà một tiếng tiếng ssi y ngắn y ngắn âm thanh mở ra miệng rộng đại khẩu thôn phệ khởi những kia rung nham đến so sánh với bên này thong dòng ứng đối tiêu phàm cùng trừ chín bên kia sẽ không có như vậy mây trôi nước chảy liễu tương đương dù sao bọn hắn không giống hắc bạch song sắt như vậy đến có chuẩn bị vì mưu đồ hỏa vân thuồng luồng nội đan chuẩn bị vô số ứng đối thủ đoạn thậm chí ngay hắc ma dậy truyền thừa chí bảo hắc ma kỳ đều tùy thân mang theo đến. Đối mặt cuồn cuộn mà đến sóng lửa, hai người không hẹn mà cùng mà phi thân đột lên, tránh được dưới chân lao nhanh chảy xuôi dung nham, đến ở không trung nóng bỏng sóng lửa, dựa vào hộ thể màn hào quang, cũng là còn ngăn cản được. Hai người đang ở giữa không trung, liếc nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ lo âu vẻ. Tại đây dung nham chi địa, hỏa thuộc tính yêu thú trời sinh tự chiếm cứ sân nhà chi lợi, có thể thúc giục dung nham tấn công địch, lại có thể theo dung nham bên trong liên tục không ngừng mà hấp thu lực lượng, sự khác biệt bọn hắn lại cần không ngừng tiêu hao pháp lực để ngăn cản nóng bỏng nhiệt độ cao. Vô luận như thế nào xem, bọn hắn gặp phải cục diện đều cực kỳ không ổn. Nếu như không phải mới vừa bởi vì xích luyện bao hoa cái kia nhỏ bé hỏa mãng một ngụm nuốt mất, cho dù chỉ có 500 năm hỏa hầu, tiêu phàm cũng nhận biết, tuyệt sẽ không mạo hiểm ở chỗ này nhiều mốc một phút đồng hồ. Ai ngờ đuổi tới Hỏa Vân Thuồng luồng chỗ hang, chẳng những không có phát hiện càng chiếc cụ hỏa hầu xích luyện hoa, ngược lại xa vào đến như thế hiểm cảnh bên trong. Liền vào lúc này, Hắc Lân theo linh thú hoàn ở phía trong một nhảy ra, trên trán cái kia rúm lông trắng sáng long lanh đích, một đạo quang mang kích xạ ra, ở giữa tiêu phàm sau lưng nham bích. Cái kia nơi nham bích, không biết lúc nào cũng trở thành hỏa hồng nhan sắc, sáng rõ dung nham tại nham bích trong tràn, tựa hồ tùy thời đều thấu vách tường ra đen nhánh quang mang lóe lên tức thì, một tiếng thống khổ gào rú truyền đến, chỉ thấy nham bích bên trong hiển lộ ra một cái cực đại hỏa mãng đầu lâu, bất ngờ không đề phòng, bị đen nhánh hào quang ở giữa cái ót, lập tức đau đến không ngừng phun ra nuốt vào lưỡi rắn. Nguyên lai like cái này hỏa mãng mượn dung nham sóng lửa yểm hộ, không biết thi triển loại nào thần thông, vô thanh vô tức mà di động đến tiêu phàm cùng chữ chín sau lưng, muốn ám thì đánh lén. Nhưng không ngờ bị hắc lân thoáng một tí liền khám phá, đánh cho trở tay không kịp, Hắc Lân tuy nhiên chỉ tương đương với thất cấp yêu thú tiêu chuẩn, so hỏa mãng suốt thấp nhất giai, lại có chứa quỷ nước thánh linh thực mắt Hắc Kỳ Lân huyết mạch, đúng vậy hỏa thuộc tính yêu thú khắc tinh, trời sinh có khám phá ảo thuật thần thông, cái này hỏa mãng muốn âm thầm đánh lén Tiêu Phàm, nhưng gọi lộn số chủ ý. Như vậy cơ hội tốt, Tiêu Phàm tự nhiên tuyệt sẽ không bỏ qua, quát khẽ một tiếng, như ý lôi quang tháp bắn ra, trong nháy liền hóa thân mấy trượng độ cao cự tháp, toàn thân ngân hình cung lòe lòe, xét đánh một tiếng, một đạo so có thể so với vạc nước loại phẩm chất ngân sắc lôi hồ, lóe lên đánh ra. Đang tại đau đớn bên trong hỏa mãng giật mình không đúng, lập tức dương lên đầu lâu, muốn trong chớp mắt tiến vào dung nham bên trong, lại ở đâu còn kịp. Oanh! Ngân sắc lôi hồ chính chính đánh tại hỏa mãng cực đại đầu lâu phía trên. Hỏa mãng há to mồm, lại ngơ ngác đích, không có phát ra nửa điểm thanh âm. Ngay sau đó, hỏa mãng lớn gần trượng đầu lâu liền từ chung xuất hiện một đạo vết giặt, lập tức hướng bốn phương tám hướng khuếch tán mà đi, vốn là đầu, sau đó là toàn bộ thân hình, đều đều xuất hiện từng đạo khe hở, trong cái khe có ngân quang lóng lánh lôi hồ không ngừng bắn ra ra. Trong nháy, hỏa mãng dài hơn 10 trượng thân hình, liền bị lôi điện chi lực oanh thành một chút cũng không có tính ra mảnh nhỏ, huyết nhục văng khắp nơi. Cái này hỏa mãng là tương đối mảnh khảnh cái kia một đầu, bất quá chỉ có bát cấp yêu thú tu vi, mặc dù là tại nấu chảy trong nham động, chiếm cứ địa lợi, nhưng bị như ý lôi quang tháp chính diện đánh chúng, bất quá dung nham hộ thể, cũng là không tốt, lúc này liền bị oanh gở yêu ta ấy, thần hồn câu diệt. Tiêu phàm không chút do dự, trái giơ tay lên, một màu ngà sữa bàn tay lớn ôm đồm ra, tại văng khắp nơi huyết nhục cùng dung nham bên trong, chuẩn xác không sai mà bắt được một quả màu đỏ sậm viên châu, ước chừng nắm đấm lớn nhỏ, mang theo một cổ mùi, làm mất đi trung lộ ra tinh thuần hỏa linh lực. Đúng vậy bắt cấp hỏa mãng nội đan. Thấy như vậy một màn, đang chuẩn bị ra tay trừ chín không khỏi sướng sở ngơ ngác một chút, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên vẻ kinh ngạc vẻ. Sớm biết như vậy tiêu phàm cái này lôi quang bảo tháp không phải tầm thường bảo vật, lại cũng chưa từng ngờ tới, vậy mà sắc bén đến tư, một kích phía dưới, tại chỗ đem một đầu bát cấp hỏa mãng diệt sát, ngay nửa phần dãy ruộng đường sống đều không có. Hoàng kim này bảo tháp tuyệt đối là đại sát khí. Một khi bị chính diện đánh trúng, không chỉ nói kim đan kỳ tu sĩ cùng cửu cấp phía dưới yêu thú, tung xem như nguyên anh kỳ tu sĩ cùng thập cấp yêu thú, chỉ sợ cũng không thể toàn thân trở ra. Giống, hắc bạch song sát bên kia, bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh sợ đến cực điểm tiếng SSI. Y ngắn, y ngắn, âm thanh, đúng vậy một cái khác đầu hình thể đại khái qua loa cửu cấp hỏa mãng, tại bát cấp hỏa mãng bị diệt lập tức, liền cảm nhận được bất chắc. Liền vào lúc này, tiêu phàm đỉnh đầu hỏa vân lóe lên, một mảnh cực lớn bóng mở bao phủ mà hạ, cùng với đồng thời, một cổ cường đại làm cho người khác cơ hồ muốn hít thở không thông khí tức cũng đập vào mặt. Vô tận hỏa vân bên trong, một tươi đẹp vô cùng cực lớn lợi chảo, năm ngón tay kia, mang theo cuồn cuộn sóng lửa, vào đầu hướng tiêu phàm chảo xuống dưới. Dĩ nhiên là đầu kia hỏa vân thuồng luồng, chẳng biết lúc nào, đã muốn thuấn gì đến tiêu phàm trên không, tự mình ra tay để đối phó hắn xem ra hỏa vân thuồng luồng cũng hiểu được tập trung ưu thế binh lực đánh trước nhược địch sách lược bên kia mái hiên hắc ma kỳ xoáy lên cuồn cuộn mặc lục sắc mây đen đúng vậy hỏa vân thuồng luồng kiêng kỵ không thôi hắc minh độc biến thành xung đột chính diện tuyệt đối là một hồi trận đánh ác liệt trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại còn không bằng trước đem tiêu phàm hai người bọn họ diệt sát đứt rời hắc bạch song sát giúp đỡ nói sau cửu cấp hỏa mãng cùng cửu cấp hỏa lang bị phái đi đối phó những kia tạm thời không có được chỉ lệnh liệt hỏa khôi lỗi, hỏa vân thuồng luồng tự thân xuất mã, để đối phó tiêu phàm cùng trừ chín. Đối với địch phương lược ngược lại rất chính xác. chương 822, hỏa giao pháp tướng. Tiêu phàm biến sắc, cự trảo chưa bắt được, bốn phía không khí đã vì một trong nhanh, lập tức trở nên kiên hơn kim thiết. Hỏa vân thuồng luồng tiện tay một kích, vậy mà kèm theo ngũ hành cấm chế chi lực, một giấy kiếm được phía dưới, cũng không thấy chút nào buông lỏng. Không đợi tiêu phàm ra tay, trừ chín hét lớn một tiếng, ống tay áo run lên, tính ra thanh phi kiếm kích xạ ra, trên không trung biến ảo thành một thanh màu vàng cự kiếm, dài đến hơn một trượng hướng về hỏa vân thường luồng lợi chảo hung hăng một kiếm chém xuống. Trừ chín trên người pháp bảo tuy nhiều, nhưng cái này vài lưỡi phi kiếm mới là bổn mạng của hắn pháp bảo, uy lực vô cùng lớn, dưới bình thường tình huống, theo không dễ dàng phóng xuất đối địch hôm nay vừa thấy hỏa vân Thuồng luồng hùng hổ, chữ chín cũng liền không có chút nào lưu thủ. Giang giác một tiếng, cự kiếm không hề trở ngại mà bổ vào lợi chảo phía trên, lập tức phát ra kim thiết vang lên thanh âm. Hỏa vân thường luồng lợi chảo hào quang tỏa sáng, chẳng những lông tóc không tổn hao gì, bất quá một lát trong lúc đó, cự kiếm liền nhẹ nhàng run rẩy lên, rõ ràng chống đỡ hết nổi bộ dạng. Có cái này lập tức giảm sóc, tiêu phàm cũng là hét lớn một tiếng, hạo nhiên chính khi tué phát ra, lập tức đem chung quanh cấm chế chi lực phá tan thân ảnh nhoáng một cái hướng hơi nghiêng nhanh tránh ra thủ đoạn một phen viêm linh chi lưỡi kiếm hiển hiện hai tay cầm đao không chút khách khí về phía lấy hỏa vân thuồng luồng lợi chảo một đao vung đi suy ngay trừ chín bổn mạng pháp bảo đều không thể dung chuyển hỏa vân thuồng luồng lợi chảo một ít khối móng tay bị gọt xuống dưới tại giữa không trung trung hóa làm một đoàn dung nham vẩy ra ra hỏa vân thuồng luồng bị đau lợi chảo run lên lập tức liền thu trở về. Viêm linh chi lưới kiếm phong duệ cũng không gì sánh kịp. Tinh viêm chi lực, giữa không trung truyền đến hỏa vân thuồng luồng ông ông tác hưởng thanh âm, lược mang theo vài phần kinh ngạc. Hắn lợi trào thượng bổ sung hỏa linh lực, đối với bình thường pháp bảo mà nói. Cũng là tầng một rất không tệ phòng ngự, đối với viêm linh chi lưới kiếm đau mang. Lại không hề có tác dụng, bị chém mà qua, trực tiếp làm bị thương bản thể. Tiêu Phàm cùng Trử Chín đã muốn phi tốc thối lui đến thông đạo lối vào, tập trung tư tưởng suy nghĩ đề phòng. Bọn hắn nhưng không muốn trở thành đối kháng hỏa vân thuồng luồng chủ lực. Vừa rồi giao thủ, nhìn về phía trên chưa phân thắng bại, thậm chí hắn và Trử Chín còn hơi chiếm một tia thượng phong, làm bị thương hỏa vân thuồng luồng. Nhưng cùng lúc, hắn và Trử Chín đều là toàn lực ứng phó, hỏa vân thuồng luồng nhưng chỉ là tiện tay một kích, trong lúc này khác nhau có nhiều hơn, mặc cho ai trong nội tâm đều tựa như gương sáng đích hỏa vân thuồng luồng phát động cái này một luân phiên công kích. Khí thế mặc dù mãnh liệt, tiếp tục thời gian lại cũng không quá dài, Dung nham sóng lửa như thủy triều sông tới, lại như thủy triều lui xuống, lưu lại khắp nơi trên đất màu nâu đen nham thạch nóng chảy, nhìn như làm lạnh, nhưng bên trong độ ấm như trước cực cao. Bạch y nữ tử bỗng nhiên một tiếng kêu đau đớn, tựa hồ cực kỳ phẫn nộ. Lại nguyên lai like cái kia hai cố cùng thạch cự nhân tranh đấu liệt hỏa khôi lỗi, không biết lúc nào. Đã bị phá hủy, Hai cốt theo dung nham cùng một chỗ cuốn về dung nham ao ở bên trong, ngay một điểm cám đều không còn lại. Song phương vòng thứ nhất giao thủ, nhân loại tu sĩ bên này, tổn thất hai cỗ tương đương với kim đan trung kỳ liệt hỏa khôi lỗi, hỏa vân thuồng luồng bên kia, tổn thất một đầu bát cấp hỏa mãng. Xem như miễn cưỡng đánh cho cái ngang tay. Từ trước mắt song phương bày ra trên mặt bàn thực lực đến xem, trên cơ bản cũng là không tương bá trọng. Hỏa vân thuồng luồng bên kia hai đầu cửu cấp yêu thú cùng một cái bất tử bất diệt nham thạch nóng chảy cự nhân tương trợ, dùng nham ao ở bên trong còn có một chút hỏa thuộc tính yêu linh. Nhân loại tu sĩ bên này, ba gã kim đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ, một gã kim đan trung kỳ tu sĩ, một đầu bát cấp hỏa thiềm thừa cùng sáu chiếc cuộc tương đương với kim đan trung kỳ liệt hỏa khôi lỗi, so sánh dưới, tựa hồ hơi chiếm thượng phong. Trên thực tế, yêu thú chiếm cứ lấy sân nhà chi lợi, có thể đạt được liên tục không ngừng lực lượng bổ sung còn có những thứ khác hỏa hệ yêu thú, đang tại hướng bên này chạy đến trợ giúp. Thời gian kéo đắc càng dài, thực lực đối lập sẽ càng hướng yêu thú bên kia nghiêng. Duy nhất chuyện xấu, ngay tại ở hỏa vân thuồng luồng trên lưng cái kia một khối mặc lục sắc vết sẹo, tựa hồ lại lớn lên một vòng. Hai vị đạo hiếu, có lẽ hay là tốc chiến tốc thắng tốt, thời gian kéo đắc càng dài, đối với chúng ta càng bất lợi. Bạch y nữ tử bỗng nhiên dương giọng hướng chửi chín cùng tiêu phàm kêu lên chử chín cười nói, bạch đạo hữu nói rất có lý, hai vị đạo hiếu thần thông quảng đại, nguyện vì đi đầu lời mà nói, trừ nào đó cùng tiêu huynh đệ tự nhiên cũng sẽ kèm ở ký đuôi, không cam chịu thua kém người. Bạch y nữ tử tựa hồ cũng biết, cổ động tiêu phàm cùng chử chín đi làm chim đầu đàn, rõ ràng không lớn hiện thực sự thật. Có thể tu luyện tới trong kim đan hậu kỳ người, ai mà không cáo giả. Nghiêm khắc mà nói, tại đẳng cấp cao tu sĩ bên trong, căn bản là tìm không thấy một cái xứng sở đầu thanh hắc y nam tử một tiếng nhe răng cười, nói ra cùng bọn họ nói nhảm cái gì. Loại này đầu tường thảo, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không trông cậy được vào. Muốn nội đan, còn phải chính mình động thủ. Nói xong, trong tay hắc ma kỳ dương lên, một cổ mặc lục sắc ma vân, trực tiếp hướng về hỏa vân thuồng luồng chậm rãi phiêu tới. Hắc y nam tử được xưng nhạc Tây Quốc Nguyên Anh kỳ dùng thiên hạ đệ nhất người, trên người Pháp bảo tất nhiên là không ít, thần thông cũng xa không chỉ như vậy đồng dạng, nhưng đối với hỏa vân thuồng luồng uy hát yêu ta ép lớn nhất đích, chính là chỗ này ẩn chứa hắc minh độc ma vân, tự nhiên vừa ra tay chính là sát chiêu, sẽ không đi bỏ bản cầu mạt. Quả nhiên hỏa vân thuồng luồng vừa thấy ma vân bay tới, lập tức lộ ra cảnh giác ý, hét lớn một tiếng, vừa thô vừa to cái đuôi tại dung nham ao ở bên trong hất lên, lập tức kích khởi vô số hỏa hồng dung nham, phô thiên cái địa hướng ma vân bao trùm xuống. Dung nham ao ở bên trong cái kia một loạt dung nham chi linh, cũng ảo ảo dương cung lắp tên, hướng về Ma Vân bắn ra từng nhánh sắc bén hỏa tiễn. Ma Vân tuy mồi lửa hệ công pháp có một chút khắc chế chi lực, trong một phần đông công kích phía dưới, cũng rất nhanh liền bị dung nham một chút thôn phệ, trở nên càng ngày càng nhỏ, rốt cục gào thét một tiếng, hóa thành điểm một chút khói đen, tiêu tán ở vô hình. Hỏa Vân thường luồng ngửa mặt lên trời giống to, một đạo hư ảnh tại hắn sau lưng biến ảo ra, trong khoảng khắc, hóa làm một người mấy trượng cao hỏa hồng sắc cự nhân, đầu thuồng luồng thân người, đầu sinh tím diện mục mơ hồ, cực lớn bàn tay duỗi ra, một hỏa hồng sắc cực cung ngưng tụ ra, hư ảnh tay kia tại dung nham ao ở bên trong một chảo, lập tức đem một gã dung nham tinh linh bắt đi ra, một hồi mơ hồ phía dưới, liền hóa thành một quả hỏa hồng sắc mũi tên dài, nhận thức tại cung trên dây, bên trái đi phía trước duỗi ra. Phải bằng tỉ thí, ngã ngửa người về phía sau, trong chốc lát cung như trăng rằm. Một cổ cuồng bạo đến cực điểm khí tức, bỗng nhiên tràn ngập tại cả trong nham động. Bạch y nữ tử thấy như vậy thanh thế, khuôn mặt có chút biến sắc, thân thể nhoáng một cái, cùng với hắc y nam tử song song chạm lại với nhau, ống tay áo run lên, cái kia một mực nằm sấp trước người hỏa thiềm thư thân thể nhoáng một cái, trong nháy hóa thành một đạo hồng mang, kích xạ trở lại linh thú hoàn trong. Lập tức bạch y nữ tử thon dài tố giơ tay lên, tính ra đạo pháp quyết đồng thời đánh ra, song song chạm khi bọn hắn phía trước sáu liệt hỏa khôi lỗi, mắt không biểu tình hai mắt đồng thời hồng quang lóe lên, đồng loạt bị kích hoạt, cánh tay giơ lên, sáu mặt hỏa hồng sắc tấm chắn di động hiện ra, nhất tề che tại trước người. Nhìn ra được, hắc bạch song sát hai vợ chồng phân công rất rõ ràng, hắc y nam tử chủ công, mặt khác hết thảy phụ trợ thủ đoạn, đều do bạch y nữ tử khống chế. Hắc y nam tử tác chính là hai tay bãi xuống, hắc ma kỳ bỗng nhiên không thấy, đổi lại chuôi này phá núi cự phủ. Hắc ma kỳ là hắc ma dạy truyền thừa trí bảo, tuy uy lực cực lớn, nhưng tiêu hao pháp lực cũng cực kỳ kinh người, nguyên gốc thẳng do Hắc Ma Vương Hòa trong giáo Nguyên Anh kỳ trưởng lão cộng đồng trưởng quản, chỉ có đối mặt cùng giai địch thủ thời điểm mới có thể lấy ra đối địch. Hắc Y nam tử cứ việc được xưng nhạc Tây Quốc Kim Đan kỳ đệ nhất nhân, dù sao cùng Nguyên Anh thu sĩ vẫn có lấy cách biệt một trời, pháp lực của hắn còn không đủ để đối với Hắc Ma Kỳ đem ra sử dụng tự nhiên. Dùng Hắc Ma Kỳ hướng Hỏa Vân thường luồng tiến công, đó là đương nhiên, nhưng luôn dùng để phòng thủ, cũng có chút không ổn liễu tương đương. Thời khắc mấu chốt, nếu như pháp lực tiêu hao quá lớn, cứ thế đem ra sử dụng bất động hắc ma kỳ, vô cùng có khả năng làm cho thất bại trong gang tắc. Đầu thường luồng thân người hư ảnh, đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào, ngọn lửa cung dẫn tay phải vừa để xuống, veo, mà một tiếng, dài đến mấy trượng ngọn lửa mũi tên, kích xả ra, phụ cận hư không, tựa hồ cũng bị mũi tên này mũi tên chi lực dung chuyển, mà trở nên vặn vẹo bắt đầu đứng dậy đây tuyệt đối là tiêu phàm cùng chữ chín đã thấy, kim đan kỳ tiêu chuẩn mạnh nhất một lần công kích. Không cần phải bạch y nữ tử thúc dục sáu gã liệt hỏa khôi lỗi đồng thời hướng chính giữa một gom góp, sáu mặt tấm chắn trong khoảnh khắc hợp thành một mặt cực lớn hỏa thuẫn lá chắn, cùng kích xạ mà đến hỏa tiễn đồng dạng mặt ngoài liệt diễm bốc hơi ẩn ẩn có bạo liệt thanh âm truyền ra nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh hỏa tiến cùng cự thuẫn ầm ầm đụng vào nhau nhìn về phía trên giày đặc vô cùng hỏa thuẫn lá chắn cơ hồ không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, thoảng qua ngăn cản một chút, liền một tiếng gào thét, một lần nữa hóa thành sáu gã liệt hỏa khôi lối, hướng bốn phương tám hướng bay vụt mà mở. Cực lớn hỏa tiến đục lỗ hỏa thuẫn lá chắn, trực tiếp hướng hắc bạch song sát kích xạ mà đến. Hắc y nam tử sắc mặt âm trầm, hét lớn một tiếng, hai tay nắm ở phá núi cự phủ, hiện lên một đoàn đen nhánh phủ búa ảnh, mãnh liệt về phía trước bổ ra. Trong nháy, phủ búa ảnh chống đỡ hỏa tiến, bất quá trong chốc lát, màu đen phủ búa ảnh liền run rẩy lên, lập tức ầm ầm vừa vang lên, phủ búa ảnh từng khúc vỡ vụn, hóa thành vô hình, hỏa tiễn trải qua liên tiếp hai lần ngăn cản, thể tích cũng rút nhỏ gần một lần, trói mắt vô cùng vầng sáng cũng trở nên mờ đi vài phần, bất quá như trước nhanh như thiểm điện loại hướng hắc bạch song sát vào tới. Hắc y nam tử biến sắc, miệng hơi mở, một đạo lóe sáng hàn mang bắn ra, đón hỏa tiễn chém đi tới. Suy, lần này, hàn mang dễ dàng mà đem hỏa tiến từ đó vừa bổ hai nửa. Nhưng mà bị một phân thành hai hỏa tiến, như trước hào không ngừng lại mà kích xạ tới. Hắc y nam tử hư lạnh một tiếng, bỗng nhiên rũi ra tay trái, bàn tay mở ra, bày biện ra một cổ mặc lục nhan sắc, vậy mà một bả hướng bắn về phía chính mình nửa chi hỏa tiến trào tới. Cái này hắc sát quả nhiên đủ kiêu ngạo, đối mặt như thế uy lực hỏa tiến, rõ ràng vẫn luôn là lấy cứng trọi cứng, tuyệt không né tránh, lại càng không lui về phía sau nửa bước. Tương đối mà nói, bạch y nữ tử đấu pháp muốn ngư lợi nhiều lắm liễu tương đương. Mắt thấy nửa chi hỏa tiến hướng chính mình phóng tới, bạch y nữ tử khanh khách một hồi nhõng nhẽo cười, thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, lại hai phần vì bốn, lập tức tự huyễn hóa ra vô số tinh xảo thân ảnh đến. Vèo, nửa chi hỏa tiến một xuyên đeo mà qua, tất cả hư ảnh ào ào vỡ vụn. Một tiếng duyên dáng gọi to, bạch y nữ tử tại ngoài mấy trường lộ ra hiện ra, như mây thái dương nơi, một đám mái tóc đen nhánh quan xoắn bắt đầu đứng dậy, ẩn ẩn mang theo một tia mùi khét lẹt. Tuy nhiên chưa nói tới nhiều nghiêm trọng, dù sao vẫn là bị thương liễu tương đương. Hắc y nam tử bên kia, tắc chính là một phát bắt được hỏa tiến, lập tức kéo kẹt kéo kẹt, chỉ tiếng nổ lớn, phảng phất kim loại ma sát giống nhau, một cổ mặc lục sắc xương mù, theo hắc y nam tử trong lòng bàn tay không ngừng bay lên, Lòe lòe tỏa sáng hỏa tiễn dần dần ảm đạm, ngoại hình cũng càng co lại càng nhỏ, sau một lát, rốt cục gào thét một tiếng, tán loạn mà diệt. Hắc y nam tử trên mặt cũng sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng tàn khốc, tựa hồ vì thế hao phí pháp lực không ít. Lúc này đây giao thủ, tự nhiên là hỏa vân thuồng luồng chiếm cứ thượng phong. chương 823, ngàn năm kỳ xích luyện hoa. Hỏa vân thuồng luồng thấy thế, lại là một tiếng gào thét, miệng rộng mở ra, một cổ tinh thuần pháp lực phun ra, pháp tướng hư ảnh lại trở nên dày đặc ba phần, tay vừa nhấc lại đã nắm hai gã dung nham tinh linh, hóa thành hai chi thật dài hỏa tiến, đồng thời nhận thức tại trên dây. Hỏa vân thường luồng lại quay đầu mồi lửa mãng cùng hỏa lang phát ra vài tiếng gầm nhẹ, hai thú liếc nhau, đồng loạt nhẹ gật đầu, tựa hồ ba người dùng thú ngữ tiến hành rồi nào đó trao đổi. Sau một khắc, hai đầu cửu cấp hỏa thuộc tính yêu thú, ánh mắt đồng loạt về phía tiêu phàm cùng trừ chín quét tới, bốn mắt chung tràn đầy thù hận cùng bạo ngược ý. Con yêu thú đều có đồng bạn chết ở tiêu phàm cùng chử chín trong tay, đây là huyết cừu. Xem ra hỏa vân thường luồng đã muốn làm phân công, lại để cho hỏa mãng hỏa lang đối phó tiêu phàm cùng chử 9 chính. chính mình toàn lực ứng phó, trước giải quyết hắc bạch song sát nói sau. Vốn tập trung yêu thế binh lực, từng cái đánh bại đối thủ là tốt nhất sách lược, mấu chốt ở chỗ, vô luận cái đó một phương, cũng sẽ không cho đối phương cơ hội như vậy hiện tại chia nhau đối địch, tự xem cái đó một bên trên chiến trường trước phân ra thắng bại liếu tương đương. Đầu thường luồng hư ảnh cung cài tên, lại một lần nữa nhắm ngay hắc bạch song sát, hỏa tiến thượng hào quang nhấp nháy, uy áp kinh người. Hỏa mã nguồn éo cực đại thân hình, đối mặt tiêu phàm, miệng rộng mở ra, lưỡi rắn nhổ ra, thật dài lưỡi rắn thượng, vậy mà dán một cây hai thước cao xích luyện hoa, toàn thân hồng đỏ thấm, hoa tươi đua nở, tiêu phàm liếc có thể nhận ra, đây là ngàn năm kỳ thành thuộc xích luyện hoa. Cái này đầu hỏa mãng lại tại chính mình trong bụng cất chứa một đóa ngàn năm dược tính thành thuộc xích luyện hoa, không có luyện hóa. Hỏa mãng lúc này đem xích luyện hoa nhổ ra, rộ rộ y tứ phi thường rõ ràng. Cái này yêu thú đã đến cửu cấp cảnh giới, linh trí độ cao, xa không phải bình thường yêu thú có thể so sánh đích. Giống như có lẽ đã đoán được tiêu phạm ý đổ đến, lúc này mới cố ý nhổ ra như vậy một cây ngàn năm xích luyện hoa đến tiêu phàm không khỏi nở nụ cười, dáng tươi cười nhàn nhạt đích. Rõ ràng ngay một đầu chưa biến hóa yêu thú, đều xử kế dụ địch liễu tương đương. Nhưng không phải không thừa nhận, hỏa mãng cái này đầu kế dụ địch tuy nhiên đơn giản, thủ nội dung hàm, nhưng bây giờ là rất hữu hiệu. Cái này cây xích luyện hoa vừa hiện hình, tiêu phàm cùng chữ chiến tựu cũng đã không thể nửa đường bỏ cuộc, chỉ có thể buông tay đánh một trận. Không chiếm được hỏa vân thuồng luồng nội đan, chỉ là thiếu vài phần tiến giai nguyên anh kỳ cơ hội, còn không phải rất quan trọng hơn, không chiếm được xích luyện hoa, lại tánh mạng du quan. Cửu huynh, ý của ngươi như, trừ chín cười cười, nói ra, phân ra A, ngươi chọn một, còn lại giao cho ta. Tiêu phàm cũng cười, nói ra, kỳ thật không phải do ta tuyển. Cái kia hỏa mãng hai mắt một mực gắt gao nhìn thẳng tiêu phàm, đối với trừ chín làm như không thấy, hiển nhiên là nên vì cái kia bị tiêu phàm diệt sát bát cấp hỏa mãng báo thù rửa hận. Nói đúng, cái kia ngu huynh tự chiếm cái món lời nhỏ liễu tương đương. Chữ chín ha ha cười một tiếng, thủ đoạn một phen, một thanh xanh biếc quạt ba tiêu di động hiện ra. Đón gió tăng vọt, trong khoảnh khắc liền hóa thành vài thước lớn nhỏ một thanh cây quạt, xanh mơn mởn đích, xanh tươi ướt át. Thấu ra tới nếu không phải tinh thuần mộc linh khí, mà là băng thuộc tính thủy linh khí. Cửu công tử không hổ là Nam Châu Đại Lục Đến, Phú Nhị Đại, trên người đủ loại kiểu dáng bảo vật. Tầng tầng lớp lớp hắn chống lại hỏa lang. Này đầu hỏa lang, luận đẳng cấp không chút nào tại hỏa mãng phía dưới. Khí tức trên thân, so hỏa mãng còn muốn cuồng bạo ba phần. Chỉ là vừa mới tại trong thông đạo một trận đánh nhau, trên người mang thương, khí tức tự trở nên lúc mạnh lúc yếu, có chút không yên, tương đối mà nói, tựa hồ so hỏa mãng muốn dễ đối phó một ít. Hỏa lang ngưỡng thiên cuồng gào thét một tiếng, thân thể lóe lên, trên không trung dẫn qua một trường trượt hư ảnh, dương nanh múa vuốt, trực tiếp hướng trừ chín mãnh liệt phát qua, miệng hơi mở, một đoàn nóng bỏng dung nham, thẳng bắn ra. Lại là bọn hắn trước hết nhất giao thủ. Tới tốt, trừ chín quát khẽ một tiếng, hai tay nắm ở cán quạt, một cái phiến ra, lập tức một cổ kỳ hàn vô cùng khí tức, phún dũng ra, hỏa lang phun ra cái kia đạo dung nham, tại nửa trên đường liền bị hóa thành một đoàn màu nâu đen nham thạch, bịch rơi xuống trên mặt đất, ném ra một cái hố cạn đến vẻ này kỳ hàn khí thức hào không ngừng lại, cuộn tất cả lên, thẳng hướng hỏa lang bản thể bay tới. Cái này quạt ba tiêu lại là một việc khó được băng thuộc tính dị bảo, uy lực kinh người. Mắt thấy kỳ hàn khí tức tịch cuốn tới, hỏa lang trong mắt tàn khốc lóe lên, há mồm lại là một đoàn dung nham phun ra, so với lúc trước cái kia đoàn dung nham đại mấy lần, lè lè tỏa sáng, hiển nhiên độ ấm cực cao, đón kỳ hàn khí tức phún dũng mà đi. Xuy, giống như phí dầu dội vào nước lạnh, một cổ hơi nước bỗng nhiên tràn ngập ra đến, lập tức liền đem mọi người thân hình đều bao phủ trong đó, nhìn không tới liễu tương đương. Quạt ba tiêu uy lực rất mạnh, sương mù khí tiêu tán về sau, chỉ thấy toàn thân liệt diễm bốc hơi hỏa lang, đã muốn biến thành băng sói, bị đông tại một mảnh hàn băng bên trong, như trước bảo trì về phía trước phi pháp tư thái, ngọn lửa trên người sớm đã dập tắt, hỏa hồng sắc da lông cũng trở thành màu nâu xanh, cái này hỏa lang vậy mà lập tức đã bị đánh trở về yêu thú nguyên hình trừ chín không chút do dự, ống tay áo run lên, tính ra thanh phi kiếm kích xạ ra, hàn quang lập loè trên không chung một cái xoay quanh, liền hướng phía phong trấn tại hàn băng bên trong hỏa lang giao nhau chém xuống. Trừ chín trong nội tâm tựa như gương sáng đích, quạt ba tiêu uy lực vi mạch, dù sao không có khả năng thời gian dài vây khốn một đầu cửu cấp yêu thú, cho hắn tranh thủ đến thời gian cực kỳ có hạn, phải dành giật từng giây, thừa này cơ hội tốt, nhất cử đem hỏa lang diệt sát. Chỉ tiếc, chử chín động tác mặc dù nhanh có lẽ hay là đánh giá thấp cửu cấp hỏa thuộc tính yêu thú năng lực phi kiếm chưa chém xuống màu nâu xanh hỏa lang bên ngoài thân hồng mang đại phóng phong trấn tại hắn bên ngoài cơ thể hàn băng lập tức tan rã hỏa lang thân hình lóe lên trong chốc lát theo chỗ cụ biến mất vài thanh phi kiếm thoáng cai chém tại không trung sau một khắc hỏa lang thân thể tại trong hư không di động hiện ra vậy mà đã đến chử chín trước mặt gần trong gang tắc lợi chảo dương lên hướng về trừ chín đương làm ngược đánh xuống, mang theo một cổ nóng bỏng sóng lửa. cùng cùng giai nhân loại tu sĩ tương đối mà nói, yêu thú lớn nhất dựa vào chính là chúng cường hoành thân thể cùng thiên phú thần thông, cho nên đa số yêu thú đều tương đối am hiểu cận thân công kích, đem ra sử dụng pháp bảo cự ly xa gờ yêu ta ết địch là tu sĩ năng khiếu. trừ chín hiển nhiên không có ngờ tới hỏa lang tốc độ nhanh đắc như thế quỷ dị, may mà hắn lâm chiến kinh nghiệm phong phú vô cùng, đối với cùng loại tình hình cũng sớm đã có bị quan trọng hơn trước mắt, miệng hơi mở, một đạo thanh quang kích xạ ra, đón gió hóa thành một mặt ba thước lớn nhỏ màu xanh tấm chắn, mặt ngoài lóng lánh lấy thanh sâu kín sáng bóng, tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc, chắn trước người của mình. Xuy, một tiếng giòn vang, màu xanh tấm chắn hào quang trợt hiện, trong khoảnh khắc liền gào thét một tiếng, một lần nữa biến trở về vài tấc đại tấm chắn, mặt ngoài mang theo bốn đạo thật sâu viết cào, một bộ linh tính đại thất bộ dạng trừ chín bất chấp màu xanh tấm chắn, hai tay vừa nhấc, lại là một cái phiến ra, một cổ xa so vừa rồi càng thêm lạnh như băng hàn khí mang tất cả ra. Hỏa lang sớm đã có bị, lập tức hướng bên cạnh lóe lên, lách mình tránh ra. Hàn khí phiến ra không xa, đã bị quanh thân nóng bỏng hoàn cảnh thôn vệ hầu như không còn, trong nháy liền phát huy không còn, vô tung vô ảnh. Một người một thú, người tới ta đi, gờ yêu ta ít làm một đoàn. Bên kia mái hiên, tại bạch y nữ tử dưới sự chỉ huy, sáu chiếc cụ liệt hỏa khôi lỗi hợp thành một cụ cao tới mấy trường khổng lồ khôi lỗi, khi tức cũng lập tức do kim đan trung kỳ nhảy lên lên tới kim đan hậu kỳ, một mặt hỏa hồng đại tấm chắn hiện lên hiện ra, uy phong lẫm lẫm đứng ở pháp tướng hư ảnh trước kia, đem hắc bạch song sát hộ tại sau lưng. Pháp tướng hư ảnh không thèm để ý chút nào, hàng loạt mũi tên phát, hai quả hỏa tiến kẻ trước người sau, hướng về cực lớn liệt hỏa khôi lỗi kích bắn đi, uy lực so sánh với lúc trước mùi tên kia càng muốn mạnh hơn ba phần. Hỏa tiễn bắn ra đồng thời, hỏa vân thường luồng cực đại thân hình bỗng nhiên nhẹ nhàng run lên, một cổ nhân cách hóa thống khổ chi tình, theo hỏa vân thường luồng trên mặt phi tránh mà qua, uốn éo đi qua ánh mắt tại lưng thượng cái kia một khối mặc lục sắc ấn ký thượng quét qua, lộ ra cam thủ đến tận xương tủy thần sắc. Chính mình không nghĩ qua là, chúng những này giảo hoạt nhân loại kịch độc, đã tại bất động thanh sắc bên trong vận dụng 6-7 chủng trồng trừ bỏ độc pháp môn, nhưng lại hào không hiệu quả, cái này hắc minh độc một mực quấn ở trên người của nó, đang tại một chút mà thôn vệ máu tươi của nó thậm chí là thần hồn. Hắc minh độc vốn chính là chuyên môn vì đối phó hỏa thuộc tính đẳng cấp cao yêu thú nghiên chế ra đích, năm đó, hắc ma vương cũng là nương tựa theo hắc minh độc kịch độc, ám thi đánh lén, mới may mắn đắc thủ, diệt sát một đầu hỏa vân thuồng luồng. Hôm nay đã nhiều năm như vậy, vừa có sự tình tái diễn, chỉ có điều hắc minh độc càng thêm mãnh liệt liễu tương đương phải mau chóng đem những nhân này tu sĩ giải quyết hết, mới có thể năng lực tính hạ tâm lai, chậm rãi nghĩ cách giải độc. Cũng không biết nguyên nhân gì, chính mình lần nữa triệu hoán Hỏa Long động mặt khác yêu thú chạy tới trợ chiến, đại bộ phận yêu thú lại thủy chung không thấy bóng dáng, đoán chừng là bị những nhân này tu sĩ bày ra cái gì cấm chế, đem đại bộ phận yêu thú đều ngăn cách bên ngoài. Đối diện hai gã nhân loại tu sĩ, rõ ràng thực lực không tầm thường lại thủy trung bày làm ra một bộ thủ vững bất chiến tư thế, nói rõ chính là đang đợi hắn độc dậy thì vong. Nếu có thể bất chiến mà thắng, tự nhiên là tốt nhất liễu tương đương. Suy suy, hai quả hỏa tiến cơ hồ đồng thời đánh chúng liệt hỏa khôi lối cự thuẫn, lúc này đây, tăng lên tu vi khổng lồ khôi lỗi, vậy mà nương tựa theo liệt hỏa thần thuẫn ngạnh xanh xanh mà chặn hai quả hỏa tiến, chỉ có điều trên tấm chắn linh khí một hồi kịch liệt chấn động, trong chốc lát trở nên ảm đạm vô quang, cho thấy đắc linh khí hao tổn nghiêm trọng hỏa vân thuồng luồng giận dữ, há mồm lại là một ngụm tinh thuần pháp lực phun ra, pháp tướng hư ảnh về phía trước bổ nhào về phía trước, lập tức cùng thẳng đến ngây người tại dung nham ao ở bên trong thạch cự nhân hợp làm một thể, vốn là ngơ ngác thạch cự nhân toàn thân chấn động, trong mắt bỗng nhiên sạch bong bắn ra bốn phía, trở nên linh động vô cùng, hiển nhiên đã có linh trí của mình. Lập tức nâng lên chân to, bước ra dung nham trì, cánh tay dương lên, hỏa hồng cự cung hóa thành một đầu dài trường roi, liệt diễm bay vút lên mà dậy rất rõ ràng, lúc trước Pháp tướng hư ảnh không thể rời đi dung nham chỉ phạm vi, nếu không liền không chỗ nào căn cứ, hôm nay cùng thạch cự nhân hợp hai làm một, thế cục lập tức đổi mới, thạch cự nhân có thể rời đi dung nham trì, khoảng cách gần phát động công kích. Ba tương đương, mà một tiếng giòn vang, thật dài hỏa quật bắt đầu đứng dậy, mang theo vù vù kinh phong, thế không thể đỡ về phía lấy liệt hỏa khôi lỗi quét ngang qua. Bạch y nữ tử sắc mặt biến hóa, phiêu nhiên tiến lên, cánh tay vừa nhấc, trực tiếp khoác lên liệt hỏa khôi lỗi hậu tâm phía trên, một cổ tinh thuần pháp lực lập tức dũng mãnh vào đến liệt hỏa khôi lỗi trong cơ thể, vốn là ảm đạm vô quang liệt hỏa thần thuẫn, lập tức trở nên ngọn lửa bốc hơi, linh tính 10 phần. Khổng lồ khôi lỗi một tay cầm thuẫn lá chắn, một tay cầm đao, hướng về thạch cự nhân đón đánh đi lên. Hắc y nam tử lại thủy trung chạm tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích, yên lặng mà dám thị lấy hỏa vân thuồng luồng nhất cử nhất động, chỉ cần hỏa vân thuồng luồng không tự mình ra nhập chiến đoàn, hắn cũng sẽ không lộn xộn. chương 824, Phong Hỏa Châu Hỏa mãng đối ngoại gian hết thảy, đều mắt điếc tai ngơ, chỉ là một mực nhìn thẳng tiêu phàm, cực đại thân hình không ngừng lắc lư, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, xà nhãn ở phía trong hung quang đại phóng. Tiêu phàm không nói hai lời, nhị ý lôi quang tháp lượn vòng ra, tại đỉnh đầu của mình chậm rãi xoay tròn lấy, toàn thân lôi hồ lè lè. Đã lôi quang tháp đơn giản diệt sát một đầu bát cấp hỏa mãng, đối phó cái này đầu cửu cấp hỏa mãng, cũng hẳn là đại sát khí. Cửu cấp hỏa mãng hung dữ chừng mắt nhìn lôi quang tháp liếc, cực đại thân hình bãi xuống, lại thô lại trường mãng đuôi mang theo một mảnh hỏa vũ, mãnh liệt hướng tiêu phàm rút tới, đồng thời trên người xích luyện đồ án thoáng cái trở nên đỏ thấm như máu, lòe lòe sáng lên. Mãng đuôi cái này quét qua, lập tức đất sung núi chuyển, uy lực vô cùng. Lôi quang tháp tia sáng trắng lóe lên, một đạo vừa thô vừa to lôi hồ như giải lụa chút xuống mà hạ hướng về cực lớn mãng đuôi đón đánh mà đi hỏa mãng phần đuôi xích luyện đồ án hào quang tỏa sáng bỗng nhiên ở phía trong bắn ra một cổ đỏ thấm cột sáng cùng lôi hồ đụng vào nhau lập tức tiếng xét đánh đại tác cái này xích luyện hào quang không biết là loại nào thần thông vậy mà ngạnh xanh xanh đứng vững vừa thô vừa to lôi hồ cũng không bị một kích mà bại hô mãng đuôi hào không ngừng lại trực tiếp quét đến tiêu phàm trước người. Tiêu phàm ống tay áo run lên, một mặt bát quái kính bắn ra, đón gió tăng vọt, hóa thành vài thước lớn nhỏ, âm dương hai sắc hào quang tỏa sáng, nhìn như uy không thể đỡ mãng đuôi, mỗi lần bị cái này âm dương hai sắc quang mang bao lại, lập tức tựa như cùng lâm vào nào đó vô hình trong cấm chế, hành động thoáng cái trở nên thập phần chậm chạp. Cái này bát quái kính phóng xạ ra quang mang, dĩ vãng cũng không loại này cấm chế thần thông, không biết là bởi vì cùng nơi đây hoàn cảnh có quan hệ, có lẽ hay là vừa vặn cùng hỏa mãng thần thông công pháp tương khắc. Trong lúc này, Tiêu Phàm nói đó có thời gian đi nghiên cứu trong lúc này nguyên nhân. Thủ đoạn một phen, Viêm Linh chi lưới kiếm hiển hiện, hai tay siết chặt, liền nắm trong tay, pháp lực rót vào, liệt diễm bốc hơi mà dậy, ngọn gió thượng ngân sắc ký hiệu lóng lánh không thôi. Giao thủ một lát, Tiêu Phàm liền đã thủ đoạn ra hết, hiển nhiên cũng không nguyện lâu kéo, muốn tốc chiến tốc thắng. Dù sao đây là đang hỏa long động không biết nguy hiểm chính không biết có bao nhiêu, mỏi mòn chờ đợi một khắc liền nhiều một phần hung hiểm. Hỏa mãng một cảm giác được viêm linh chi trên mũi dao tinh viêm chi lực, lập tức liền cảnh giác vạn phần, lưỡi rắn phun ra nuốt vào càng gấp, toàn thân kinh lực hướng mãng đuôi thượng cuồng rót mà vào, ầm ầm một tiếng, thoát khỏi bát quái kính âm dương hai sắc quang mang cấm chế chi lực, đuôi tiêm nhoáng một cái, đột nhiên từ trong đó giải ra một đoạn màu đen gai xương, lóe lên bay ra, ở giữa bát quái kính. Đương, mà một tiếng giòn vang, bát quái kính toàn thân loạn sáng ngời, âm dương hai sắc quang mang tối sầm lại, như vậy tiêu tán, bảo kính một hồi giòn minh. Hỏa mãng phát ra một kích này, mãng đuôi bãi xuống, phi tốc thu trở về, khó khăn lắm né qua tiêu phàm viêm linh chi lưới kiếm chém tới một đao. Tiêu phàm bất chấp đuổi gờ yêu ta ít hỏa mãng, giơ tay lên, đem càn khôn kính thu trở về, tinh tế xem xét, may mà cũng không tạo thành cái gì tổn thương mặt này càng khôn kính mặc dù là tại cha ma tổ vu trong lăng mộ ngẫu nhiên lấy được bảo vật sử dụng đến lại có chút thuận tay phòng ngự uy lực rất không tồi tiêu phàm thập phần quý trọng hỏa mãng lùi về dung nham ao ở bên trong lưỡi rắn không ngừng phun ra nuốt vào hai khỏa hỏa hồng con mắt nháy vài cái miệng hơi mở phun ra một khỏa nắm đấm lớn viên châu đến mặt ngoài liệt diễm bốc lên ánh lửa bắn ra bốn phía một cổ kinh người hỏa linh lực dâng lên ra trừ lần đó ra Tựa hồ ẩn ẩn còn mang theo phong thuộc tính linh khí, lại là một việc hiếm thấy phong hỏa thuộc tính bảo vật. Cũng không biết là lần này mãng trong cơ thể tự nhiên tạo, có lẽ hay là luyện chế ra đến bảo vật. Hỏa mãng một tiếng sắc nhọn tiếng SSI, y ngắn y ngắn âm thanh hỏa hồng viên châu bỗng nhiên lóe lên, tự tại nguyên châu biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cũng tại tiêu phàm đỉnh đầu lộ ra hiện ra, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, viên châu từ đó bạo liệt mà mở một cổ nóng bỏng dung nham phun ra, hóa làm một người mấy trượng lớn nhỏ nước xoáy, vào đầu hướng tiêu phàm bao phủ mà hạ, đem tiêu phàm đỉnh đầu lôi quang tháp đều cái bọc trong đó. Cái này hỏa mãng tựa hồ nhìn ra, tiêu phàm thủ đoạn công kích xa so phòng ngự thủ đoạn càng thêm sắc bén. Hỏa hồng viên châu lớn như vậy phạm vi dung nham công kích, dùng bát quái kính uy năng, là khẳng định phòng ngự không ngừng đích. Theo viên châu bên trong phun ra dung nham, cũng không phải là bình thường nham thạch nóng chảy, mà là trải qua bảo vật nhiều năm đào tạo, ẩn chứa tinh viêm chi lực vượt qua xa dung nham trong ao nham thạch nóng chảy có thể so sánh, bất kể là nhân loại có lẽ hay là yêu thú, chỉ cần dính vào một giọt, liền lập tức ra chóc thịt bong, bị bỏng thấy xương, giống nhau chữa thương đan dược cùng thủ đoạn, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tự không có tác dụng, cùng với hỏa vân thường luồng bên trong hắc minh độc đồng dạng, giống như phụ giòi trong xương. Tiêu phàm vừa thấy dung nham nước xoáy, liền là biến sắc. Cái này Hỏa Hồng Viên Châu còn bổ sung lấy phong thuộc tính thần thông, có thể theo gió dấu hình, biến hóa như ý, có thể tại chút bất chi bất giác bỗng nhiên xuất hiện, thừa dịp người không sẵn sàng phát động tập kích, tăng thêm cái này Viên Châu đào tạo qua dung nham đặc biệt không giống người thường, thật đúng là một kiện lợi khí. Liền vào lúc này, Tiêu Phàm trong tay Viêm Linh chi lưới kiếm chấn động, phát ra một tiếng thanh thúy kêu to, màu đỏ sậm ngọn gió lập tức biến thành màu đỏ tươi, từng dãy ngân sắc ký hiệu lóng lánh ra lập tức tạo thành một cái ký hiệu đại trận, quang hoa đại phóng, đem tiêu phàm cả người đều che lấp hắn xuống. Hùng hổ mang tất cả mà ở dưới dung nham nước xoáy, đụng một cái đến cái này ký hiệu đại trận, lập tức giống như bị một đôi vô hình bàn tay lớn ngạnh xanh xanh nâng rồi, tại giữa không chung không ngừng mà đập vào toàn tử, chính là rơi không đi xuống. Mà viêm linh chi lưới kiếm lại càng tại tiêu phàm trong tay không ngừng chấn động, cực lực muốn muốn tránh thoát tiêu phàm khống chế. Tiêu phàm trong nội tâm vừa động, xong nhẹ buông tay thả hỏa diễm đao lại là một tiếng thanh thúy kêu to viêm linh chi lưỡi kiếm bay vụt mà dậy ngọn gió thượng ngân sắc ký hiệu chen trúc ra từ xa nhìn lại cả chuôi lưỡi dao sắc bén đều biến thành màu ngân bạch mà không phải thông thường màu đỏ tươi là tinh viêm thần binh mau đem phong hỏa châu thu lại bên kia mái hiên chính chỉ huy pháp tướng phụ thể thạch cự nhân cùng hắc bạch song sát kích đấu hỏa vân thuồng luồng bỗng nhiên hướng về hỏa mãng giống to một tiếng gấp vội kêu lên Hỏa mãng khe giật mình, chưa có chỗ động tác, bị ngân sắc ký hiệu cái bọc viêm linh chi lưới kiếm, đã muốn nhảy vào hỏa hồng dung nham tạo thành nước xoáy bên trong. Cũng không thấy viêm linh chi lưới kiếm có động tác khác, dung nham nước xoáy một hồi vầng sáng lập loè, lập tức theo nước xoáy bên trong lộ ra ti ti từng sợi ngân bạch tơ mỏng, trực tiếp hướng viêm linh chi lưới kiếm kích bắn đi, tựa như vạn lưu quy hải nhất loại, tơ mỏng càng ngày càng nhiều, càng lúc càng nhanh. Một lát trong lúc đó, dung nham nước xoáy độ ấm liền vội đột nhiên giảm xuống, đỏ tươi dung nham sẽ cực kỳ nhanh biến thành màu đỏ sậm, thậm chí biến thành màu nâu đen nửa cứng lại trạng thái. Mà Phong Hỏa Châu vẫn còn liên tục không ngừng mà phun ra dung nham, rót vào phía dưới nước xoáy bên trong. Chỉ có điều ngắn ngủn nửa thời gian uống cạn chung trà, chẳng những Phong Hỏa Châu nhan sắc so sánh với lúc trước ảm đạm nhiều lắm, thậm chí ngay hỏa mãng thân hình cũng không còn là màu đỏ tươi, mà bắt đầu chuyển biến làm màu đỏ sậm. Hỏa mãng chấn động liên tục thi triển pháp thuật, muốn đem phong hỏa châu thu hồi, phong hỏa châu lại không phản ứng chút nào, giống như bị định trụ giống nhau, đào tạo nhiều năm tinh viêm chi lực, liên tục không ngừng mà bị viêm linh chi lưới kiếm rút ra mà đi. Hỏa mãng không khỏi khẩn trương, một hét lên điên cuồng, toàn bộ thân hình tự dung nham ao ở bên trong kích xạ ra, mở ra huyết bàn đại khẩu, muốn đem phong hỏa châu một ngụm cắn, ngạnh xanh xanh thu đem trở về. Cái này phong hỏa châu, cơ hồ tương đương với bổn mạng của nó pháp bảo, nếu như nguyên khí đại thương, nhất định sẽ liên lụy đến hắn bản thể. Mắt thấy hỏa mãng không quan tâm mà theo dung nham ao ở bên trong vọt ra, tiêu phàm hừ lạnh một tiếng, một cái đen nhánh bình bát chén ăn của sư phóng lên trời, lập tức một cổ giá lạnh đến cực điểm khí tức, tràn ngập ra, tung xem như tại đây hỏa viêm chi địa, cũng chút nào không bị ảnh hưởng. Đúng vậy tại thiên hồn uyên hấp thu đại lượng âm quỷ lệ phách tụ hồn bát. Địa uyên âm khí. Lần này, ngay hỏa vân thuồng luồng cũng hoàn toàn không tưởng được, không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Thiên hồn uyên cùng hỏa long động đặt song song vì lệ thú cánh đồng hoang vô nguy hiểm nhất hai nơi chỗ, nhưng lại nam viên bắc rút lui, chưa từng có qua bất luận cái gì cùng xuất hiện. Suốt cuộc không nghĩ tới, điệu uyên âm khí hội hiện thân tại hỏa long trong động. Đang lúc hỏa mãng một ngụm cắn phong hỏa châu, muốn sau này nhanh chóng thối lui thời điểm, một cổ kỳ hàn vô cùng điệu uyên âm khí, tự tụ hồn bát ở phía trong phún dũng ra, Lập tức liền đem hỏa mãng che giấu hắn xuống. Xuy suy suy, liên tiếp phí dầu gặp được nước lạnh bạo vang lên thanh âm. Hỏa mãng dài đến hơn 10 trượng thân hình, cớ bộ bắt đầu biến thành màu nâu đen, thật giống như dung nham bỗng nhiên làm lạnh, này. này cổ màu nâu đen lập tức cớ bộ lan tràn đến phần eo, chỉ có một đầu hỏa hồng mãng đuôi, vẫn còn không ngừng vung vẩy, nhìn về phía trên cực kỳ quỷ dị. Tiêu Phàm rất rõ ràng, tại đây hỏa long động coi như là xuất từ thiên hồn uyên, địa uyên âm khí, cũng khó có thể đóng băng hỏa mãng bao lâu, vô luận như thế nào, hỏa long động tinh viêm khí, xa xa lớn hơn hắn tụ hồn bát bắt được điểm này, địa uyên âm khí. Hắn muốn tranh thủ đúng là cái này nhất thời bán hội giảm sóc thời gian. Lôi quang tháp đúng vậy cái loại này uy lực cực lớn tính sát thương bảo vật. Tiêu phàm 10 ngón thay đổi liên tục, từng đạo ngân sáng hồ quang điện ào ào chui vào đến cùng đỉnh lôi quang trong tháp, toàn thân lôi điện chi lực, lập tức đã bị lôi quang tháp rút đi còn hơn một nửa, một đoàn cực lớn lôi cầu, tại lôi quang đáy tháp bộ di động hiện ra, tản mát ra cuồng bạo đến cực điểm khí tức. Hỏa mãng nửa người trên hoàn toàn bị địa uyên âm khí phong bế, nửa phần đều không thể động đậy, thực sự có thể cảm nhận được lôi quang tháp cuồng bạo khí, đã muốn biến thành màu nâu đen trong con ngươi, hiện lên một vòng sợ hãi đến cực điểm tuyệt vọng thần sắc. Tiểu bối, dám, xa xa hỏa vân thuồng luồng gầm lên giận dữ, dài chừng 10 trượng thân hình run lên, bỗng nhiên gian đường ngang hơn phân nửa hang, lóe lên tựu ra hiện tại hỏa mãng trên không, duỗi ra mấy trượng đại lợi chảo, mãnh liệt hướng lôi quang tháp chảo tới. Oanh! Ngay tại lợi chảo sắp lâm thể lập tức, lôi quang đáy tháp bộ lôi cầu mãnh liệt bạo liệt ra đến, một cổ thô hơn vạc nước cực lớn lôi hồ, hung hăng oanh kích mà xuống. Đương làm! Lợi chảo đánh chúng lôi quang tháp, không đợi hỏa vân thuồng luồng thu nạp móng vuốt, lôi quang tháp liền một tiếng giòn vang, cấp tốc thu nhỏ lại, biến thành vài tấc cao hoàng kim linh lung tháp, hướng tiêu phàm kích bắn đi. Hỏa vân thuồng luồng một chảo chộp vào không nơi. Xoẹt, lôi hồ chính chính đánh trúng hỏa mãng trên đỉnh đầu. Hỏa mãng đầu tầng kia màu nâu đen huyền băng, tại lôi hồ lập lòe bên trong, hóa thành một mảnh khói đen, lập tức đã bị bốc hơi đắc sạch sẽ, một nhúm lóe sáng hồ quang điện, trong chốc lát xỏ xuyên qua hỏa mãng toàn thân, hỏa mãng trên thân thể thoáng cái trải rộng vô số vết rách, từ đó lộ ra một cổ tuyết trắng hồ quang điện. Sau một khắc, hỏa mãng thân thể hướng chính giữa vừa thu lại, lại mãnh liệt bạo liệt ra đến, nổ thành một chút cũng không có số mảnh vụn, tứ tán phi dương. Cùng lúc đó, tiêu phàm ống tay áo dương lên, một cổ gió lốc mang tất cả ra, đem một khỏa nắm đấm lớn nội đan cùng cái kia cây ngàn năm kỳ thành thục xích luyện hoa, đều cuốn trở về, thu vào chữ vật vòng tay chung. Tất cả đây hết thảy, đều phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch cực nhanh đợi hỏa vân thường luồng phục hồi tinh thần lại, cửu cấp hỏa mãng đã muốn tan thành mây khói. chương 825, Viêm Linh Kinh Biến Hỏa vân thường luồng giận tím mặt, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng cực kỳ phẫn nộ gào thét, thân thể cao lớn nhéo một cái, bỗng nhiên hướng về dung nham chỉ bay đi, đang cùng liệt hỏa khôi lỗi kịch chiến thạch cự nhân, tựa hồ cũng tiếp thụ lấy nào đó chỉ lệnh, hai đấm cuồng vũ, bước liệt hỏa khôi lỗi, mở ra đi nhanh, vài bước tự vượt qua trở lại dung nham ao ở bên trong, hỏa vân thuồng luồng tràn ngập oán hận mà quét bọn hắn liếc, mãnh liệt toàn thân đều chìm vào đến dung nham bên trong, chỉ lộ ra đầu. Đương làm hỏa hồng nham thạch nóng chạy áp đảo hắn sống trên lưng cái kia nơi mặc lục sắc vết sẹo thời điểm, hỏa vân thuồng luồng thân hình rõ ràng chấn run lên một cái, trên mặt lộ ra cực kỳ thống khổ thần sắc, lại cắn răng kiên trì dưới đi. Sau một khắc, dung nham trong ao nham thạch nóng chảy liền kịch liệt sôi trào, giống như nấu phí nước sôi giống nhau, Ọt 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 ọt, mà ra bên ngoài mạo hiểm ti ti nhiệt khí, nhìn kỹ phía dưới, những này xuất hiện tự nhiên không phải nhiệt khí, mà là một tia tinh thuần đến cực điểm hỏa linh lực. Vô số tinh viêm chi lực, đang tại cuồn cuộn không dứt mà hướng hỏa vân thuồng luồng trong cơ thể hội tụ mà đi. Thật giống như viêm linh chi lưới kiếm hấp thu phong hỏa châu tinh viêm chi lực đồng dạng, chỉ có điều, hỏa vân thuồng luồng thanh thế muốn kinh người nhiều lắm liễu tương đương. Viêm linh chi lưới kiếm như trước lẳng lặng yên lơ lửng tại giữa không trung, vẫn còn tiếp tục hấp thu phong hỏa châu bên trong còn sót lại tinh viêm chi lực. Bởi vì không ai chủ trì, phong hỏa châu đã muốn có vẻ ảm đạm vô cùng, sáng bóng chạch lúc sáng lúc tối, một bộ tùy thời đều sụp đổ tư thế. Tại hỏa vân thường luồng lui về dung nham chỉ đồng thời, đầu kia hỏa lang cũng không lại cùng chữ chín tranh đấu, thân thể nhoáng một cái, cũng lui trở về dung nham chỉ hơi nghiêng, toàn thân bộ lông đứng đấy, bày làm ra một bộ cảnh giác đến cực điểm bộ dạng, tựa hồ đang tại vì hỏa vân thường luồng hộ pháp trừ chín tự nhiên cũng không đuổi gờ yêu ta ếch, đầu quan sát dung nham ao ở bên trong khí tức đang tại tiến thêm một bước tăng cường hỏa vân thuồng luồng, trên mặt lộ ra thần sắc bất an, thấp giọng nói ra, huynh đệ, đã xích luyện hoa đã tới tay, chúng ta có lẽ hay là sớm làm rời đi nơi đây thì tốt hơn. Dùng trừ chín kinh nghiệm giang hồ, hắn tự nhiên nhìn ra được, hỏa vân thuồng luồng đang tại xúc thế. Lúc trước hỏa vân thuồng luồng, tự đã đạt đến cửu cấp yêu thú có khả năng đạt tới đỉnh phong nhất cảnh giới, hôm nay khí tức vẫn còn tiếp tục bay lên bên trong, trừ chín không khỏi cảm thấy từng đợt tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi. Mặc dù nói, hỏa long động ở vào đại trận phong ấn chi lực bao trùm phía dưới, theo lý là tuyệt không khả năng sinh ra đời hóa hình cấp yêu thú, nhưng trên thế giới này, cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Trùng hợp hiện tại lại là đại trận phong ấn chi lực yếu kém nhất thời điểm, cho dù hỏa vân thường luồng chỉ là tạm thời tính đột phá cực hạt, tại trong thời gian ngắn đã tới nguyên anh kỳ cảnh giới, đối với bọn họ mà nói cũng là tai họa ngập đầu dù sao bọn hắn trước mắt là ở chỗ sâu trong hỏa long động nội địa đến lúc đó cho dù muốn chạy đều không dễ dàng như vậy tiêu phàm nhìn giữa không trung viêm linh chi lưới kiếm liếc cũng thấp giọng đáp lược đợi một lát hắn và trừ chín cách nghĩ là giống nhau cũng không phải không nên tìm được hỏa vân thuồng luồng nội đan không thể chỉ là dưới mắt viêm linh chi lưới kiếm có chút không bị chính mình khống chế nhìn về phía trên chỉ kém cuối cùng một điểm muốn đem phong hỏa châu tinh viêm chi lực thôn vệ hầu như không còn, tự cũng không thể cứ như vậy vứt tới không để ý. Tốt, trừ chín cũng minh bạch tiêu phạm ý tứ, có chút vuốt cầm hai tay tại ống tay áo chung đã muốn cầm hai kiện đại uy lực pháp bảo, có cái bất chắc, lập tức liền đem pháp bảo tế ra, liều chết đánh cược một lần, đồng thời dưới chân độn sáng nóng lánh, đã làm xong tùy thời bỏ trốn mất dạng chuẩn bị. Hắc bạch song sát đã ở lẳng lặng yên chú ý hỏa vân thường luồng biến hóa, bất quá tương đối mà nói, thân sắc của bọn hắn xa so trừ chín cùng tiêu phàm muốn chấn định, bạch y nữ tử trong mắt thậm chí còn sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ hưng phấn, tựa hồ trước mắt hết thảy đúng vậy nàng chỗ chờ mong đích. Dù sao bọn họ là chuyên vì hỏa vân thường luồng mà đến, làm sung túc chuẩn bị. Hiển nhiên phong hỏa châu mặt ngoài sáng bóng càng ngày càng ảm đạm, trong đó chất chứa tinh viêm chi lực sắp hao hết, tiêu phàm trên mặt hiển lộ ra một tia mừng rỡ, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được viêm linh chi lưới kiếm cường đại, tung tính toán hắn đem toàn thân pháp lực đều quán chú đi vào, tựa hồ viêm linh chi lưới kiếm khí tức cũng sẽ không tượng như bây giờ cường thịnh. Trung quy lúc này hấp thu đều là thuần tránh nhất hỏa linh lực. Ngay tại viêm linh chi lưới kiếm cực lực hấp thu hỏa linh lực thời điểm, chỉ nghe dung nham ao ở bên trong một tiếng kinh thiên gào thét, dài chừng 10 trượng hỏa vân thuồng luồng, thân hình đang tại gấp gáp thu nhỏ lại. Mỗi thu nhỏ lại một vòng, hỏa vân thuồng luồng thân hình liền hư hóa một phần, khí tức lại trở nên càng thêm cường thịnh một phần. Hỏa giao dưới chân dung nham trì, lại trở nên ảm đạm xuống dưới, không còn là trước lúc trước cái loại này trói mắt hỏa hồng sắc, mà là màu đỏ sậm, thậm chí còn mặt ngoài đã muốn hiện lên tầng một màu nâu đen nửa cứng lại nham thạch nóng chảy. Tựa hồ dung nham trì độ ấm, tại lập tức giảm xuống rất nhiều, cùng hỏa vân thuồng luồng trên người phát ra cái kia cổ khí thế cường đại, vừa vặn sự khác biệt đương làm hỏa vân thuồng luồng thân hình thu nhỏ lại đến chỉ có lớn gần trượng lúc nhỏ, vài có lẽ đã triệt để hư hóa, chỉ có thể nhìn đến một cái mơ hồ bóng dáng, thậm chí còn hắn sống trên lưng cái kia một khối vốn là bắt mắt dị thường mặc lục sắc vết sẹo, cũng đã triệt để biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, hỏa vân thuồng luồng hướng bên này nhìn lướt qua, vạn vẹo thân thể bỗng nhiên đắc thẳng tắp, bỗng nhiên gian liền chui vào trước người ngơ ngác đứng thẳng thạch cự nhân trong cơ thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau một khắc, thạch cự nhân ngực bầy biện ra một cái nho nhỏ hỏa vân thuồng luồng đồ hình, lóe lên tức thì. Giống. Thạch cự nhân như là bỗng nhiên tỉnh táo lại, ngưỡng thiên giống to một tiếng, trên người khí thế, phóng lên trời. Không tốt. Chữ chín nhịn không được lên tiếng kinh hô. Không đợi tiêu phàm hiểu được là chuyện gì xảy ra, một cổ cường đại tuyệt luân khí tức, bỗng nhiên theo dung nham chỉ phương hướng tán phát ra, trong chốc lát ép tới tiêu phàm cơ hồ muốn không thở nổi. Nguyên Anh Kỳ. Tiêu Phàm trong óc, liền lập tức nghĩ tới Nguyên Anh Tu Sĩ. Cổ hơi thở này, Tiêu Phàm không thể bảo là chưa quen thuộc, tại các lão quái cùng ân lão quái trên người, đều từng cảm nhận được. Kim Đan Hậu Kỳ cùng Nguyên Anh Kỳ nhìn như chỉ có một bước ngắn, kỳ thực là cách biệt một trời. Bình thường Kim Đan Hậu Kỳ Tu Sĩ, dùng Tiêu Phàm Tu Vi hiện tại, trên cơ bản không sợ hãi, coi như là Kim Đan Hậu Kỳ đỉnh phong cảnh giới cũng sẽ không đối với tiêu phàm tạo thành áp lực quá lớn nhưng Nguyên Anh Kỳ tuyệt đối không thể so sánh nổi. Dung nham ao ở bên trong người này thạch cự nhân, không hề nghi ngờ, đã có Nguyên Anh Kỳ thực lực. trừ chín hét lớn một tiếng, bất chấp tất cả, phải giơ tay lên, một khối tứ phương gạch hình dáng pháp bảo bắn ra, tại giữa không trung trung hóa vì cao vài trượng, một trượng dày đích khổng lồ cục gạch vàng toàn thân chói đích, hướng về thạch cự nhân mãnh liệt đánh mà hạ, khí thế kinh người. Đi! cũng không quản cái này một gạch đánh ra có thể hay không phát ra nổi cái tác dụng gì, trừ chín dưới chân độn quang cùng một chỗ, tự hướng trong thông đạo bỏ chạy. Có thể tại phong ba quỷ gì tu chân giới sống đến hiện tại, trừ chín cũng không phải đổ xính huyết khí chi dũng lỗ mãng hạng người. Thạch cự nhân ngẩng đầu lên, hướng giữa không trung cục gạch vàng, nhìn lướt qua, trên mặt lộ ra khinh miệt cười lạnh, không tránh không né, vung vẩy cự quyền, mãnh liệt hướng đánh ra xuống cục gạch vàng đánh tới ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Cự quyền ở giữa cục gạch vàng lấy cứng trọi cứng, cục gạch vàng thượng hào quang nổ bắn ra, nhưng thoáng qua trong lúc đó, tựu trở nên ảm đạm vô cùng. Gào thét một tiếng, hóa thành hơn một xích lớn nhỏ hướng một bên nhanh bay ra ngoài. Thậm chí ngay cả thạch cự nhân một chiêu đều ngăn cản không nổi. Tiêu phàm bất chấp giật mình, thân thủ hướng viêm linh chi lưới kiếm một chiêu đã nghĩ theo trừ chín mà đi. Nhưng là sau một khắc, tiêu phàm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi chỉ thấy giữa không trung lẳng lặng lơ lửng viêm linh chi lưới kiếm vẫn không nhúc nhích chỉ lo hấp thu phong hỏa châu bên trong còn sót lại cuối cùng một điểm tinh viêm chi lực thật giống như một cái tham lam về phần cực điểm ăn hàng tuyệt không buông tha bất luận cái gì có thể ăn mấy cái gì đó hắc hắc đã đến hỏa long động cái này tinh viêm thần binh chẳng lẽ còn hội nghe lời người điều khiển sao thạch cự nhân miệng hơi mở một hồi ong ong thanh âm chấn đắc cả hang đều ở không ngừng lay động lập tức mở ra đi nhanh thùng thùng về phía lấy Viêm Linh chi lưới kiếm đi qua, huyết hồng trong ánh mắt, lóng lánh lấy tham lam sáng bóng. Tiêu Phàm thần sắc lập tức trở nên âm trầm vô cùng, miệng lẩm bẩm, tay phải vung lên, một màu ngà sữa bàn tay lớn ngưng kết ra, một bả hướng Viêm Linh chi lưới kiếm bắt xuống dưới. Thạch cự nhân chừng mắt, một cổ nóng bỏng hồng mang nổ bắn ra ra, lăng không đem màu ngà sữa bàn tay lớn đánh chúng nát bấy, lập tức đại duỗi tay ra, một tay lấy Viêm Linh chi lưới kiếm chảo trong tay. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thần trong thức hải một hồi rung động, không khỏi kêu rên một tiếng, thân thể lung lay vài cái. Viêm linh chi lưới kiếm tuy nhiên không phải của hắn bổn mạng pháp khí, cũng không nhỏ máu nhận chủ, nhưng đã nhiều năm như vậy, vận dụng tùy tâm, sớm đã cùng hắn thần thức hải sinh ra cực kỳ chặt chẽ liên lạc. Hôm nay viêm linh chi lưới kiếm bị thạch cự nhân một phát bắt được, lập tức liền tác động tiêu phàm thần thức, đại được chấn động. Chưa đợi tiêu phàm có gì động tác, thạch cự nhân vung tay lên, đem viêm linh chi lưới kiếm ngạnh xanh xanh bắt trở về. Thần trong thức hải một cổ như tê liệt đau đớn bỗng nhiên bộc phát, tiêu phàm sắc mặt thoáng một tí trở nên tái nhợt vô huyết, dừng bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Vốn là cùng viêm linh chi lưới kiếm cái kia một tia thần thức liên lạc, vậy mà tại lập tức bị cưỡng ép hát yêu ta ép chặt đứt liếu tương đương. Trường, thạch cự nhân hét lớn một tiếng. Bình thường lớn nhỏ viêm linh chi lưới kiếm, lên tiếng tăng vọt, đảo mắt tự biến thành 6-7 trượng dài, lại mỏng lại chật vật lưỡi dao khổng lồ, ngọn gió đỏ sập, phảng phất bị máu tươi nhuộm thành. Thạch cự nhân một tay nắm ở trong tay, vù vù mà huy vũ vài cái, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý chi tình. Ha ha, tốt, tốt một kiện tinh viêm thần binh, đang cùng thích hợp bổn tọa sử dụng. Các ngươi những bọn tiểu bối này, đều chuẩn bị chịu chết đi. Thạch cự nhân tiếng cười vừa thu lại, ánh mắt vung mạnh, lập tức hung dữ kêu lên hắc bạch song sát liếc nhau, thả người tiến lên, đều tự duỗi ra một bàn tay, chống đỡ tại liệt hỏa khôi lỗi bên hông, chân nguyên pháp lực tuôn ra mà vào. Chỉ thấy khôi lỗi trên người liệt diễm bốc hơi, khí tức cũng là tăng vọt, lập tức tự tăng lên tới kim đan hậu kỳ đỉnh phong bộ dạng. Thạch cự nhân cười lạnh một tiếng, nham thạch nóng chảy tung hoành trên mặt lộ ra cực độ mỉa mai khinh thường thần sắc, một tay giơ lên cao viêm linh chi lưới kiếm, một cổ tinh thuần đến cực điểm hỏa linh lực rót đi vào, ngọn gió đảo mắt do đỏ sậm chuyển thành màu đỏ tươi, màu ngân bạch ký hiệu rậm rạp chẳng chịt nhảy nhảy ra. Sau một khắc, ngọn gió vậy mà chuyển thành màu ngân bạch, một cổ nóng bỏng vô cùng sóng lửa, cuồn cuộn ra. Suốt cuộc không hổ là hỏa viêm tinh linh, vậy mà vừa ra tay liền đem viêm linh chi lưỡi kiếm thúc sử đến một cái tiêu phàm chưa bao giờ đạt tới qua cảnh giới. Vèo, thạch cự nhân hướng về liệt hỏa khôi lỗi một đao bổ ra. Phụ cận hư không một hồi chấn động, tựa hồ ngay không khí đều bị bóp méo. Liệt hỏa khôi lỗi không có chút cảm giác nào, dơ lên cao tấm chắn, hướng lên đón đánh. Oanh! Liệt hỏa khôi lỗi biến ảo cự thuẫn, thậm chí ngay cả nửa phần chống đỡ chi lực đều không có, trong khoảnh khắc liền biến thành cho tàn, lưỡi dao khổng lồ vừa bổ mà hạ, liệt hỏa khôi lỗi từ đó một phân thành hai, đảo mắt cũng hóa thành cho tàn. Liệt hỏa khôi lỗi là hắc ma dạy chuyên môn luyện chế hỏa thuộc tính khôi lỗi, không hết thảy ngọn lửa chi lực, nhưng viêm linh chi trên mũi dao bổ sung độ ấm thật sự rất cao, đã muốn xa xa vượt ra khỏi luyện chế liệt hỏa khôi lỗi tài liệu có khả năng thừa nhận cao nhất độ ấm. Một đao chém xuống, luyện hóa thành cho. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 825.